Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1021, Sa mạc tri tâm. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Quán ăn trong đại sảnh là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có trên vách tường kim dây chuyển động rất nhỏ tiếng vang. Ở đây cầm trong tay hỏa lực võ ác khí ni á quốc sĩ binh, bọn họ từng cái nơm nớp lo sợ cúi đầu, bọn họ sợ rốt sơ lanh ra lệnh cho bọn họ nhắm ngay Diệp Thần Phong nổ súng những binh lính này bên trong có rất nhiều có lẽ là không sợ chết. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ sẽ đi không không chịu chết làm ngươi đối thủ cao chỉ có thể để ngươi ngưỡng vọng thời điểm, như vậy trong lòng ngươi căn bản lên không bất luận cái gì phản ác kháng suy nghĩ. Cùng Diệp Thần Phong ngồi cùng một chỗ quán ăn lão bản đường quốc hoa cùng nữ nhi của hắn đường Tiểu Vân, hai người bọn họ vừa mới nhìn thấy từng cái ni á quốc sĩ binh liên tục nổ đầu, loại kia vô cùng máu tanh hình ảnh, cái này khiến bọn họ là ngay cả đại khí cũng không dám thở bên trên một cái. Ni Á quốc lãnh đạo người Lanh, hắn nhìn xem đồng hồ bên trong kim dây chuyển động, hắn phảng phất là nhìn thấy bùa đòi mạng, lại mà hắn xác thực không có liên hệ đến Thiên Minh người, trong lòng của hắn nguyên bản liền đã sinh ra hoài nghi. Bây giờ nghe được Thiên Minh người bị Diệp Thần Phong bọn họ cho toàn bộ giết, cái này khiến Lanh không dám ở Diệp Thần Phong trước mặt bọn hắn làm càn. Có lẽ Jocelyn tại Ni Á việc lớn quốc gia quyền thế ngập trời đại nhân vật, có lẽ hắn tại Ni Á quốc chỉ cần nói ra một câu nói, là hắn có thể đủ để cho rất nhiều người lập tức tử vong, nhưng là tại tuyệt đối cường hãn thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì quyền thế cũng là có thể bị đánh phá, trên cái thế giới này quyền thế còn không phải bởi mạnh xem ra chế định. Diệp thần phong bình thản nhìn một chút Jocelyn, nói ra chỉ còn lại có 20 giây. Jocelyn trà trà trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, vội vàng nói, vị này tôn kính tiên sinh, ta có các ngươi cần tin tức, còn xin người kiên nhẫn nghe ta nói một chút. Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra tốt, chỉ là miếng ngươi ác bên trong tin tức xác thực đối với ta hữu dụng, như vậy ta cũng không cùng các ngươi so đo hôm nay chuyện phát sinh. Sô Sơ Lanh vội vàng điều chỉnh một chút hô hấp, hắn phát hiện Diệp thần phong người tuổi trẻ này trên thân phát ra khí thế, quả là nhanh muốn đem hắn đẻ đến không thở nổi. Hắn nói ra, vị tiên sinh này, trước kia khống chế chúng ta ni á quốc đám kia người thần bí, bọn họ để cho chúng ta ở thế giới các nơi trong sa mạc tìm kiếm một vật, mà liền tại trước mấy ngày, chúng ta phát hiện tại hoa hạ tây bắc bộ địa phương, nơi đó có một mảnh rộng lớn sa mạc, các người người nước hoa đem này phiến sa mạc xưng là tử vong chi địa. Chúng ta người lợi dụng dụng cụ tinh vi, tại tử vong chi địa bên trong đoán sơ qua, nơi đó có những thần bí nhân kia cần đồ vật, Đám kia người thần bí đối với chúng ta miêu tả qua loại đồ vật này bộ dáng, loại đồ vật này là sinh trưởng ở dưới sa mạc, nó hình dáng như là một quả trái tim, toàn thân hiện ra đỏ như máu, đám kia người thần bí đem loại vật này xưng là sa mạc chi tâm. Tại nghe xong nghi á quốc tối cao lãnh đạo người Lanh lời nói về sau, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người, bọn họ từng cái trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang, tại tới nghi á quốc trước đó Trầm Kinh Vũ cho Diệp Thần Phong nhìn qua một bản liên quan tới có thể tăng lên linh hồn lực các loại dược tài đồ sách, căn cứ cái này Lanh miêu tả, cùng Lanh nói tới loại vật này tên, Diệp Thần Phong bọn người có thể xác định Thiên Minh muốn Ni Á Quốc ở thế giới các nơi trong sa mạc tìm kiếm đồ vật cũng là Sa mạc chi tâm. Cái này Sa mạc chi tâm có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, Sa mạc chi tâm đối với thánh cấp linh hồn lực phía dưới cường giả đều là hữu dụng thánh cấp phía dưới cường giả chỉ cần phục dụng một quả sa mạc chi tâm, như vậy hắn thực lực liền lập tức sẽ tăng lên một cái tiểu tầng thứ, bất quá, cái này sa mạc chi tâm chỉ có tại lần thứ nhất phục dụng thời điểm có hiệu quả. Cái này cũng khó trách Diệp Thần Phong bọn người ở tại nghe được sa mạc chi tâm về sau, bọn họ từng cái sẽ trong đôi mắt thả tinh quang, dù sao bọn họ bây giờ thực lực cũng đều tại thánh cấp linh hồn lực phía dưới. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới sa mạc chi tâm đồng thời cầm sa mạc chi tâm ăn vào, bọn họ liền lập tức có thể tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Người biết sa mạc chi tâm cụ thể ác vị trí sao? Diệp thần phong mở miệng hỏi. Sô sơ lanh lắc đầu, nói ra, chúng ta người cũng chỉ là sơ bộ dò xét ra hoa hạ tử vong chi địa sa mạc có sa mạc chi tâm. Căn cứ phỏng đoán sa mạc chi tâm sinh trưởng tại tử vong chi địa trung bộ, hơn ta liền thật cái gì cũng không biết. Diệp thần phong yên lặng gật gật đầu, xem ra lần này trở lại hoa hạ về sau, hắn nhất định phải đi một chuyến tử vong chi địa. Bây giờ hắn rất muốn nhất liền là mau chóng tăng thực lực lên, cái này sa mạc chi tâm không những đối với hắn có tác dụng, nếu như hắn có thể thu tập được đại lượng sa mạc chi tâm, lại phối hợp thêm hắn phát hiện những địa nguyên đó tâm quả, cái này nói không chừng hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm xây ra một nhóm cường hãn linh hồn lực chiến sĩ tới. Ni Á Quốc tối cao lãnh đạo người Joselanh, Hắn nhìn xem chậm chạp không mở miệng Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là càng thêm không, mồ hôi lạnh liên tục từ hắn trên gương mặt trượt xuống, hắn hai chân cũng càng phát ra không có lực phù phù. Một tiếng, Lanh không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Như thế đem Diệp Thần Phong kéo về trong hiện thực, hắn nhìn xem dọa đến toàn thân tóc Sơ Lanh, trong lòng của hắn là dở khóc dở cười, nói ra tính người cung cấp tin tức này đối với chúng ta hữu dụng các người đều có thể rời đi, nhớ kỹ đem bố ra đạt tòa thành thị này thông báo khôi phục bình thường. Tốt, tiên sinh, ta lập tức phải, ngồi liệt trên mặt đất xô sơ lanh, hắn đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, cả người hắn phảng phất trong nháy mắt lại sống lại, đối với Diệp Thần Phong liên tục cam đoan về sau, hắn mang theo ni á quốc sĩ binh là cung cung kính kính rời khỏi quán ăn. Thần Phong, xem ra lần này chúng ta không có uổng phí bận rộn một trận, đất này nguyên tâm quả mặc dù không có, nhưng là sa mạc chi tâm thế nhưng là đối với chúng ta đều dùng nơi. Lần này chờ trở, trở lại hoa hạ, chúng ta có thể chuẩn bị đi một chuyến tử vong chi địa. Tại Jocelyn rời đi quán ăn về sau, thẩm minh hiên là vội vàng nói. Diệp thần phong trầm ngâm một lúc sau, nói ra ân, vậy chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút, ngày mai liền quay về hoa hạ. Diệp thần phong không có tính toán hiện tại liền đem địa nguyên tâm quả cùng cực phẩm nguyên tâm quả lấy ra, hắn dự định trước cùng thẩm minh hiên bọn người quay về một chuyến hoa hạ về sau, hắn lại lập tức tới Ni Á Quốc, dù sao giờ thiên minh người không có khả năng tại trong vòng vài ngày đi vào Ni Á Quốc, lại mà chỗ kia địa phương đã bị từ thăng nam đi qua lặp đi lặp lại dò xét, được chứng thực không có địa nguyên tâm quả, cho nên chỗ kia địa phương tạm thời tới nói vẫn là an toàn. Diệp thần phong ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía đường quốc hoa cùng đường tiểu vân, hỏi, đường lão bản, các ngươi muốn đi hoa hạ cái nào tòa thành thị. Ngày mai muốn bất hòa chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta sẽ giúp ngươi an bài một chút về nước về sau sự tình. Đường quốc hoa liền vội vàng khoát tay nói, tiên sinh, đi qua vừa rồi sự tình chúng ta cha và con gái hai khẳng định cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, chúng ta tại Ni Á Quốc cũng đủ lâu, là hẳn là muốn trở về tổ quốc A. Chúng ta muốn đi thành phố khẳng định cùng các ngươi không giống nhau, với lại ta tại Ni Á Quốc những năm này cũng có một chút tích góp, chúng ta cha và con gái hai liền không phiền phức các vị, ta nhìn ra được các vị đều không phải là người bình thường. Đường Quốc Hoa là một mặt chân thành tha thiết, trong lòng của hắn minh bạch Diệp Thần Phong cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người, hắn tuy nhiên bị Diệp Thần Phong bọn người thủ đoạn cho chấn nhiếp đến, nhưng cũng là loại thủ đoạn này để cho hắn sợ hãi, hắn chỉ muốn mang theo nữ nhi của mình trải qua phổ thông sinh hoạt, Diệp Thần Phong nhìn ra được Đường Quốc Hoa nói là lời nói thật, như vậy hắn cũng liền không muốn ép buộc, hiện tại Đường Quốc Hoa cùng Đường Tiểu Vân cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, hắn tại tất cả mọi người không có lưu ý tình huống dưới, hắn cầm một tấm thẻ ngân hàng lưu tại trên bàn cơm, đồng thời tại trên bàn cơm viết xuống một đoạn văn. Tại làm xong những chuyện này về sau, Diệp Thần Phong không chút do dự đứng dậy, nói ra tốt, Đường lão bản, đã các ngươi muốn chính mình quay về Hoa Hạ như vậy ta cũng không còn miễn cưỡng, nếu như tương lai trở lại hoa hạ gặp được khó khăn, như vậy ngươi có thể liên hệ ta. Đường Tiểu Vân nhìn xem Diệp Thần Phong bọn người rời đi bóng lưng, nàng phồng lên miệng nói ra, còn nói để cho chúng ta gặp được khó khăn liên hệ hắn, chúng ta ngay cả hắn phương thức liên lạc đều không có, ta nhìn hắn cũng là đang thuyết khách lời nói khách sáo. Nghe vậy, đường Quốc Hoa cũng cười khổ lắc đầu, bất quá, khi hắn muốn chuẩn bị thu thập bản ăn xoay thời điểm, Hắn nhìn thấy trên bàn cơm Diệp Thần Phong lưu lại thẻ ngân hàng, cùng thượng diện lưu lại một đoạn lời nói. Một bên Đường Tiểu Vân cũng nhìn thấy đây hết thảy, nàng miệng ác bên trong thì thầm, ngân hàng mở mật mã là, cái này xem như là ta cho các ngươi đầu tư, trở lại hoa hạ về sau, các ngươi khẳng định rất cần tiền, đây cũng là ta cho các ngươi xin lỗi, dù sao cũng là ta đem các ngươi sinh hoạt cho đảo loạn ác, đây là ta số điện thoại di động mã thù, trở lại hoa hạ về sau muốn liên hệ ta liền đánh cái số này đi. Đường Tiểu Vân cầm thẻ ngân hàng từ trên bàn cơm cầm lên, nói ra cha, xem ra hắn thật sự là muốn giúp chúng ta a. À. Đường Quốc Hoa cầm nữ nhi trong tay thẻ ngân hàng lấy tới, lập tức tại trong nhà hàng một đài trên máy vi tính tra một chút cái này thẻ ngân hàng, phát hiện bên trong khoảng chừng một ngàn vạn ác nhân dân tệ, cái này đầy đủ hắn quay về hoa hạ khai ra không sai quán ăn. Nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong sổ tự, đường quốc hoa cùng đường tiểu vân đều sửng sốt, mà bây giờ tiền đối với Diệp Thần Phong tới nói chỉ là một con số. Diệp Thần Phong nhìn ra được đường quốc hoa cùng đường tiểu vân là người tốt, tại Ni Á Quốc có thể gặp được đối với cha và con gái, đây cũng là một loại duyên phân đi. Cho nên Diệp Thần Phong cũng liền quyết định giúp một cái đối với cha và con gái. chương 1022, không gian thu nhỏ giới chỉ. Ngày thứ hai, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn năm người này, bọn họ liền đạp vào một khung bay hướng hoa hạ phi cơ. Hôm qua tại Ni Á quốc người lãnh đạo tối cao Jocelyn khôi phục bố ra đạt thông báo về sau, thẩm minh hiên hắn lập tức liên hệ đến phụ thân hắn Trầm Kinh Vũ, cầm tại Ni Á quốc đã phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói với Trầm Kinh Vũ một lần. Cho nên, làm diệp thần phong bọn người từ hoa hạ tô thông suốt thành phố phi trường đi tới thời điểm, Diệt Thiên Minh Minh Chủ Trầm Kinh Vũ cùng Phó Minh Chủ Lâm Khang thắng hai người này, bọn họ đã ở phi trường bên ngoài chờ chờ đợi, cái này khiến tính cách ngay thẳng trình đại hổ nói ra, thần phong, lúc này chúng ta đều là dính ngươi quang mang có thể làm cho Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ tự mình đến nghênh đón người, từ trước kia đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người. Audio Điện Tử Võ Tấn Bền Tại Diệp Thần Phong bọn người đi ra tô thông suốt phi trường về sau, trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng toàn bộ ánh mắt tập trung ở diệp thần phong trên thân trầm kinh vũ cười đi lên nói ra diệp huynh đệ tại nhi á quốc chuyện phát sinh minh hiên đều nói cho ta biết lần này cần không phải có người tại chỉ sợ minh hiên bọn họ cũng không có khả năng còn sống trở lại hoa hạ ta ở chỗ này cảm ơn ngươi kinh vũ nói không tệ diệp huynh đệ chúng ta lên xe trò chuyện tiếp lâm khang thắng nhiệt tình lôi kéo diệp thần phong hướng về một cỗ hammer bên trên đi đến Tại đi đến Hammer trước đó, hắn lại quay đầu đối thẩm Minh Hiên bọn người, nói ra, Minh Hiên, Hân Di, các người ngồi đằng sau một chiếc xe, chúng ta muốn cùng Diệp huynh đệ thật tốt tâm sự. Đang ngồi trên Hammer về sau, Diệp thần phong trong nội tâm quyết định đi trước Diệp Thiên Minh Lai một ngày, chờ sáng sớm ngày mai hắn liền tìm lý do rời đi trước, quay về một chuyến đi Á Quốc đi cầm cực phẩm nguyên tâm quả cùng địa nguyên tâm quả cho lấy ra lần này tại ni á quốc diệp thần phong bọn người vẫn phải biết một tin tức cái kia chính là thiên minh minh chủ nghiêm phi trần lập tức sẽ đột phá đến thần cấp trung kỳ thực lực bây giờ diệp thần phong cùng diệt thiên minh có thể nói là ngồi chung một đầu thuyền cho nên tại hammer khởi động về sau diệp thần phong không khỏi hỏi thẩm minh chủ lâm phó minh chủ ta nghĩ các ngươi hai cái hẳn phải biết thiên minh minh chủ muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ sự tình a các ngươi đón lấy khác gì dự định vừa nhắc tới thiên minh minh chủ nghiêm phi trần muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ sự tình, cái này khiến trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng là lập tức nhíu mày đến, bây giờ diệt thiên minh bên trong thực lực cao nhất cũng là thần cấp sơ kỳ trầm kinh vũ, mà trầm kinh vũ gần nhất cũng không có cảm giác được có bất kỳ đột phá dấu hiệu, nếu quả thật để cho nghiêm phi trần đột phá đến thần cấp trung kỳ, như vậy đến lúc đó diệt thiên minh chỉ sợ chỉ có xong đời phân. Diệp huynh đệ, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật, lấy nghiêm phi trần tính cách, nếu quả thật bị hắn đột phá đến thần cấp trung kỳ, như vậy hắn liền sẽ trước tiên đối với chúng ta diệt thiên minh động thủ, đến lúc đó chúng ta diệt thiên minh 89 phần 10 sẽ không chiến mà bại. Lần này từ thăng nam cũng là một cái rất tốt ví dụ, tại sinh cùng tử trước mặt, chỉ sợ rất nhiều diệt thiên minh thành viên đều sẽ đầu nhập vào thiên minh. Trầm kinh vỗ thở dài nói ra, mang trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Tốt, trước tiên không đàm luận những chuyện này mất hứng sự tình, ta nghe nói các ngươi tại Ni Á quốc đạt được có quan hệ sa mạc chi tâm tin tức. Nếu như chúng ta có thể có được đại lượng sa mạc chi tâm, như vậy chúng ta liền có thể tăng lên chỉnh thể thực lực, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên. Trầm Kinh Vũ đối Diệp Thần Phong nói ra. Hammer tại ước chừng chạy 3 giờ về sau, đến Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường. Làm Diệp Thần Phong, trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng từ Hammer bên trên đi xuống thời điểm, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng từ phía sau một cỗ xe bên trên đi xuống. Một tên người mặc trường sa màu trắng lão đầu đã sớm tại dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường các loại, khi hắn nhìn thấy trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng về sau, hắn vội vàng kích động đi lên, nói ra, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, chúng ta đối không gian thu nhỏ giới chỉ nghiên cứu, cuối cùng là có chỗ đột phá, chúng ta cơ bản cầm không gian thu nhỏ giới chỉ nguyên lý nghiên cứu triệt đề, chỉ cần lại cho ta 10 năm, không, thời gian 5 năm. Chúng ta hẳn là có thể đủ cầm không gian thu nhỏ giới chỉ hoàn toàn chế tạo ra. Trầm kinh vũ đối diện trước lão đầu này lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, lý lão, thật sự là vất vả ngươi, ngươi tốt nhất đi nghỉ ngơi mấy ngày thời gian đi. Khi biết thiên minh nghiêm phi trần muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ về sau, hắn đối với hắn bất cứ chuyện gì cũng để không nổi hứng thú tới trầm kinh vũ nhìn thấy một bên diệp thần phong trên mặt ngược lại là lộ ra hưng phấn thần sắc hắn liền nói ra diệp huynh đệ vị này là lý lão hắn là chúng ta diệt thiên minh nghiên cứu nhân viên hắn chuyên môn phụ trách không gian thu nhỏ giới chỉ nghiên cứu không gian thu nhỏ giới chỉ diệp thần phong trong lòng lầm bầm một lần trên mặt hắn hưng phấn là càng thêm nồng đập Hắn biết không gian này thu nhỏ giới chỉ lý niệm là 500 năm sau khi thời đại nói ra, bởi vì ở kiếp trước Diệp Thần Phong là quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài, lúc ấy hắn cũng tham dự không gian thu nhỏ giới chỉ nghiên cứu. Không gian này thu nhỏ giới chỉ phi thường giống trong tiên hiệp chữ vật giới, đây cũng là Diệp Thần Phong ở kiếp trước thời đại kia, quốc gia vì là linh hồn lực chiến sĩ chỗ nghiên cứu một loại trang bị, chỉ có có được linh hồn lực người mới có thể đủ dùng dùng không gian thu nhỏ giới chỉ mà cái thứ nhất không gian thu nhỏ giới chỉ cũng là ở kiếp trước Diệp Thần Phong cùng hắn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ chế tạo ra. Không gian này thu nhỏ giới chỉ tài liệu phi thường khó tìm, cho nên Diệp Thần Phong tại đi vào bây giờ thời đại này về sau, hắn mới có thể mang tính lựa chọn quên loại này công nghệ cao đồ vật, mà đi qua tại Ni Á Quốc sự tình. Diệp Thần Phong hiện tại là phi thường khát vọng có một cái không gian giới chỉ, dạng này chờ hắn lần sau gặp được đồ tốt thời điểm, là hắn có thể đủ trực tiếp cầm đồ vật thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thẩm minh chủ, các người diệt thiên minh có đầy đủ chế tạo không gian giới chỉ tài tiệm sao? Diệp thần phong trong nội tâm có dự định về sau, hắn liền trực tiếp hỏi ra. Trầm kinh vũ gật gật đầu, nói ra, diệp huynh đệ, không gian giới chỉ tài tiệm chúng ta ngược lại là có một ít, bất quá, chúng ta cũng không phải là có rất nhiều, ta cùng khang thắng đối không gian giới chỉ nguyên lý cũng chỉ là kiến thức nửa vời cho nên không gian này chiếc nhẫn là chậm chạp không có chế tạo ra đúng kinh vũ chúng ta giống như quên một việc diệp huynh đệ thân phận có thể không đơn giản a à. hắn ở kiếp trước là quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài nói không chừng hắn có thể cầm không gian giới chỉ chế tạo ra lâm khang thắng thấp giọng tại trầm kinh vũ bên tai nói ra trầm kinh vũ đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong hỏi diệp huynh đệ người thật có thể chế tạo ra không gian giới chỉ Diệp Thần Phong suy nghĩ một lúc sau, nói ra ta chỉ ít có 80% nắm đi. Nếu như có thể lời nói, hiện tại liền để ta đi một chuyến nghiên cứu không gian giới chỉ phòng thí nghiệm, ta muốn lập tức động thủ. Lúc này, Trầm Kinh vũ cùng Diệp Thần Phong không có hạ thấp giọng, hai người bọn họ nói chuyện bị trước mặt Lý Lão nghe qua, cái này Lý Lão lập tức liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hắn phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong, quát, người trẻ tuổi, người nói người có 80% nắm chế tạo ra không gian giới chỉ. Người biết không gian giới chỉ phức tạp nguyên lý sao? Ta cùng ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ chọn vẹn nghiên cứu thời gian 10 năm, chúng ta mới đưa không gian giới chỉ cơ bản nguyên lý cho mò thấy, mà muốn tạo ra ra không gian giới chỉ, chúng ta chỉ ít còn cần tiêu tốn thời gian 5 năm, cho nên, mưu người tuổi trẻ, người vẫn là không cần ở chỗ này ăn nói bừa bãi tốt. Tại vừa mới trầm kinh vũ nói chuyện với Diệp Thần Phong thời điểm, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng đi tới, bọn họ là cầm tại đây nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Hân Di nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp Thần Phong, người thật có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. Dù sao Diệp Thần Phong tại hắn phương diện đã nghiền ép Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di những thiên tài này, nếu như Diệp Thần Phong tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều như thế cường hãn lời nói, như vậy cái này thật nếu để cho Lâm Hân Di bọn người vô pháp tiếp nhận. Ta có thể hay không chế tạo ra không gian giới chỉ, để cho ta thử một chút các ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Thần Phong cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao ở kiếp trước là hắn cùng hắn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ chế tạo ra cái thứ nhất không gian giới chỉ, hắn không dám phi thường khẳng định, hắn có thể hay không chỉ dựa vào chính mình liền đem không gian giới chỉ chế tạo ra. Hồ nháo, quá hồ nháo, Người trẻ tuổi, người có biết hay không không gian giới chỉ tài tiệm cỡ nào thưa thớt. Làm sao có thể để ngươi uổng phí hết. Lý Lão tức giận đến là dựng dâu chừng mắt. Đối với hắn loại này khoa học quái nhân tới nói, không có cái gì so nghiên cứu càng trọng yếu hơn. Ngược lại, Lý Lão lại nhìn xem trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng. Nói ra, minh chủ, phó minh chủ, các ngươi hai cái có thể ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này hồ nháo xuống dưới A chương 1023, chế tạo thành công. Diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ cùng phó minh chủ người lâm khang thắng, hai người này mỉm cười lướt nhau, bọn họ thế nhưng là rõ ràng Diệp thần phong thân phận nghỉ nhưng Diệp thần phong đều nói có 80% nắm chế tạo ra không gian giới chỉ, như vậy bọn họ khẳng định Diệp thần phong là sẽ không nói dối. Trầm kinh vũ đối lý lão cười ha hả, nói ra, lý lão, liền để Diệp huynh đệ thử một chút xem sao nói không chừng hắn thật có thể cầm không gian giới chỉ chế tạo ra chúng ta bây giờ liền đi ngươi phòng thí nghiệm minh chủ ngươi lý lão còn muốn mở miệng phản bác bất quá trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng hai người này đã dẫn đầu hướng về dưỡng sinh sơn trang đằng sau đại sơn đi đến diệp thần phong là không chút hoang mang theo sau hắn hiện tại cần gấp giúp mình chế tạo ra một cái không gian giới chỉ tới tại trầm kinh vũ cùng diệp thần phong bọn người đi vào trong núi lớn thang máy về sau trầm kinh vũ đè xuống thua một hào cái nút lý lão nghiên cứu không gian giới chỉ phòng thí nghiệm là tại diệt thiên minh một tầng đinh một tiếng thang máy rất nhanh liền đến một tầng đập vào mi mắt là một cái cẩn trọng cửa kim loại trầm kinh vũ từ trong túi lấy ra một tờ thẻ này cầm thẻ này đặt ở trước cửa cảm ứng khí bên trên về sau cửa kim loại lúc này mới tự động từ từ mở ra Lý lão phòng thí nghiệm phi thường rộng rãi, bên trong bầy đầy chế tạo không gian giới chỉ các loại tài liệu, cùng cùng lý lão cùng nhau nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ đang tại liên tục bận rộn. Trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học khi nhìn đến trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng về sau, bọn họ lập tức buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm, theo thứ tự hướng về hai người này đánh một tiếng chào hỏi. Đứng tại trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng sau lưng diệp thần phong, hắn đối với chế tạo không gian giới chỉ tài liệu là phi thường rõ ràng, hắn thô sơ giản lược liếc nhìn một lần phòng thí nghiệm này, trong nội tâm là hài lòng gật gật đầu, đối trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng, nói ra, thẩm minh chủ, lâm phó minh chủ, ta hy vọng có thể một người lưu tại nơi này chế tạo không gian giới chỉ, ta không muốn người khác tới quấy giày ta, chế tạo không gian giới chỉ quá trình nhất định phải cực kỳ cẩn thận chỉ cần có một tia sơ xảy liền khẳng định sẽ tạo thành thất bại. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng sâu sắc lý giải gật gật đầu, Trầm Kinh Vũ đối Lý Lão, nói ra, Lý Lão, gian phòng này phòng thí nghiệm liền cấp cho Diệp huynh đệ mấy ngày thời gian, người yên tâm tốt, chế tạo không gian giới chỉ tài liệu chúng ta sẽ giúp ngươi lại thu thập trở về. Ngược lại, Trầm Kinh Vũ lại đối trong phòng thí nghiệm dư khoa nghiên nhân viên nói ra, tốt, tốt, mọi người rời đi trước phòng thí nghiệm mấy ngày thời gian, các ngươi liền lợi dụng mấy ngày nay thời gian thật tốt buông lỏng một chút sư khoa nghiên nhân viên cũng không biết cả kiện sự tình chân tướng, bọn họ đang nghe minh chủ phân phó sau khi bọn họ từng cái lập tức hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Lý lão cũng tâm không cam lòng tình không muốn đi ra phòng thí nghiệm hắn nếp nhăn trên mặt là không che giấu chút nào nộ hỏa công cốc. Tại tất cả mọi người rời đi phòng thí nghiệm về sau, trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng tại căn dặn diệp thần phong vài câu về sau, hai người bọn họ cũng đi ra ngoài, thuận tiện cầm phòng thí nghiệm cửa kim loại đóng lại. Sư khoa nghiên nhân viên đang đi ra phòng thí nghiệm về sau, bọn họ đã từ lý lão trong miệng giải được cả kiện sự tình, cái này khiến bọn họ cũng nhất thời bất mãn lên, không gian này giới chỉ thế nhưng là những người này nghiên cứu thời gian 10 năm, cũng có thể nói không gian giới chỉ nghiên cứu chẳng khác gì là những người này tánh mạng, bây giờ nghe nói vẽ vẽ cái kia lưu tại phòng thí nghiệm người trẻ tuổi có thể chế tạo ra không gian giới chỉ tới này để cho ở đây sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học đều cảm thấy đây là đang vô nghĩa. Diệp Thần Phong sẽ chỉ đem chế tạo không gian giới chỉ thưa thất tài liệu cho uổng phí hết. Minh Chủ, Phó Minh Chủ, ta yêu cầu lập tức để cho tiểu tử kia rời đi phòng thí nghiệm, hắn căn bản không có khả năng chế tạo ra không gian giới chỉ tới. Đúng, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, chúng ta đối không gian giới chỉ hiểu biết nhất là thấu triệt. Trên cái thế giới này không ai có thể đủ so với chúng ta càng thêm sớm chế tạo ra không gian giới chỉ tới. Ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học là lao nhau đứng lên, từng chuyện mà nói là nước miếng văng tung tóe. Khổ khổ, khổ khổ. Tại Lý lão ho khan hai tiếng về sau, ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học mới dần dần an tĩnh lại Lý lão đối trầm kinh vũ, nói ra, minh chủ, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia sao? Nếu như tiểu tử kia chế tạo không ra không gian giới chỉ đến, như vậy không phải đem trong phòng thí nghiệm thưa thất tài liệu toàn bộ lãng phí đi này bằng với là ngăn cản chúng ta về sau nghiên cứu. Trầm Kinh Vũ khoát khoát tay, ngữ khí kiên định nói ra, Lý Lão, nếu như Diệp huynh đệ chế tạo không gian giới chỉ thất bại như vậy ta Trầm Kinh Vũ ở chỗ này làm ra hứa hẹn, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta giúp các ngươi thu tập được hiện tại phòng thí nghiệm gấp hai tài liệu, ngươi thấy thế nào? Đang nghe Trầm Kinh Vũ hứa hẹn về sau, Lý Lão lúc này mới an tĩnh lại, nói ra tốt, vậy ta ngay tại ở ngoài phòng thí nghiệm chờ thêm mấy ngày thời gian, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử kia có thể hay không chế tạo ra không gian giới chỉ tới. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm nghị luận ẩm ý thời điểm, trong phòng thí nghiệm, Diệp Thần Phong cầm chế tạo không gian giới chỉ máy móc cùng tài liệu toàn bộ kiểm tra một lần, tại xác định không có bất kỳ cái gì cái vấn đề sau khi hắn tại trong đầu hồi ức một chút chế tạo không gian giới chỉ phức tạp quá trình, cái này chế tạo không gian giới chỉ cơ bản tài liệu là một loại lam sắc thiên ngoại vẫn thạch. Cái này cùng lam sắc thiên ngoại vẫn thạch bên trong ẩn chứa một loại nào đó không gian huyền bí, lại phối hợp thêm các loại công nghệ cao áp xúc cùng linh hồn lực thuần thuộc vận dụng. Cái này có thể cầm một cái không gian giới chỉ chế tạo thành công. Tại trải vuốt một lần toàn bộ chế tạo quá trình về sau, Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm bên phải trong góc một khối bóng rổ lớn nhỏ lam sắc thiên thạch, Tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm chỉ có như thế một khối lam sắc thiên thạch, xem ra cho phép Diệp Thần Phong số lần thất bại cũng không phải là rất nhiều. Tại cầm nguyên một khối lam sắc thiên thạch đem đến trên bàn thí nghiệm về sau, Diệp Thần Phong đầu tiên cắt xuống một khối nhỏ lam sắc thiên thạch đến, cầm cái này một khối nhỏ lam sắc thiên thạch điêu khắc thành giới chỉ bộ dáng, sau đó, hắn cầm cái này mai chiếc nhẫn màu xanh lam cầm trong tay, cái này cùng lam sắc thiên thạch nội bộ một loại nào đó không gian huyền bí cùng linh hồn lực có một loại yếu ớt liên hệ, đầu tiên muốn làm cũng là lợi dụng linh hồn lực để cho trong giới chỉ bộ sinh ra không gian. Đây cũng là mấu chốt nhất một bước. Diệp thần phong cầm trong cơ thể linh hồn lực chậm rãi tập trung lại, xuyên thấu qua thủ trưởng muốn thẩm thấu tiến vào chiếc nhẫn màu xanh lam bên trong, nhưng mà, làm linh hồn lực vẽ vẽ xông vào chiếc nhẫn màu xanh lam bên trong, chỉ nghe thấy răng rác. Răng rác, hai tiếng, cái này mai chiếc nhẫn màu xanh lam trong nháy mắt đứt gãy ra. Diệp thần phong nhìn xem đoạn thể chiếc nhẫn màu xanh lam, hắn đồng ý nại lắc đầu, nói ra, xem ra là dùng sức quá mạnh. Về sau hai ngày thời gian bên trong, Diệp thần phong ngay cả một bước cũng không có bước ra không thực nghiệm thất, cũng may trong phòng thí nghiệm có cơ sở thức ăn nước uống. Diệp Thần Phong cũng liền có thể an tâm tại chế tạo không gian giới chỉ. Tại trong hai ngày này, bóng rổ lớn nhỏ lam sắc thiên thạch là không ngừng đang thu nhỏ lại bây giờ đã biến thành như là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bởi vì hai ngày hai đêm liên tục chế tạo diệp thần phong tóc trở nên dối bời nhưng hắn tinh thần nhưng là dị thường tốt trước đó diệp thần phong đã để mấy chục mai chiếc nhẫn màu xanh lam đứt gãy hắn nhìn xem càng ngày càng ít lam sắc thiên thạch hắn là càng phát ra chú ý cẩn thận lần nữa điêu khắc ra một cái chiếc nhẫn màu xanh lam về sau Diệp Thần Phong cẩn thận từng ly từng tí cầm linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong giới chỉ bộ, đi qua cái này mấy chục lần thất bại, Diệp Thần Phong cũng tìm tới một chút cảm giác, lúc này tại linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong giới chỉ về sau, giới chỉ không có lập tức đứt gãy ra, cái này khiến Diệp Thần Phong là càng thêm cẩn thận, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Ước chừng một giờ sau khi, diệp thần phong trên mặt bỗng nhiên khe hở thả ra một vòng thần sắc kích động bởi vì cái này mai chiếc nhẫn màu xanh lam bên trong cuối cùng được mở mang đi ra một cái ngăn kéo một dạng lớn nhỏ không gian đây chỉ là chế tác không gian giới chỉ bước đầu tiên đây bất quá về sau trình tự muốn đơn giản bên trên không ít diệp thần phong sắp mở trừ ra không gian chiếc nhẫn màu xanh lam phóng tới công nghệ cao trên dụng cụ tại đem hắn các loại tài liệu không đặt đến máy móc bên trong những tài liệu này có thể làm cho chiếc nhẫn màu xanh lam hấp thu, đang hấp thu về sau, không gian giới chỉ nội bộ không gian liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đương nhiên ở cái này, hấp thu quá trình bên trong, Diệp Thần Phong cũng nhất định phải thời khắc chú ý đến không gian giới chỉ nội bộ biến hóa, nếu như hấp thu siêu phụ tài, không gian giới chỉ vẫn sẽ có đứt gãy khả năng. Cảm giác không gian giới chỉ nội bộ không gian từ một cái ngăn kéo lớn nhỏ biến thành một cái ngăn tủ lớn nhỏ, lại biến thành nửa cái gian phòng lớn nhỏ, sau cùng biến thành một cái phòng lớn nhỏ về sau, Diệp Thần Phong cảm giác trong giới chỉ bộ không gian bắt đầu không ổn định đứng lên, đây chính là bây giờ hắn có thể chế tạo không gian giới chỉ cực hạt, hắn lập tức đình chỉ đưa lên tài liệu, đồng thời cầm máy móc cho quan bế, đem lam sắc không gian giới chỉ từ máy móc bên trong lấy ra. Cầm không gian giới chỉ đeo tại trên ngón tay về sau, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực dò xét một phen nội bộ không gian sau đó ánh mắt của hắn nhìn xem trên bàn thí nghiệm một cái bình nhỏ lợi dụng linh hồn lực một dẫn dắt cái kia cái bình liền hướng diệp thần phong bên này bay tới đang bay đến không gian giới chỉ trước mặt về sau cái kia cái bình trong nháy mắt biến mất làm diệp thần phong lần nữa xem xét không gian giới chỉ nội bộ thời điểm hắn nhìn thấy không gian giới chỉ bên trong yên tĩnh trưng bày vẽ vẽ cái kia cái bình thời đại này cái thứ nhất không gian giới chỉ tại diệp thần phong trong tay như vậy sinh ra Chương 1024, người so với người, tức chết người. Diệt Thiên Minh một tầng phòng thí nghiệm ngoài cửa. Lý lão các loại một đám nghiên cứu không gian giới chỉ nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ hai ngày này là một bước cũng không có rời đi tại đây, ăn và ngủ cũng là tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt giải quyết, mà Trầm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người, bọn họ đương nhiên không có những này khoa học quái nhân điên cuồng, bất quá bọn họ mỗi ngày trước kia cũng đều sẽ đi vào ở ngoài phòng thí nghiệm chờ đợi, đến tối 8-9 giờ thời điểm mới có thể đi ngủ. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn bốn người này, bọn họ tại ở ngoài phòng thí nghiệm là gom lại cùng một chỗ, tướng mạo bình thường tiêu lập viễn, hắn thật sâu đánh ngáp một cái về sau. Hắn nói ra, Minh Hiên, các người nói thần phong thật có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. Nếu như có rảnh rỗi trong giới chỉ lời nói, như vậy lần này chúng ta đi hướng về Tử vong chi địa sa mạc là càng thêm thuận tiện. Khí chất lãnh diễm Lâm Hân Di, nàng lạnh như băng nói ra, ta xem Diệp Thần Phong không nhất định có thể chế tạo ra không gian giới chỉ đến, không gian này giới chỉ thế nhưng là Lý lão bọn họ nghiên cứu thời gian 10 năm, liền ngay cả Lý lão bọn họ còn vô pháp chế tạo ra không gian giới chỉ, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng cầm không gian giới chỉ chế tạo ra. Lại mà Diệp Thần Phong thực lực đã biến thái như vậy, Hắn tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực không thể lại quá mức xuất chúng. Thẩm Minh Hiên gật gật đầu, nói ra, "Hân Di, ngươi lời nói nói là không tệ, có thể Thần Phong cũng không phải là có thể dùng tầm thường logic tới phỏng đoán, chúng ta tại Thần Phong trên thân nhìn thấy kỳ tích cũng không tính thiếu a." À. Trình Đại Hổ vội vàng phụ họa nói, "Minh Hiên nói đúng, dù sao ta Trình Đại Hổ cho rằng Thần Phong có thể cầm không gian này giới chỉ chế tạo ra." Một bên khác Chờ chờ đợi trọn vẹn hai ngày thời gian, Lý Lão cùng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ kiên nhẫn là bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Lý Lão cau mày nói với Trầm Kinh Vũ, Minh Chủ, đều đi qua hai ngày, tiểu tử kia làm sao còn không ra. Thật chẳng lẽ muốn chờ hắn cầm chế tạo không gian giới chỉ tài liệu toàn bộ lãng phí hết sao? Đúng a à, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, chúng ta không thể ở chỗ này chờ xuống dưới, tiểu tử này đơn thuần là ở trong phòng thí nghiệm hồ nháo, Minh chủ, phó minh chủ, lập tức để cho tiểu tử kia từ trong phòng thí nghiệm cút ra đây, hắn căn bản không xứng ở bên trong. Theo lý lão tỏ vẻ ra là bất mãn, dư khoa nghiên nhân viên cũng nhao nhao mở miệng. Mà đang lúc trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng nhíu mày lúc đến đợi, phòng thí nghiệm cửa kim loại từ bên trong mở ra, tóc rối tung không chịu nổi, trên quần áo dính đầy các loại màu sắc diệp thần phong từ trong phòng thí nghiệm đi tới, tại hắn ngón trỏ trái bên trên mang theo một cái nhìn như phổ thông màu xanh đậm giới chỉ. Tại Diệp Thần Phong bước ra phòng thí nghiệm sát na, ở đây tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Lý Lão trực tiếp tức giận mở miệng hỏi, tiểu tử, không gian giới chỉ ngươi chế tạo ra sao? Lý Lão, người cái này hỏi cũng là hỏi không, tiểu tử này nếu là có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, ta trực tiếp đem chính mình nội khố bọc tại trên đầu. Đúng, đúng, không gian giới chỉ nếu là dễ dàng như vậy chế tạo ra, vậy chúng ta những người này chỉ có thể đi đớp cứt. Ở đây một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đối với Diệp Thần Phong là châm chọc khiêu khích. Bất quá, Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt không có chút rung động nào, hắn giờ phút này tâm tình vẫn là hết sức không tệ, dù sao có không gian giới chỉ về sau, đây đối với hắn tới nói là thuận tiện không ít. Diệp Thần Phong đem hắn tay trái nâng lên, nói ra đeo tại trên tay của ta cái này mai chiếc nhẫn màu xanh lam cũng là chế tạo thành công không gian giới chỉ hiện tại bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại có thể yên tĩnh không bao lâu về sau ở đây một đám nhân viên nghiên cứu khoa học bao quát lý lão ở bên trong trên mặt bọn họ lập tức lộ ra khinh thường thần sắc bên trong một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra tiểu tử người nói ngươi trên tay chiếc nhẫn này là không gian giới chính là không gian giới bởi vì hai ngày này lý lão bọn người ở tại ở ngoài phòng thí nghiệm giờ phút này ở ngoài phòng thí nghiệm bày đặt rất nhiều cái bàn cùng cái ghế diệp thần phong đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất một tấm ghế nhỏ hắn linh hồn lực hơi hơi phóng xuất ra dùng linh hồn lực đi dẫn dắt tấm kia ghế nhỏ tấm kia ghế nhỏ đang bay đến diệp thần phong không gian giới chỉ trước sau trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng ta chế tạo ra không gian giới chỉ tới đi. Một tấm ghế nhỏ trong nháy mắt tại Diệp Thần Phong trước mặt biến mất, mà Diệp Thần Phong y phục trên người lại xuyên tương đối đơn bạc, cho nên nói ghế nhỏ không có khả năng bị Diệp Thần Phong cho giấu đi, như vậy duy nhất giải thích cũng là Diệp Thần Phong thật chế tạo ra không gian giới chỉ. Tại trong đầu nghĩ thông suốt điểm này về sau, cái này khiến Lý Lão cùng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học là trong nháy mắt tịt ngòi, bọn họ từng cái ánh mắt đều chừng đến to lớn vô cùng, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà thật có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. Ở đây tỉnh táo nhất chỉ sợ chỉ có trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ trên mặt lộ ra đương nhiên nụ cười, đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, trầm kinh vũ cười nói, Diệp huynh đệ, ta liền biết ngươi nhất định được xứng sờ nửa ngày về sau lý lão, thần sắc hắn kích động một phát bắt được Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra, người chế tạo ra không gian giới chỉ bên trong không gian lớn bao nhiêu. Nguyên bản lý lão bọn người dự tính 5 năm sau, bọn họ có thể chế tạo ra không gian giới chỉ đến, mà bọn họ coi như 5 năm sau có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, bọn họ đoán chừng trong giới chỉ không gian cũng có tối đa nhất một cái tủ treo quần áo lớn nhỏ. Diệp Thần Phong có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Tại Lý Lão bọn người nhìn thấy Diệp Thần Phong biểu lộ về sau, bọn họ cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lý Lão đối với Diệp Thần Phong thái độ là hoàn toàn cải biến. Hắn an ủi Tiểu hỏa Tử: người có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, cái này chứng minh ngươi mạnh hơn chúng ta. Ta nghĩ người trong giới chỉ không gian không sai biệt lắm có một cái thu nạp hộp lớn nhỏ a. À. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra là một cái phòng lớn nhỏ nếu không phải nhìn thấy tài liệu không đủ, đã không cho phép ta lần nữa thất bại, bằng không để cho ta lại nhiều thử mấy lần, trong giới chỉ không gian có lẽ có thể mở rộng lớn hơn. Một cái phòng lớn nhỏ. Lý Lão cùng ở đây một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, trên mặt bọn họ thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, Lý Lão âm thanh run rẩy hỏi, tiểu hòa tử, người không có ở gạt ta. Diệp thần phong trực tiếp đem ngón tay trên không trong giới chỉ lấy xuống, đưa cho Lý Lão, nói ra chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? bất quá ta tại trong này mai không gian giới chỉ rót vào ta linh hồn lực, cái này mai không gian giới chỉ chỉ có ta một người có thể sử dụng, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể tra xét một chút không gian giới chỉ bên trong lớn nhỏ. Lý lão run run rẩy rẩy tiếp nhận làm sắc không gian giới chỉ về sau, hắn cầm linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong giới chỉ, khi hắn nhìn thấy trong giới chỉ không gian thật có một cái phòng lớn nhỏ thời điểm hắn nghĩ tới trước đó nhằm vào Diệp Thần Phong tràng cảnh, hắn một gương mặt mo là trướng đỏ bừng, cầm giới chỉ trả lại Diệp Thần Phong về sau, hắn hướng phía Diệp Thần Phong thật sâu cúc một cái cung, nói ra, lão đầu mắt của ta kém cỏi, không nghĩ tới trên cái thế giới này còn ngươi nữa dạng này thiên tài nhân vật. Sư khoa nghiên nhân viên nhìn thấy Lý Lão cử động về sau, bọn họ đều biết Diệp Thần Phong cái này mai không gian giới chỉ chỉ sợ thật có một cái phòng lớn nhỏ, Vừa rồi đối với Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn huệ oải nói ra, chúng ta nghiên cứu 10 năm cũng không có đem không gian giới chỉ chế tạo ra, xem ra chúng ta thật có thể đi đớp cứt. Diệp Thần Phong cũng là không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, hắn đối Lý lão nói ra, Lý lão ta đem trong phòng thí nghiệm tài liệu cơ hồ tiêu hao hết, bất quá, ta sẽ đem chế tạo không gian giới chỉ quá trình cụ thể dạy cho các ngươi, chờ sau đó lần lại thu tập được tài liệu về sau, các ngươi hẳn là liền cũng có thể chế tạo ra không gian giới chỉ tới. Nghe vậy, nguyên bản đỏ lên khuôn mặt lý lão, hắn lập tức tâm tình kích động đứng lên, nói ra tiểu hỏa tử, không, lão sư, ngài chính là chúng ta lão sư, kính xin ngài về sau phải nhiều hơn dạy bảo chúng ta những học sinh này. Một bên trình đại hổ, hắn nhìn thấy một màn này về sau, hắn cười khúc khích nói ra, thần phong cũng là kiểu như châu bò a Tiêu Lập Viễn cũng nói, người so với người, thật đúng là sẽ tức chết người, các ngươi nói Thần Phong có không am hiểu sự tình sao? Ta làm sao cảm giác cùng với Thần Phong, chúng ta vĩnh viễn chỉ có làm lục diệp phân. Thẩm Minh Hiên biểu hiện rất đồng ý gật gật đầu, nói ra các ngươi hãy chờ xem. Ta hiện tại càng ngày càng khẳng định, Diệp Thần Phong tương lai thành tựu nhất định tại chúng ta phía trên, Diệp Thần Phong cũng không phải là chúng ta có thể đi tương đối người khí chất lãnh diễm lâm hân di, nàng hàm răng là khẽ cắn bờ môi, từ khi Diệp Thần Phong trong phòng tắm nhìn hết thân thể nàng, lại tại ni á quốc độc tôn trong tầng hầm ngầm cùng Diệp Thần Phong phát sinh mập mờ trị liệu, cái này khiến nàng đối với Diệp Thần Phong sinh ra một loại nói không rõ ràng tâm tình. chương 1025, thu hoạch lớn. Nghe trộm, trời quang mây tạnh, đỉnh đầu là bầu trời màu xanh, liếc nhìn lại căn bản trông không đến cuối cùng, như là một mảnh lam sắc hải dương. Nghi Á Quốc, bố ra đạt một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang. Mang theo nóng rực ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, ngẫu nhiên thổi qua trong gió cũng mang theo 10 phần nhiệt độ nóng bỏng. Diệp thần phong cứ như vậy nhàn nhã nếu chạy bộ tại mảnh này trên cánh đồng hoang. Tại hôm qua cầm không gian giới chỉ chế tạo ra về sau, hôm nay sáng sớm Diệp Thần Phong tìm một cái lấy cớ, nói là muốn rời khỏi một tuần lễ thời gian. Đương nhiên Diệp Thiên Minh trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng cũng không có hỏi nhiều, bọn họ chỉ nói là sẽ chờ Diệp Thần Phong sau khi trở về, sẽ cùng nhau thương lượng liên quan tới sa mạc chi tâm sự tình. Diệp Thần Phong tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi, loại này dưới ánh mặt trời yên tĩnh hành tẩu thời gian, để cho Diệp Thần Phong là hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn đã có rất lâu không có hưởng thụ qua bình thản thời gian, có thể nói từ khi linh hồn hắn xuyên Việt đến thời đại này về sau, Phiền toái sự tình là một kiện lại một kiện phát sinh, để cho hắn căn bản là không có cách đình chỉ dưới chân tốc độ. Nếu Diệp Thần Phong là muốn cùng võ hiểu vì các loại chúng nữ mỗi ngày cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, dù sao chính hắn cảm giác thiếu những nữ nhân này rất rất nhiều, thế nhưng là nếu như không đem Thiên Minh cái này tổ chức to lớn hoàn toàn diệt trừ, chỉ sợ Diệp Thần Phong cùng nhà hắn người đều sẽ có nguy hiểm, cho nên hiện thực để cho Diệp Thần Phong mặc kệ cỡ nào khổ cỡ nào mệt mỏi hắn vẫn là phải muốn cắn lấy hàm giang tiến lên không phải vì chính mình vì hắn người nhà vì hắn những nữ nhân kia hắn cũng nhất định phải làm như thế cũng không lâu lắm diệp thần phong liền từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần hắn căn cứ trong đầu trí nhớ đi vào sinh trưởng cực phẩm nguyên tâm quả cùng địa nguyên tâm quả địa phương nhìn thấy nguyên bản sụp đổ bùn đất cũng không có khai quật dấu vết cái này khiến trong lòng của hắn là buông lỏng một hơi diệp thần phong nhìn xem ngón trỏ trái bên trên lam sắc không gian giới hắn linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong giới chỉ tại tới ni á quốc trước đó hắn cố ý chuẩn bị rất nhiều khai quật thu nhận công nhân gỗ nhìn xem đủ loại màu sắc hình dạng khai quật công cụ từ không gian giới chỉ bên trong đụng tới cái này khiến diệp thần phong trên mặt là lộ ra nụ cười hắn thấy có một cái không gian giới chỉ tại trong sinh hoạt xác thực thuận tiện không ít tại cầm sở hữu khai quật thu nhận công nhân gỗ từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra về sau, Diệp Thần Phong liền lập tức vùi đầu vào khai quật bên trong, muốn khai quật đến nguyên bản sinh trưởng cực phẩm nguyên tâm quả cùng địa nguyên tâm quả địa phương. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ có điều cần dùng nhiều một chút thời gian. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong tại hai ngày này thời gian bên trong, hắn là không có hợp qua một chút ánh mắt, chữa ăn và ngủ bên ngoài, hắn liền luôn luôn thuộc về khai quật bên trong, diệp thần phong tóc cùng y phục trên người đã sớm là bị bùn đất cho dính đầy, vì phòng ngừa dưới mặt đất lần nữa phát sinh sụp đổ, diệp thần phong mỗi hướng về dưới mặt đất khai quật một khoảng cách, hắn liền sẽ dùng đặc thù công cụ cầm mặt đất cùng phía trên không gian cho chống đỡ, cái này khiến liền tuyệt đối sẽ không phát sinh sụp đổ vấn đề. Linh hồn lực nhất động Diệp thần phong ngón trỏ trái bên trên lam sắc không gian giới lóe lên, một cây bó đuốc liền xuất hiện trong tay hắn, từ trong túi móc ra một cái cái bật lửa, cầm trong tay bó đuốc cho nhen nhóm, Diệp Thần Phong đã đi tới sinh trưởng cực phẩm nguyên tâm quả cùng địa nguyên tâm quả địa phương. Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, hắn rất vui vẻ cảm giác đến từ dưới đất truyền đến, phảng phất mạch đập nhảy lên giống như vận luật, hắn đang phán đoán vị trí tốt về sau, hắn lập tức hướng về dưới mặt đất khai quật, không bao lâu thời gian một quả như là hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu xanh lục liền hiện ra tại hắn trong tầm mắt. Lần nữa nhìn thấy cái này phát ra lục quang cực phẩm nguyên tâm quả, Diệp Thần Phong vẫn là không nhịn được ngừng thở, phải biết cái này cực phẩm nguyên tâm quả thế nhưng là có thể làm cho đế cấp đỉnh phong cường giả trong nháy mắt bước vào thần cấp sơ kỳ thực lực thiên tài địa bảo a. Ở chỗ này hết thảy có 5 viên cực phẩm nguyên tâm quả. Cầm 5 viên cực phẩm nguyên tâm quả sau khi hái xuống, Diệp Thần Phong cẩn thận từng ly từng tí cầm thu nhập không gian giới chỉ bên trong, mặc dù nói một khi cầm cực phẩm Nguyên Tâm Quả cùng Địa Nguyên Tâm Quả hái xuống, chúng nó bảo tồn thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn, nhưng là có không gian giới chỉ liền không giống nhau, không gian này trong giới chỉ thời gian là đình chỉ, cho nên không gian này giới chỉ cũng chẳng khác gì là một cái lâu dài bảo tồn máy móc. Tại cầm năm viên cực phẩm Nguyên Tâm Quả hái xuống về sau, Diệp Thần Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới lít nha lít nhít màu trắng địa nguyên tâm quả, đất này nguyên tâm quả thế nhưng là đối với 10 cấp linh hồn lực cường giả phi thường hữu dụng, đây đối với Diệp Thần Phong tương lai muốn sáng tạo thuộc về mình linh hồn lực chiến sĩ, chính là một loại ắt không thể thiếu đồ vật, lần trước đoán sơ qua một chút, tại đây địa nguyên tâm quả không sai biệt lắm có trên trăm quả. Diệp Thần Phong nghiêm túc cẩn thận ngắt lấy thức dậy nguyên tâm quả, mỗi hái xuống một quả, hắn liền sẽ lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong, ước chừng 2 giờ về sau, hắn cầm sở hữu địa nguyên tâm quả đều thu vào không gian giới chỉ bên trong, tại đây hết thảy có 280 năm viên địa nguyên tâm quả. 5 viên cực phẩm nguyên tâm quả, 280 năm viên địa nguyên tâm quả. Cái này khiến Diệp Thần Phong trên mặt cũng không nhịn được lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động, đây đối với hắn tới nói thật đúng là thu hoạch lớn, chỉ cần lần này trở lại hoa hạ về sau, lại đi một chuyến tử vong chi địa, nếu như còn có thể thu tập được rất nhiều sa mạc chi tâm lời nói, như vậy hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một nhóm cường hãn linh hồn lực chiến sĩ đến, đây không tính là huyễn tưởng. Tại cầm sở hữu cực phẩm nguyên tâm quả cùng địa nguyên tâm quả hái xong tất về sau, Diệp Thần Phong rời đi chỗ này khai quật dưới mặt đất không gian thì hắn lại lần nữa đem cái này dưới mặt đất không gian cho làm cho sụp đổ. Sau đó, hắn liền lập tức chạy tới bố ra đạt tòa thành thị này, chuẩn bị đi máy bay quay về Hoa Hạ. Tại đi hướng về bố gia đạt phi trường thì tất nhiên sẽ thông qua một đầu tương đối phồn hoa đường đi, nguyên bản Diệp Thần Phong là không muốn ở chỗ này dừng lại, nhưng hắn vô cùng cảm giác bén nhạy năng lực, cảm giác được một tia linh hồn lực ba động. Diệp Thần Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai trung niên nam nhân, hai cái này trung niên nam nhân một gầy một béo, trong đôi mắt thần sắc mười phần sắc bén, Diệp Thần Phong lập tức cầm trong cơ thể mình linh hồn lực cho nhanh chóng che giấu, đồng thời lợi dụng quy tức thuật hữu ý vô ý đến gần này hai cái một béo một gầy trung niên nam nhân. Này hai trung niên nam nhân cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong, bọn họ là một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa đi tiến vào một nhà trong quán ăn. Mà tại hai cái này trung niên nam nhân đi vào tiệm cơm trước đó, Diệp Thần Phong mơ mơ hồ hồ từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được bốn chữ sa mạc chi tâm, đang nghe cái này bốn chữ về sau, Diệp Thần Phong lông mày hơi hơi nhăn lại đến, hắn hiện tại cơ hồ có thể trăm phần trăm khẳng định hai cái này trung niên nam nhân chính là thiên minh thành viên. Diệp Thần Phong cảm giác ra hai cái này trung niên nam nhân thực lực đều tại tôn cấp trung kỳ tầng thứ, bằng không Diệp Thần Phong đã sớm động thủ món ăn bọn họ, Diệp Thần Phong bây giờ thực lực chân thật nhiều nhất chỉ có thể miểu sát tôn cấp sơ kỳ cao thủ. Trước đó không lâu tại Ni Á quốc hắn sở dĩ có thể giết chết Tôn cấp đỉnh phong độc tôn Hoa Quý Khôn, cái này bao thua thiệt Hoa Quý Khôn chính mình chuẩn bị loại này thế giới đệ nhất kịch độc, bằng không Diệp Thần Phong tại trạng thái bình thường dưới muốn dựa vào thực lực thắng qua Hoa Quý Khôn. Đây cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Tại này hai tên một gầy một béo trung niên nam nhân đi vào tiệm cơm về sau, Diệp Thần Phong cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo vào khi nhìn đến đối phương đi vào lầu hai một cái ghế lô bên trong về sau, Diệp Thần Phong cũng lập tức cầm sát vách bao xương cho Lập Thành tới. Bây giờ tại Nhi Á Quốc gặp được hai tên thiên minh thành viên, đồng thời bọn họ giống như cũng đã biết sa mạc chi tâm sự tình, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên muốn hiểu biết một chút ý đồ đối phương, bằng vào hắn vô cùng nhạy cảm thính giác, như loại này tiệm cơm cách âm công trình lại không tốt, hắn có đem có thể nghe được này hai tên thiên minh thành viên nói chuyện. Diệp thần phong đi vào bao xương về sau, hắn tùy tiện điểm một chút đồ ăn, hắn liền để phục vụ viên rời đi, tại cầm cửa bao xương đóng kỹ về sau, hắn lập tức đi đến vách tường bên cạnh, cầm lỗ tai áp sát vào trên vách tường, trong thân thể kích phát ra từng tia từng tia linh hồn lực, ý đồ cầm thính lực phát huy đến cực hạn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có mơ mơ hồ hồ âm thanh truyền vào diệp thần phong trong lỗ tai, lần này Nhi Á Quốc sự tình là hoàn toàn bị độc tôn làm nệt, không nghĩ tới ngay cả độc tôn đều sẽ chết tại Nhi Á Quốc. Ta nghe nói đây hết thảy người khởi sướng là một cái gọi Diệp Thần Phong ra hỏa. Ta còn nghe nói thiếu chủ muốn giày vò Diệp Thần Phong tiểu tử kia đâu. Tại thiên minh cùng diệt Thiên Minh y đấu thi đấu bên trong, thiếu chủ giống như tại tiểu tử này trong tay ăn thiệt thòi. chương 1026, ruột xuyên bụng nát. Diệp Thần Phong sát phách trong giạp. Này hai tên một béo một gầy thiên minh trung niên nam nhân, bọn họ căn bản không có phát hiện mình nói chuyện bị người chỗ nghe trộm. Bên trong một tên gầy hắn tên là Hồ Tam Văn, một tên khác béo tên là Hách Trí Đông, hai người bọn họ thoải mái ăn trên bàn cơm thức ăn mỹ vị. Bàn tử Hách Trí Đông trên mặt thịt mỡ hơi hơi lay động, cầm nhất đại khối thịt bò cho nhét vào trong mồm, khinh thường nói ra, theo ta thấy này theo như đồn đại diệp thần phong cũng không có cỡ nào không dậy nổi. Ta nghe nói tiểu tử kia thực lực chỉ có tông cấp trung kỳ tầng thứ, bất quá, hắn lại có thể vượt cấp chiến thắng tôn cấp sơ kỳ cao thủ, nhưng chúng ta hai cái cũng là tôn cấp trung kỳ thực lực, nếu để cho chúng ta gặp được tiểu tử kia, ta muốn tiểu tử kia chỉ có chạy trốn phân. Người gầy hồ tam văn sờ sờ môi hắn bên trên hai phiết tiểu hồ tử, cười lạnh nói ra, người nói ngược lại cũng có chút đạo lý, lần này độc tôn sở dĩ sẽ chết tại tiểu tử kia trong tay, hoàn toàn là độc tôn quá mức tự đại. Nếu là tiểu tử kia hiện tại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, hai anh em mình lập tức có thể đem hắn đưa đi cùng Diêm Vương ra đoàn tụ. Tốt, không nói trước Diệp Thần Phong tiểu tử kia, về sau nếu là thật có cơ hội gặp được hắn, hai chúng ta lại trừng trị hắn cũng không muộn, lần này chúng ta tới Ni Á Quốc thế nhưng là đạt được sa mạc chi tâm tin tức, thật không nghĩ tới tại hoa hạ tử vong chi địa bên trong có sa mạc chi tâm tồn tại. Bàn tử hách trí đông trên mặt lộ ra một vòng vẻ khát vọng, tiếp tục nói, huynh đệ, cái này sa mạc chi tâm thế nhưng là đối với thánh cấp phía dưới cường giả đều có tác dụng, nếu như chúng ta hai cái có thể phục dụng một khỏa sa mạc chi tâm, như vậy thực lực chúng ta lập tức có thể đến tôn cấp đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó chúng ta tại thiên minh bên trong địa vị khẳng định sẽ có tăng lên. Hồ Tam Văn cảm giác sâu sắc đồng ý gật gật đầu, nói ra, vừa rồi chúng ta không phải đã liên hệ đến minh chủ sao. Lần này minh chủ để cho chúng ta hai cái phụ trách sa mạc chi tâm sự tình, lại an bài ba tên tông cấp đỉnh phong cường giả hiệp trợ chúng ta, chỉ cần chúng ta thật có thể tại tử vong chi địa bên trong tìm tới sa mạc chi tâm, đến lúc đó hai chúng ta vụng trộm phục dụng rơi hai khỏa có ai sẽ biết. Tam văn huynh đệ, ta cũng chính là ý tứ này, lần này chờ trở, trở, lại hoa hạ về sau, cái này sa mạc chi tâm chúng ta nhất định phải tìm tới. Gần nhất minh chủ muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ sự tình thế nhưng là tại minh bên trong truyền xôn sao một khi minh chủ thật đột phá đến thần cấp trung kỳ, diệt thiên minh cũng liền thật muốn xong đời, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều diệt thiên minh thành viên đầu nhập vào thiên minh. Chỉ có thực lực chúng ta trở nên đủ mạnh mẽ, chúng ta mới có thể tại sau này thiên minh bên trong đứng vững gót chân. Bàn tử hách trí đông như có điều suy nghĩ nói ra. Người ta đều năm sáu năm giao tình, mỗi lần nhiệm vụ hai chúng ta cũng là cùng một chỗ, về sau chỉ cần chúng ta hai cái đoàn kết lại, như vậy thiên minh đúng trọng tâm chắc chắn có chúng ta nơi sống yên ổn, chờ đợi sẽ chúng ta chút rượu lên, chúng ta hôm nay thật tốt uống mấy chén, chờ trở lại hoa hạ tiến vào tử vong chi địa về sau, chúng ta thời gian cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hồ Tam Văn vừa cười vừa nói. Hồ Tam Văn cùng hách trí đông sát phách trong giặc, Diệp Thần Phong là cầm hai người này đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, trong đầu hắn bất thình lình hiện lên một đạo linh quang, lập tức cầm cửa bao xương cho mở ra, hắn nhìn thấy một tên ni á quốc nam phục vụ viên đang hướng phía bên này đi tới. Diệp thần phong dùng anh ngữ hỏi, người bình rượu này là bưng đến sát vách đi. Tên kia ni á quốc nam phục vụ viên là phi thường có lễ phép gật gật đầu, khi lấy được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Diệp thần phong trực tiếp một cái thủ đao chém vào nam phục vụ viên trên cổ, tên nam tử này phục vụ viên trong nháy mắt hướng xuống đất bên trên ngã xuống. Diệp Thần Phong thuận thế tiếp được nam phục vụ viên trong tay khay, cầm thuộc về đang hôn mê nam phục vụ viên kéo tới trong bao xương, thay đổi nam phục vụ viên trên thân đồng phục, Diệp Thần Phong nhìn thấy trên khay bình rượu này đã bị mở ra. Diệp Thần Phong linh hồn lực nhất động, ngón trỏ trái trên không trong giới chỉ lóe lên, một bình hóa cốt nước liền xuất hiện trong tay hắn. Diệp Thần Phong giọt hai giọt hóa cốt nước tiến vào bình rượu bên trong, cái này hóa cốt nước thế nhưng là cực kỳ đậm đặc. Diệp Thần Phong sợ giọt cỡ nào trực tiếp đem rượu bình cho ăn mòn, có thể cho dù là chỉ giọt hai giọt, Diệp Thần Phong cũng nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu như chờ đến cái này hai giọt hóa cốt nước hoàn toàn dung nhập trong rượu về sau, bằng vào cái này hai giọt hóa cốt nước muốn ăn mòn một cái bình thủy tinh là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại cầm hóa cốt giọt nước đi vào trong rượu về sau, Diệp Thần Phong ở trên mặt cố ý xóa sạch một chút cho bụi, hắn sợ thiên minh bên trong hai người kia nhìn qua hắn ảnh chụp, tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Thần Phong lập tức đi vào sát vách cửa bao xương, tại gõ hai lần môn về sau, hắn liền trong tay nâng khay đi vào. Trong giạc hồ Tam Văn cùng Hách Trí Đông, hai người bọn họ nhìn xem mặt mũi tràn đầy cho bụi Diệp Thần Phong, bọn họ là không khỏi hơi nhíu cau mày, bất quá, vừa nghĩ tới Ni Á Quốc chỉ là một cái kinh tế lạc hậu quốc gia, bên này phục vụ viên tố chất cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, bọn họ cũng liền không nhìn thẳng Diệp Thần Phong mà Diệp Thần phong tại đi vào bao xương về sau, hắn là phi thường có lễ phép cho Hồ Tam Văn cùng Hách Chí Đông rót một ly tử. Hồ Tam Văn hào sảng nói ra đến chúng ta trước cạn một chén lại nói. Hồ Tam Văn trực tiếp một cái cạn một chén tử. Hách Chí Đông cũng không chút nào cam lạc hậu, trên mặt thịt mỡ là lay động, cầm chén rượu lên cũng trực tiếp một cái làm. nhưng tại hai người này phân biệt uống một chén tử về sau. Diệp Thần Phong phát hiện trên khay bình rượu đang lấy một loại cực kỳ rất nhanh hủ thực. Diệp Thần Phong cầm khay phóng tới sau lưng một tấm trên bàn nhỏ, đến mức để cho Hồ Tam Văn cùng Hách Trí Đông đều không có phát hiện bình rượu không thích hợp. Hách Chí Đông đối Diệp Thần Phong, quát, người có thể lăn ra ngoài, người còn ở lại đây làm gì? Diệp Thần Phong phỏng đoán bị Hồ Tam Văn cùng Hách Trí Đông uống hết tử hẳn là cũng sắp phát huy tác dụng. Hắn trực tiếp cầm chính mình khuôn mặt cho lau sạch sẽ, nhưng nhìn đến hồ tam văn cùng hách trí đông trên mặt vẻ không kiên nhẫn về sau hắn biết hai người này căn bản cũng không biết hắn bộ dáng chỉ là nghe nói qua hắn sự tình mà thôi khi nhìn đến diệp thần phong không hề rời đi bao xương ý tứ về sau hách trí đông trên mặt thịt mỡ là run run càng phát ra lợi hại trên thân ẩn ẩn tản mát ra từng tia từng tia linh hồn lực lần nữa quát nếu như không muốn chết lời nói cho ta tại ba giây đồng hồ bên trong biến mất diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai có nhiều ý vị nhìn xem trước mặt hai người nói ra các ngươi vừa mới còn không phải đang thảo luận ta đây sao các ngươi không phải là muốn tiễn đưa ta cùng diêm vương ra đi đoàn tụ sao các ngươi hiện tại có thể động thủ nghe vậy hách trí đông cùng hồ tam văn hai người bọn họ hơi hơi sững sờ tiếp theo bọn họ không hẹn mà cùng hỏi ngươi ngươi là diệp thần phong diệp thần phong không có phủ nhận gật gật đầu cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, chấn định nói ra ta liền trong miệng các người có thể tùy tiện giải quyết Diệp Thần Phong. Ha ha ha, nghe được Diệp Thần Phong trả lời, cảm giác được Diệp Thần Phong trên thân linh hồn lực ba động, cái này khiến hách trí đông là không khỏi làm càn cười ha ha, khinh thường nói ra tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Liền để hai chúng ta đem người bắt sống đưa đến trước mặt thiếu chủ, thiếu chủ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Người gầy Hồ Tam Văn trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nói ra, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ người có tự tin thắng qua chúng ta? Như người loại này phương pháp làm quả thực là tự tìm đường chết. Cái này có thể chưa hẳn. Diệp Thần Phong bước chân hướng về bên cạnh đi một bước, đem hắn sau lưng một tấm tiểu trác tử hiện ra tại Hồ Tam Văn cùng hách trí đông trong tầm mắt. Làm hai người này nhìn thấy đã bị ăn mòn xong cái kia bình rượu về sau, hai người bọn họ là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hồ tam văn chất vấn diệp thần phong ngươi cho chúng ta uống gì diệp thần phong thuận miệng nói ra đương nhiên là mỹ tử chỉ có điều ta tại cái này mỹ tử bên trong thêm một chút liệu mà thôi tiểu tử ngươi muốn chết hách trí đông cầm tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn nhưng đột nhiên ở giữa trong bụng truyền đến một trận phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức để cho hắn tăng lên linh hồn lực trong nháy mắt lại co lại trên trán là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hồ Tam Văn tình huống cũng cùng hách trí đông không sai biệt lắm, theo trong bụng kịch liệt đau nhức càng ngày càng lợi hại, hai người này dứt khoát trực tiếp ngã xuống mặt đất bên trên, liên tục cuồn cuộn lấy, trước hết kêu gào hách trí đông, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, huynh đệ, mời ngươi tha ta nhất mệnh, hai chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Đúng, chúng ta liền xem như chưa từng có tại ni á quốc nhìn thấy ngươi hồ tam văn cũng vội vàng phụ họa nói diệp thần phong ra vẻ suy nghĩ nói ra các ngươi đề nghị cũng không tệ đang nghe diệp thần phong nửa câu đầu thời điểm hồ tam văn các loại hai người này trên mặt lập tức lộ ra hy vọng quang mang nhưng tại diệp thần phong nửa câu nói sau nói ra miệng về sau bọn họ trong nháy mắt lại rơi vào trong tuyệt vọng bất quá trên người của ta không có giải dược ngay cả ta cũng cứu không các ngươi chúng ta cùng ngươi liều hách trí đông muốn từ trên mặt đất đứng lên nhưng mà bụng hắn bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu huyết lỗ sau đó cái này tiểu huyết lỗ không ngừng mở rộng lại mở rộng bụng hắn thượng nhục đang không ngừng bị hủ thực về phần hắn dạ dày cùng ruột đã là bị ăn mòn không sai biệt lắm mà hồ tam văn cùng hách trí đông tình huống không sai biệt lắm hai người này là hoàn toàn ruột xuyên bụng nát căn bản không có miễn cưỡng khả năng Thế là, tại cái này một hai phút thời gian bên trong, Diệp Thần Phong lại đem hai tên thiên minh tôn cấp trung kỳ cao thủ đưa lên Tây Thiên đi. chương 1027, thú vị tiểu tử. Hoa hạ, tô thông suốt thành phố, diệt thiên minh tổng bộ trong phòng họp. Bên ngoài sắc trời đã là hoàn toàn đêm đen đến, đen nhánh trong bầu trời đêm là sao lốm đốm đầy trời. Trong phòng họp mặt là đèn đuốc sáng trưng, Diệp Thần Phong tại Ni Á quốc tướng hai tên thiên minh tôn cấp trung kỳ cao thủ giải quyết về sau, hắn liền trực tiếp cưỡi phi cơ trở lại hoa hạ tô thông suốt thành phố. Giờ phút này, trong phòng họp trừ Diệp Thần Phong, Minh Chủ Trầm Kinh vũ cùng Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng bên ngoài, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di các loại người trẻ tuổi cũng đều ở đây, bọn họ là chuẩn bị thương lượng một chút liên quan tới tử vong chi địa sa mạc chi tâm sự tình. Diệp Thần Phong tại Trầm Ngâm một lúc sau, Nói ra, Thẩm Minh chủ, Lâm Phó Minh chủ, ta rời đi mấy ngày nay thời gian bên trong, vừa vặn gặp được hai tên Thiên Minh tôn cấp trung kỳ cao thủ, ta từ bọn họ trong miệng biết được Thiên Minh hẳn là cũng biết liên quan tới Sa Mạc Chi Tâm sự tình. Diệp Thần Phong tuy nhiên gặp đến hai tên Thiên Minh thành viên sự tình nói ra, nhưng hắn chưa hề nói là tại Ni Á quốc gặp được đối phương. Trầm Kinh Vũ gật gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ mặc dù nói cái này sa mạc chi tâm đối với thánh cấp phía dưới cường giả có tuyệt đối sức hấp dẫn, nhưng tử vong chi địa có thể cũng không phải là một cái bình thường địa phương. Tại tử vong chi địa bên trong có thể nói là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền ngay cả ta cùng khang thắng cũng không dám cam đoan, nếu như tại tử vong chi địa bên trong gặp được nguy hiểm, hai chúng ta còn có thể hay không thể an toàn đi tới. Trầm Kinh Vũ dừng lại một lúc sau, vừa nghi hỏi, Diệp huynh đệ người có nghe hay không đến nguyên bản thiên minh muốn phái bao nhiêu tên cao thủ tiến vào tử vong chi địa. Diệp thần phong hồi đáp, thiên minh nguyên bản chuẩn bị phái hai tên tôn cấp trung kỳ cao thủ cùng 3 tên tông cấp điên phong cao thủ tiến vào tử vong chi địa. Một bên phó minh chủ lâm khang thắng cũng mở miệng, cái này đúng, thánh cấp bao quát thánh cấp phía trên cường giả. Bình thường tại minh bên trong cũng là có chính mình nhiệm vụ, mà tôn cấp đỉnh phong cường giả tại minh bên trong cũng đều có nhất định địa vị cho nên tôn cấp đỉnh phong cường giả chắc chắn sẽ không nguyện ý đi chết phong chỗ mạo hiểm. Cái này sa mạc chi tâm đối với tôn cấp đỉnh phong phía dưới cường giả là có phi thường to lớn sức hấp dẫn. Này thiên minh phái ra hai tên tôn cấp trung kỳ cường giả cùng ba tên tông cấp đỉnh phong cường giả cũng không kỳ quái. Ngồi ở một bên thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn bốn người, bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận một lát sau, thẩm minh hiên mở miệng nói ra cha, lâm thúc thúc, lần này chúng ta muốn cùng thần phong cùng một chỗ tiến vào tử vong chi địa, các ngươi không cần cho chúng ta an bài hắn cao thủ. Cái này sao có thể được? Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng cơ hồ là trăm miệng một lời, Trầm Kinh Vũ tiếp tục nói, bởi vì thiên minh minh chủ nghiêm phi trần vô cùng có khả năng muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ tầng thứ. Ta cùng Khang Thắng trong khoảng thời gian này là không thể nào rời đi diệt thiên minh, về phần thánh cấp cùng thánh cấp trở lên cường giả, Bọn hắn cũng đều có chính mình nhiệm vụ, nếu như các ngươi nhất định phải đi tử vong chi địa, như vậy chúng ta cũng nhiều phái mấy tên tôn cấp trung kỳ cao thủ bảo hộ các ngươi. Cha, Lâm Thúc Thúc, chúng ta không cần người khác bảo hộ, chúng ta cũng không phải là ôn thất bên trong bông hoa. Nếu như muốn trở thành cường giả, như vậy chúng ta nhất định phải kinh lịch trải qua sinh tử, lần này tử vong chi địa hành trình, đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường tốt khảo nghiệm coi như chúng ta sau cùng chết tại tử vong chi địa bên trong, chúng ta cũng đều sẽ không hối hận. Thẩm Minh Hiên đang khi nói chuyện ánh mắt không khỏi liếc mắt một cái Diệp Thần Phong. Là Diệp Thần Phong xuất hiện mới kích phát trong lòng của hắn vô hạn đấu trí. "Cha, trầm thúc thúc, ta cũng là đồng dạng ý tứ, lần này liền để chúng ta đơn độc hành động đi." Lâm Hân di lạnh như băng nói ra. "Minh chủ, phó minh chủ, chúng ta đều cần chân chính lịch luyện." Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn cũng vội vàng mở miệng nói ra. Cái này khiến Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng ngược lại là khó xử. Mà một bên Diệp Thần Phong trong nội tâm đang âm thầm nghĩ ngợi, nếu như Diệp Thiên Minh phái ra nhiều tên tôn cấp trung kỳ cường giả bảo vệ bọn hắn. Như vậy bọn họ nguy hiểm khẳng định sẽ cực kỳ giảm xuống, bất quá, chờ ở tử vong chi địa bên trong tìm tới sa mạc chi tâm về sau, cứ như vậy Diệp Thần Phong phân đến khẳng định cũng tương đối ít. Mà nếu như Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người đơn độc hành độc, như vậy Diệp Thần Phong là trong mấy người này thực lực cường hãn nhất một cái, đến lúc đó coi như cầm sa mạc chi tâm chia đều, Diệp Thần Phong cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Bây giờ đối với muốn sáng tạo chính mình linh hồn lực chiến sĩ Diệp Thần Phong tới nói, hắn phi thường cần rất nhiều sa mạc chi tâm, cho nên vì là tài phú, có đôi khi là nhất định phải mạo hiểm. Tại trong đầu cầm sự tình đại khái muốn một lần về sau, Diệp Thần Phong nói ra, thẩm minh chủ, lâm phó minh chủ, ta cho rằng minh hiên bọn họ nói không tệ, người chỉ có kinh lịch trải qua một lần một lần sinh tử tồn vong, dạng này mới có thể để chính mình không ngừng trưởng thành. Ta đã từng không biết bao nhiêu lần tại kề cận cái chết bồi hồi qua, ôn thất bên trong trưởng thành bông hoa là rất có thể chết hiểu. Nghe Diệp Thần Phong lần này có vẻ như rất có đạo lý lời nói, lại nhìn thấy thẩm minh hiên cùng lâm hân di đám người trên mặt kiên định thần sắc, trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó, hai người này trong mồm là thở dài một hơi, nói ra, xem ra ta cùng khang thắng đều lão, về sau chính là các người người trẻ tuổi thiên hạ, ta muốn lần này thiên minh như cũ sẽ chỉ phái ra tôn cấp trung kỳ cao thủ, lại mà có diệp huynh để cùng với các ngươi cái này cũng có thể làm cho ta yên tâm không ít. Lần này ta cùng khang thắng liền để các ngươi đơn độc ra ngoài lịch luyện, bất quá, các ngươi cả đám đều phải cho ta đem chính mình bảo vệ tốt. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người nghe được trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng đồng ý, trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ, từng cái cầm quyền đầu đột nhiên nắm chặt, tuy nhiên bọn họ đều là diệt thiên minh trung thiên tài nhân vật, nhưng là từ trước ra ngoài lịch luyện đều có người bảo vệ bọn hắn, lúc này bởi vì diệp thần phong cường thế xuất hiện, kích phát ra trong những người này tâm tính thiện lương thắng tâm lý. Trầm kinh vũ nhìn xem Thẩm Minh Hiên bọn người kích động bộ dáng, hắn nói ra tốt, sự tình cũng đáp ứng các ngươi, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm ngày mai liền có thể chuẩn bị xuất phát. Tại Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người rời đi phòng học về sau, Trầm Kinh Vũ nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp huynh đệ, hy vọng lần này tiến vào tử vong chi địa, người có thể chiếu khán một chút Minh Hiên bốn người bọn họ. Đúng, Diệp huynh đệ, chúng ta là xem ở ngươi cũng phải tiến vào tử vong chi địa, chúng ta mới chịu đáp ứng không an bài người bảo hộ các ngươi. Lâm Khang Thắng cũng người phần chân thành tha thiết nói ra. Trải qua tại Ni Á Quốc sự tình, Diệp Thần Phong đối với Thẩm Minh Hiên mấy người cũng sinh ra một chút giao tình, đối với Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thỉnh cầu, hắn đương nhiên là thuận miệng đáp ứng, nói ra tốt, Thẩm Minh Chủ, Lâm Phó Minh Chủ, ta sẽ cố gắng chiếu khán bọn họ tại Diệp Thần Phong bọn người thương lượng tiến vào tử vong chi điện sự tình thì hoa hạ một chỗ một tòa tráng lệ trong cung điện. Một tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc trên người một kiện hắc sắc áo choàng hắn khuôn mặt lộ ra 10 phần hình dáng phân minh, thân thể của hắn nhìn qua không tính to lớn lớn mạnh, chỉ bất quá hắn trong đôi mắt thời thời khắc khắc đều hiện ra lấy một đạo để cho người ta không dám nhìn thẳng quang mang. Tên này trung niên nam nhân ngồi tại trước cung điện phương chính đứng đắn trung ương một cái ghế bên trên, bên tay phải hắn để đó một chén bốc hơi nóng trà, hắn yêu nhã nâng chung trà lên, đặt ở bên môi hơi hơi nhấp một cái, tự nhủ trà là trà ngon, đáng tiếc pha trà nước quá tệ. Ở tên này trung niên nam nhân trước mặt, đứng đấy một tên cúi đầu thanh niên, hắn nghe trung niên nam nhân tự nói, trên mặt hắn duy trì cung kính thần sắc, không dám chút nào cắm nửa câu miệng. Tên này trung niên nam nhân chính là thiên minh minh chủ nghiêm phi trần, mà đứng tại nghiêm phi trần trước mặt là con của hắn nghiêm thiên giác. Nghiêm phi trần cầm chén trà buông ra về sau, hắn mở miệng nói ra, thiên giác, người dưỡng khí công phu vẫn là quá kém, theo ni á quốc vừa mới truyền đến tin tức, chúng ta thiên minh hai tên tôn cấp trung kỳ cường giả chết tại ni á quốc, bọn họ là ruột xuyên bụng nát mà chết, ta muốn chuyện này rất có thể là diệp thần phong làm, lần này Diệp Thần Phong bọn họ hẳn là sẽ tiến vào tử vong chi địa. Nghiêm Thiên Giác mặt mũi tràn đầy không phục nói ra, cha, Diệp Thần Phong chỉ có tông cấp trung kỳ thực lực, ta thừa nhận hắn xem như một thiên tài, nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể giết chết tôn cấp sơ kỳ cao thủ, ni Á Quốc hai tên tôn cấp trung kỳ cao thủ hẳn không phải là bị hắn giết chết. Chẳng lẽ độc tôn hoa quý khôn cũng không phải bị Diệp Thần Phong giết chết sao? Mặc kệ Diệp Thần Phong thực lực như thế nào, chỉ cần hắn có thể giết chết cường hãn hơn hắn đối thủ, vậy liền coi là là hắn bản sự, tốt, lần này ta sẽ lại phái ra bốn tên tôn cấp trung kỳ cao thủ tiến vào tử vong chi địa, ta muốn diệt thiên minh bên trong cũng sẽ không có tôn cấp trung kỳ trở lên cường giả nguyện ý tiến vào tử vong chi địa. Thiên giác, người đi xuống trước đi. Nghiêm phi trần đang nhìn nghiêm thiên giác rời khỏi cung điện về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười, tự nhủ, diệp thần phong. Từ giết chết quốc vương bắt đầu liền quật khởi mạnh mẽ, hiện tại lại cùng Diệt Thiên Minh sen lẫn trong cùng một chỗ, ta nghĩ hắn hẳn là cũng không phải thời đại này người a. À. Thật là một cái thú vị tiểu tử. Nghiêm Phi Trần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó mũi chân hơi hơi chĩa xuống đất, hắn thân ảnh tại mắt thường vô pháp bắt tình huống dưới, liền trực tiếp biến mất tại cực đại trong cung miện. Chương 1028, ngốc chỗ nào đều có. Ngày kế tiếp Tại diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ cùng phó minh chủ Lâm Khang Thắng đưa tiến dưới, trình đại hổ phụ trách điều khiển một cỗ hammer, mà Lâm Hân Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, diệp thần phong, thẩm minh hiên cùng tiêu lập viễn thì là ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Bởi vì tô thông thành phố không có bay thẳng khoảng cách tử vong chỗ gần nhất thành thị phi cơ, cho nên Diệp Thần Phong bọn người nhất định phải lái xe đi hướng về sát vách giang tỉnh thành phố, Tại Giang tỉnh thành phố Phi Trường có bay thẳng khoảng cách tử vong chỗ gần nhất thành thị phi cơ. Ước chừng 3 giờ sau khi Trình Đại Hổ liền lái Hammer đến Giang tỉnh thành phố Phi Trường, Trình Đại Hổ cầm Hammer mở ra một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương về sau, hắn liền từ trên xe đi xuống, Diệp Thần Phong, Hòa Lâm Hân di mấy người cũng lần lượt đi xuống xe. Tại tất cả mọi người đi xuống xe về sau, Diệp Thần Phong cầm trong cơ thể linh hồn lực ngoại phóng đi ra lợi dụng linh hồn lực đi dẫn dắt trước mặt xe hammer hắn ngón trỏ trái trên không trong giới chỉ bên trên hiện lên một đạo quang mang tiếp theo cả chiếc xe hammer liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt diệp thần phong nội thị một chút không gian giới chỉ nội bộ hắn phát hiện xe hammer đang yên tĩnh đứng ở giới chỉ trong không gian tính cách ngay thẳng trình đại hổ hắn vỗ vỗ diệp thần phong bả vai nói ra thần phong chờ sau đó thu về tụ đến tài liệu người cũng nhất định phải cho ta chuẩn bị cái không gian giới chỉ đi ra, thứ này nhất định quá nghiêu b. Thẩm Minh Hiên cũng cười nói ra, Thần Phong, về sau chúng ta mấy cái thế nhưng là lấy ngươi làm trung tâm, ta Thẩm Minh Hiên đã lớn như vậy còn không có bội phục qua người nào, duy chỉ có ngươi Diệp Thần Phong để cho ta không bội phục đều không được a. À. liền ngay cả sắc mặt lạnh như băng lâm hân di khi nhìn đến Diệp Thần Phong trên ngón tay không gian giới về sau nàng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng hâm mộ quang mang. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra ta đã đem chế tạo không gian giới chỉ phương pháp dạy cho lý lão bọn họ, ta nghĩ bọn hắn sẽ giúp các ngươi chế tạo ra không gian giới chỉ tới. Lúc này, đến phiên tiêu lập viễn mở miệng, thần phong, ta vẫn là tương đối tin tưởng ngươi, bọn họ coi như có thể chế tạo ra không gian giới chỉ đến, chỉ sợ trong giới chỉ không gian cũng sẽ không lớn đến đi đâu. Tốt, chỉ cần về sau có đầy đủ tài liệu, ta liền một người giúp các ngươi chế tạo một cái, dù sao cũng không phải việc khó gì, chúng ta đi trước tiến vào giang tỉnh phi trường đi. Đối với Diệp Thần Phong tới nói chế tạo không gian giới chỉ cũng không khó khăn, đi qua lần trước lặp đi lặp lại thất bại, Diệp Thần Phong đối không gian giới chỉ chế tạo đã là nắm giữ phi thường thuần thục. Mà tại Diệp Thần Phong bọn người hướng về phi trường các loại đại sảnh đi đến thời điểm. Giờ phút này, chờ đợi trong đại sảnh đứng đấy tầm 10 tên cảnh sát, cái này tầm 10 tên cảnh sát cầm một vị trung niên nam nhân cùng một thiếu nữ vây, một nam một nữ này mang trên mặt bối rối thần sắc, nếu như Diệp Thần Phong bọn người ở tại tại đây lời nói, chỉ sợ liếc một chút liền có thể nhận ra, cái này nam không phải liền là Ni Á quốc trung kiểu quán ăn lão bản Đường Quốc Hoa đi. Một tên khác thiếu nữ không phải liền là Đường Quốc Hoa nữ nhi Đường Tiểu Vân đi. Tại đường quốc hoa cùng đường tiểu vân đối với cha và con gái chung quanh trừ có tầm 10 tên cảnh sát bên ngoài, còn có một người trung niên nam nhân, một người trung niên nữ nhân cùng một tên thanh niên, ba người này trên mặt là mang theo khinh thường nụ cười. Tên này trung niên nam nhân tên là Phương Minh Gia, hắn chính là giang tỉnh thành phố địa phương một vị nổi danh xí nghiệp gia, tại giang tỉnh thành phố cũng coi là một vị nổi tiếng danh nhân, mà đổi thành một tên thanh niên tên là Phương An Kiệt, hắn chính là con trai của Phương Minh Gia, một tên sau cùng tướng mạo mười phần không sai phụ nhân, nàng tên là Hứa Mỹ Lệ, nàng là Phương Minh Gia đương nhiệm thê tử, mà Phương An Kiệt thì là Phương Minh Gia cùng tiền nhiệm thê tử sở sinh. Nói đến đây đường quốc hoa cùng Phương Minh Gia xem như lão cửu nhân, tại 10 năm trước, đường quốc hoa sinh hoạt tại cái này giang tỉnh thành phố, năm đó hắn tại giang tỉnh thành phố cũng coi như một vị có chút danh tiếng phú hào, về sau hắn kết bạn đồng dạng là buôn bán Phương Minh gia, cái này nhất định về sau đường quốc hoa khổ rồi vận mệnh. Cái này Minh gia tại kết bạn đường quốc hoa về sau, câu dẫn đường quốc hoa thê tử hứa mỹ lệ, bởi vì lúc trước Phương Minh gia tiền nhiệm thê tử chết, lại thêm hắn năm đó dáng dấp lớn lên không tệ. Hắn liền phi thường thuận lợi cấu kết lại hứa mỹ lệ, đồng thời để cho hứa mỹ lệ trong bóng tối phối hợp hắn ngưu đoạt đường quốc hoa sở hữu tài sản. Để cho Đường Quốc Hoa trong vòng một đêm trở nên không có gì cả, lại thêm thê tử phản bội, cái này khiến Đường Quốc Hoa mang theo nữ nhi rời đi Hoa Hạ, đến Ni Á quốc qua lên ẩn cư sinh hoạt. Lần này bởi vì Diệp Thần Phong bọn người ở tại Ni Á quốc sự tình, Đường Quốc Hoa mang theo nữ nhi Đường Tiểu Vân trở lại Hoa Hạ, nguyên bản hắn chỉ muốn muốn tới Giang Tỉnh thành phố bái tế một chút cha mẹ mình, ai biết thiên hạ liền có trùng hợp như vậy sự tình. Bọn họ cha và con gái hai hàng tung tích bị Phương Minh ra biết. Phương Minh ra đệ đệ tại 10 năm trước vẫn là một tên lính cảnh sát, bây giờ đã là Giang tỉnh thành phố cục cảnh sát cục trường, có thể nói Phương Minh ra tại Giang tỉnh thành phố lan lộn càng thêm phong sinh thủy khởi. Cái này Minh ra điều động tầm 10 tên cảnh sát ở phi trường đối với đường quốc hoa cha và con gái tiến hành bao vây, thứ nhất là bởi vì hắn muốn thật tốt nhục nhã nhục nhã đường quốc hoa, thứ hai là con của hắn Phương An Kiệt xem ra đường quốc hoa nữ nhi đường Tiểu Vân, nếu như mình nhi tử có thể cầm đường quốc hoa nữ nhi đặt ở dưới thân thể, cái này khiến Phương Minh ra có loại biến thái khoái cảm. Làm đường quốc hoa trước kia thê tử hứa Mỹ Lệ, nàng là ôm Phương Minh ra cánh tay, nhìn về phía đường quốc hoa cùng đường Tiểu Vân trên mặt là tràn ngập căm ghét, mà đứng tại hứa Mỹ Lệ khác một bên Phương An Kiệt, hắn tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, hắn bí ẩn cầm một cái tay vụng trộm ngả vào hứa Mỹ Lệ trong quần bắt đầu vuốt phe. Có thể nói Phương Minh ra cùng Phương An Kiệt là một đôi cực biến hình dáng cha con, Phương Minh ra nhiều khi sẽ để cho con trai mình cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ hứa Mỹ Lệ thân thể. Nếu như lần này Phương An Kiệt có thể có được đường Tiểu Vân, chỉ sợ đường Tiểu Vân tương lai cũng chỉ sẽ đi bên trên hứa Mỹ Lệ theo gót, thân thể nàng sẽ thành Phương Minh ra cùng Phương An Kiệt phát tiết công cụ. Đường Quốc Hoa, chẳng lẽ người thật nếu để cho chúng ta động thủ sao? Nơi này là công cộng trường hợp, ta hy vọng các ngươi phối hợp một chút. Phương Minh ra cười lạnh nhìn xem đường quốc hoa nói ra. Đường thúc thúc, chỉ cần ngươi đem người nữ nhi gả cho ta, ta hiện tại liền có thể thả ngươi rời đi nơi này, về sau còn tùy thời hoan nghênh ngươi tới phương ra chúng ta làm khách, dù sao chúng ta cũng không tính là ngoại nhân. Đang khi nói chuyện Phương An Kiệt hữu ý vội ý mắt nhìn bên cạnh hứa Mỹ Lệ. Cái này đường quốc hoa là tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mà đường tiểu vân hốc mắt đã sớm ướt át, nàng phi thường không thích mẫu thân mình, năm đó ở rời đi hoa hạ thời điểm, nàng đã là có trí nhớ, sở hữu những năm này nàng đều sẽ không ở cha mình trước mặt nhắc tới cái kia đã từng phản bội bọn họ tiện nữ nhân. Ôm phương minh ra cánh tay, hưởng thụ lấy phương an kiệt bí ẩn vuốt ve hứa mỹ lệ, những năm này nàng là hoàn toàn đọa lạc, bất quá, nàng ưa thích như bây giờ sinh hoạt, bởi vì Phương Minh Gia là Giang tỉnh thành phố Phú Hào, Phương Minh Gia đệ đệ là Giang tỉnh thành phố Cục Cảnh sát Cục Trường, nàng tại Giang tỉnh thành phố có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng cảm giác loại ngày này so trước kia đi theo đường quốc hoa muốn dễ chịu nhiều. Đường quốc hoa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là bộ này uất ức dạng. Làm sao, ta còn tưởng rằng ngươi lần này là cường thế trở về, không nghĩ tới ngươi vẫn là như là chuột chạy qua đường một dạng hứa Mỹ Lệ khinh thường nói ra. Đón lấy, hứa Mỹ Lệ vừa nhìn về phía đường Tiểu Vân, nói ra Tiểu Vân, chỉ cần ngươi cùng với An Kiệt, về sau ngươi liền có thể cùng ta ngày ngày gặp mặt, ngươi liền không cần đi theo cha ngươi qua thời gian khổ cực, đến, đến mộ tại đây tới. Đường Tiểu Vân bất thình lình khàn cả giọng quát, ta không có ngươi dạng này mẫu thân. Còn có hay không vương pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Đường Quốc Hoa phẫn nộ toàn thân run rẩy. Phương Minh Gia cũng hưởng thụ đường quốc hoa phẫn nộ bộ dáng, hắn thuận miệng nói ra, tất nhiên hắn không nguyện ý phối hợp, như vậy thì đem hắn trước tiên mang về cục cảnh sát đi. Này tầm 10 tên cảnh sát đang nghe Phương Minh Gia lời nói về sau, bọn họ từng cái hướng phía đường quốc hoa cùng đường tiểu vân tụ lại đi qua. Mà vừa lúc này, Diệp Thần Phong mấy người cũng đi vào các loại trong đại sảnh, bởi vì đường quốc hoa bên kia phi thường hấp dẫn nhãn cầu, đến mức Diệp Thần Phong bọn người liếc thấy đến đường Quốc Hoa cùng đường Tiểu Vân, Trình Đại Hổ nói ra Thần Phong, đây không phải là đường lão bản cùng nữ nhi của hắn sao. Bọn họ giống như gặp được phiền toái gì. Diệp Thần Phong gật gật đầu, hướng thẳng đến đường Quốc Hoa bên kia đi qua, không nhìn chung quanh tầm 10 tên cảnh sát, đối đường Quốc Hoa nói ra, đường lão bản, xem ra chúng ta thật sự là có duyên phận đây. Nguyên bản thuộc về trong tuyệt vọng đường Quốc Hoa cùng đường Tiểu Vân, Hai người bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong về sau, bọn họ đầu tiên hơi hơi sững sờ, đón lấy, đường quốc hoa lập tức kích động nói ra tiên sinh, ngài, ngài làm sao ở chỗ này. Phương Minh ra bọn người nhìn thấy bất thình lình xuất hiện Diệp Thần Phong, còn nghe được đường quốc hoa xưng hô Diệp Thần Phong còn trẻ như vậy người vì tiên sinh, cái này khiến Phương Minh ra cười lạnh nói, đường quốc hoa, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở lại, xem ra ngươi ngay cả cho ta sách giải tư cách cũng không có. Ngược lại, Phương Minh Gia lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, đã các ngươi cùng Đường Quốc Hoa nhận biết, như vậy hôm nay coi như các ngươi không may, ngay cả mấy người này cũng cùng một chỗ bắt quay về cục cảnh sát, muốn trách các ngươi thì trách Đường Quốc Hoa cái phế vật này đi. Nghe Phương Minh Gia tự cho là đúng ngôn ngữ, Thẩm Minh Hiên đám người trên mặt là lộ ra một vòng cổ quái thần sắc, mà Diệp Thần Phong là thong dong bình tĩnh nhún nhún vai, căn bản không có đem Phương Minh Gia bọn người coi là chuyện to tát xem ra ngốc thật đúng là chỗ nào đều có. chương 1029, cho các người dập đầu xin lỗi cơ hội. Diệp thần phong nhìn xem thần sắc lo lắng bối rối đường quốc hoa cùng đường tiểu vân, hắn vừa cười vừa nói, đường lão bản, người yên tâm tốt, các người trở lại hoa hạ bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chúng ta nguyên nhân tồn tại, hôm nay chuyện này liền từ chúng ta tới giúp ngươi giải quyết. Tiên sinh, cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, Đường Quốc Hoa là hung hăng trở mình tất, còn không ngừng hướng phía Diệp Thần Phong quốc lấy cung, trên mặt là tràn ngập cảm kích cùng tôn kính thần sắc. Dù sao Diệp Thần Phong bọn người ở tại Nhi Á quốc bày ra thủ đoạn, bây giờ Đường Quốc Hoa cùng nữ nhi của hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà Phương Minh Gia nhìn thấy Đường Quốc Hoa lễ độ cung kính thái độ, hắn hoài nghi đánh giá đến Diệp Thần Phong để cho chung quanh tầm 10 tên cảnh sát tạm thời dừng tay. Tham dò tính đối với Diệp Thần Phong hỏi, "Vị huynh đệ kia, không biết ngươi là Giang Tỉnh thành phố nhà nào tộc thiếu gia? Khả năng ta và ngươi trưởng bối còn nhận biết, đến lúc đó đại nước Trôi Long Vương Miếu cũng không tốt." Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, "Ngươi không cần nghe ngóng thân phận ta, ta cũng không phải là Giang Tỉnh thành phố người, với lại ta tại Giang Tỉnh thành phố không có chút nào căn cơ, làm sao? Hiện tại có phải hay không tiêu trừ trong lòng ngươi lo lắng?" Nếu diệp thần phong nói cũng đổ là lời nói thật diệp gia chính là kinh thành mọi người tộc bất quá chỉ cần diệp thần phong lộ ra hắn thật sự là thân phận đến sợ rằng sẽ đem phương minh ra bọn người trực tiếp sợ phát niệu cái quần dù nói thế nào diệp thần phong cũng xác thực xác thực kinh thành hàng thật giá thật thái tử gia nhưng là diệp thần phong nhìn ra được cái này minh ra ở phi trường như thế không có sợ hãi sau lưng của hắn khẳng định vẫn là có chỗ ỉ vào tất nhiên quyết định giúp đường quốc hoa cùng đường tiểu vân đối với cha và con gái giải quyết phiền phức, như vậy hắn đương nhiên muốn làm giòn lưu loát đem phiền phức hoàn toàn giải quyết. Vừa nghe nói Diệp Thần Phong cũng không phải là giang tỉnh thành phố người, cái này khiến Phương Minh ra là ăn một khỏa định tâm hoàn, cứ như vậy coi như Diệp Thần Phong là hắn trong thành thị mọi người tộc tử đệ, nhưng nơi này là giang tỉnh thành phố. Hắn Phương Minh ra đệ đệ chính là giang tỉnh thành phố cảnh sát cục cục trường, hắn phương minh ra lại là giang tỉnh thành phố giới kinh doanh tai to mặt lớn nhân vật, nói đến hiểu rõ một chút hắn phương minh ra tại giang tỉnh thành phố cũng là một đầu địa đầu xa. Bởi vì cái gọi là cường long đấu không lại đầu xa, cái này khiến phương minh ra sắc mặt lại lần nữa băng lãnh đứng lên. Phương minh ra ánh mắt chăm chú nhìn Diệp thần phong, quát tiểu tử, ta hiện tại mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta có thể cho ngươi một cái rời đi cơ hội. Chỉ cần ngươi cúi đầu hướng về chúng ta xin lỗi, các ngươi năm cái hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Tuy nhiên khi biết Diệp Thần Phong cũng không phải là giang tỉnh thành phố người về sau, Phương Minh ra đối với Diệp Thần Phong không còn e ngại, nhưng dù sao hắn còn không có thăm dò rõ ràng Diệp Thần Phong bọn người chân chính mảnh, chỉ cần Diệp Thần Phong bọn người chịu cúi đầu xin lỗi, hắn vẫn là nguyện ý không đi tìm Diệp Thần Phong bọn họ phiền phức. Diệp Thần Phong cười gật gật đầu, nói ra là hẳn là muốn nói xin lỗi. Diệp thần phong lời này vừa nói ra, phương minh ra đám người trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mà đường quốc hoa cùng đường tiểu vân sắc mặt trắng bệch một chút, thân thể kìm lòng không được một cái run rẩy. phải biết diệp thần phong hiện tại là bọn họ cha và con gái hai duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, tại phương minh ra, phương an kiệt cùng hứa Mỹ lệ đắc ý thời điểm, diệp thần phong lên tiếng lần nữa, không mặn không nhạt nói ra, ta có thể cho các ngươi một cái quỷ xuống dập đầu xin lỗi cơ hội chỉ cần các người lập tức cho đường lão bản bọn họ dập đầu xin lỗi, ta ngược lại có lẽ có thể cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bỗng nhiên chỗ đến Diệp Thần Phong cái này nửa câu nói sau, đường quốc hoa cùng đường tiểu vân thần sắc lại lần nữa trầm tĩnh lại, mà phương minh ra bọn người là sắc mặt kịch biến. Những năm này tại Giang tỉnh thành phố, có ai dám đối với hắn phương minh ra nói như vậy? Cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ nhảy lên tới cực điểm. Ôm Phương Minh ra cánh tay hứa Mỹ Lệ, nàng hưởng thụ lấy Phương An Kiệt vụng trộm vuốt ve, dùng ngón tay chỉ đường quốc hoa quát, đường quốc hoa. Ngươi không chỉ có uất ức, chẳng lẽ đầu óc ngươi còn bị chó cho ăn sao? Ngươi muốn dựa vào mấy người này cho ngươi ra mặt, ta liền sợ mấy người này kết quả là chỉ có cho ngươi chôn cùng phân. Con trai của Phương Minh ra Phương An Kiệt, tay phải hắn vụng trộm từ hứa Mỹ Lệ dưới váy rút đi ra, bàn tay phải không tự giác đặt ở trước mũi nghe ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trên mặt là hoàn khoa vị đạo mười phần, khinh thường nói ra tiểu tử, người biết chính mình cân lượng sao. Không có bản sự cũng không cần ở chỗ này mạo sưng đầu to, có ít người là người cả một đời đều không thể trêu vào. Diệp Thần Phong đã từng là hoàn người nói pha tiếng đệ thời điểm, cái này An Kiệt còn không biết ở nơi nào bú sữa đây. Cái này An Kiệt mạo sưng lượng cũng chỉ là một cái hạ đẳng hoàn khoa chữ đệ mà thôi, nếu để cho Phương An Kiệt tiến vào kinh thành hoàn khoa vòng tròn, như vậy chỉ sợ Phương An Kiệt cho kinh thành đám kia hoàn người nói pha tiếng đệ liếm giải tư cách cũng không có, thật không biết những loại người này nơi nào đến tài trí hơn người tâm lý. Phương Minh ra sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống, tất nhiên Diệp Thần Phong không thức thời, như vậy hắn hiện tại cũng không có thu tay lại đạo lý, trực tiếp mệnh lệnh lấy chung quanh tầm 10 tên cảnh sát, quát lập tức cho ta đem những này người toàn bộ bắt quay về cảnh sát cục chung quanh tầm 10 tên cảnh sát từng cái cầm mang súng cho rút đi ra, Diệp Thần Phong mắt nhìn bên cạnh thẩm Minh Hiên bọn người, nói ra, Minh Hiên, không bằng chúng ta hơi làm một chút làm nóng người vận động đi. Thẩm Minh Hiên gật gật đầu, nói ra, Thần Phong, ta cũng chính là ý tứ này. Phương Minh ra nghe Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đối thoại, hắn cau mày một cái, nói ra các người muốn làm gì. Nếu như các người dám phản kháng lời nói, tử đánh thế nhưng là không có mắt. Ta liền sợ các người ngay cả nổ súng cơ hội cũng không có." Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến tầm 10 tên cảnh sát xông tới, mà Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn cũng nhao nhao động thủ, chỉ gặp năm bóng người nhanh chóng lách vào tầm 10 tên cảnh sát bên trong, ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, cái này tầm 10 tên cảnh sát trên cổ liền chịu đến công kích, từng cái nhao nhao ngã xuống đất bất tỉnh đi. Thần Phong cái này kêu là làm nóng người vận động. Ta căn bản còn không có quên động thủ đây, thật sự là quá bất quá nghiện, trình đại hổ từ bên trong ục ục hì hì nói. Mà Phương Minh ra, Phương An Kiệt cùng hứa Mỹ lệ ba người này, bọn họ nguyên bản cho rằng tầm 10 danh thủ bên trong cầm súng cảnh sát, muốn bắt cầm xuống Diệp Thần Phong bọn người là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà ai biết cái này tầm 10 tên cảnh sát tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong bị toàn bộ giải quyết. Cái này Diệp Thần Phong bọn người thân thủ không khỏi quá kinh khủng một điểm a. À. Hiện tại Phương Minh gia tự cho là đúng Minh Bạch Diệp Thần Phong vì sao không có sợ hãi? Bởi vì Diệp Thần Phong bọn người thân thủ quá cường hãn, Phương Minh gia hiện tại cũng không cho rằng Diệp Thần Phong là hoa hạ cái nào mọi người tộc thiếu ra. hắn thấy mọi người tộc thiếu ra cũng là hoàn người nói pha tiếng đệ loại hình, làm sao có cường hãn như thế thân thủ. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chuyện gì xảy ra? một tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới, sau lưng hắn còn đi theo năm tên cầm trong tay chủ yếu súng võ cảnh, tên này trung niên nam nhân chính là Giang tỉnh thành phố phi trường người phụ trách Quách Nguyên Cương, mà cái này năm tên võ cảnh là phụ trách bảo hộ phi trường Trị An. Cái này Quách Nguyên Cương biết Phương Minh Gia mang theo cảnh sát ở phi trường bao vây hai người, nói đến Quách Nguyên Cương cùng Phương Minh Gia cũng coi là bạn nhậu, Quách Nguyên Cương cũng liền để cho Phương Minh Gia ở phi trường bên trong hồ nháo một lần, nhưng hắn một mực đang trong bóng tối chú ý đến phương minh ra bọn người bên này. Tại hắn nhìn thấy tầm 10 tên cảnh sát trong nháy mắt được giải quyết về sau, hắn biết mình hẳn là đi ra giúp một cái phương minh ra, hắn thấy phương minh ra đệ đệ là giang tỉnh thành phố cảnh sát cục cục trường. Hắn giúp một cái phương minh ra sẽ chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu. Diệp thần phong không để ý đến đi đến bên này quách nguyên cương cùng năm tên võ cảnh, ánh mắt của hắn như cũng nhìn chằm chằm có chút ngây người phương minh ra, nói ra hiện tại còn không nguyện ý cho đường lão bản quỳ xuống xin lỗi sao. Cơ hội ta là cho các ngươi, các ngươi chân không chân quý cũng là chính ngươi sự tình. Đang nghe gọi thần phong lời nói về sau, phương minh ra là lấy lại tinh thần, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Các ngươi đây là đang đánh lén cảnh sát, đã các ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy bên ta Minh gia phụng bồi đến. Phương Minh gia trực tiếp cho Diệp Thần Phong bọn họ đeo lên một cái đánh lén cảnh sát cái mũ. Mà Đường Quốc Hoa vợ trước hứa mỹ lệ, nàng nghe được Phương Minh gia lời nói về sau, trong nội tâm nàng cũng lần nữa an tâm lại, miệng bên trong là châm chọc khiêu khích nói, "Đường Quốc Hoa, ta hứa mỹ lệ đã từng là phản bội ngươi, bất quá, ta cả đời này cũng sẽ không xin lỗi ngươi, giống như ngươi uất ức nam nhân." ngươi căn bản không xứng có được ta hứa mỹ lệ, lần này ngươi miễn không cần ngồi sổ ngục giam. Đường quốc hoa nhìn xem cái này đã từng cùng hắn yêu nhau nữ nhân lộ ra bộ này sắc mặt, trên mặt hắn lộ ra một vòng phẫn nộ cùng đau lòng thần sắc, mà đường tiểu vân nhìn xem chính mình cái này cái gọi là mẫu thân, nàng một đôi đôi bàn tay trắng như phấn là nắm chặt gấp. chương 1030, trùng trùng điệp điệp vây quanh. Phách lối tới cực điểm, Giang tỉnh thành phố phi trường người phụ trách Quách Nguyên Cương, hắn đối phương Minh ra, hỏi, Phương Lão Ca, tại đây có cần hay không ta hỗ trợ? Phương Minh ra nhìn xem Quách Nguyên Cương sau lưng, đứng đấy năm tên cầm trong tay súng máy cảnh sát phố trang, hắn vừa cười vừa nói, vậy thì đa tả Quách Lão Đệ, ta hôm nào mời Quách Lão Đệ người ăn cơm, bất quá, mấy cái này lưu manh thân thủ rất không tệ, vì là lý do an toàn, ta sẽ liên lạc lại một chút đệ để, để ta Phương Minh Diệu, cái này minh ra là trực tiếp đem Diệp Thần Phong bọn người thuộc về đến lưu manh trong hàng ngũ. Nhìn xem Phương Minh ra lấy điện thoại cầm tay ra ra điện thoại, Quách Nguyên Cương trực tiếp đối sau lưng năm tên cảnh sát vỗ trang ra lệnh, các ngươi năm cái còn thất thần làm gì. Nhanh lên đem những người này toàn bộ đuổi bắt hạ xuống. Diệp Thần Phong nhìn xem vô duyên vô cớ chen chân tiến đến Quách Nguyên Cương, trên cái thế giới này không biết chết chữ viết như thế nào người vẫn là rất nhiều, ánh mắt của hắn mắt nhìn này năm tên cầm trong tay súng máy cảnh sát vũ trang. Hắn nói ra ta nể tình các ngươi năm cái là duy trì phi trường trị an, ta có thể không đối với người bọn họ động thủ, ta nghĩ các ngươi cũng cần phải biết chúng ta mấy cái cũng không phải là cái gì lưu manh. Này năm tên cảnh sát vũ trang lẫn nhau liếc nhau, cảm thụ được từ trên người Diệp Thần Phong phát ra sắc bén khí thế, lại mà bọn họ năm cái cũng nhìn thấy vừa mới Diệp Thần Phong bọn người giải quyết tầm 10 tên cảnh sát tràng diệt, đồng dạng bọn họ cũng biết cái này quách nguyên cương cùng phương minh ra quan hệ. Bọn họ biết mình là cũng không phải là diệp thần phong đối thủ, bọn họ năm cái trách nhiệm chỉ là bảo hộ phi trường an toàn, nếu bọn họ cũng vô dụng nghe quách nguyên cương mệnh lệnh. Thế là, cái này năm tên cảnh sát phố trang tại suy nghĩ một lát sau, bọn họ phân biệt lui lại ba bước, đối quách nguyên cương nói ra, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ phi trường an toàn. Theo chúng ta hiểu biết mấy vị này cũng không phải là trong miệng các ngươi nói tới lưu manh. Khi nhìn đến năm tên cảnh sát phố trang không nghe chính mình mệnh lệnh, cái này kém chút đem Quách Nguyên Cương khí là muốn thổ huyết, trên mặt hắn trong nháy mắt bị vẻ giận dữ cho lấp đầy, chỉ năm tên cảnh sát phố trang, quát, các ngươi cũng dám không nghe ta mệnh lệnh. Ta ngày mai liền lập tức báo cáo phía trên, để cho các ngươi từ nơi này hỗn đản. Cái này năm tên cảnh sát phố trang những ngày này cùng Quách Nguyên Cương ở chung hạ xuống, bọn họ đối với Quách Nguyên Cương là khịt mũi coi thường. Bọn họ ước gì rời xa giống quách Nguyên Cương ngu ngốc như vậy đây. Còn có bọn họ năm cái lúc trước tại cảnh sát phố Trang đại đội thời điểm, thế nhưng là trong tinh anh tinh anh, đã từng cũng chấp hành qua rất nhiều cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, tại bọn họ trong cảm giác Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người mạnh phi thường, mạnh đến để bọn hắn liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Đối với cường giả từ trước đến nay là sẽ nhận được người khác tôn kính, huống hồ tại cái này năm tên cảnh sát phố Trang hiểu biết bên trong, Diệp Thần Phong mấy người cũng xác thực cũng không phải là cái gì lưu manh. Nhìn xem lui lại ba bước năm tên cảnh sát vũ trang căn bản không có mở miệng ý tứ, cái này khiến Quách Nguyên Cương giận là toàn thân run rẩy, hắn chỉ có thể cầm trong lòng khí phát tiết tại Diệp Thần Phong bọn người trên thân, ngón tay hắn chỉ Diệp Thần Phong, quát tiểu tử, các ngươi còn muốn mạng sống, hiện tại liền lập tức thúc thủ chịu trói, các ngươi loại hành vi này nếu như bị nắm chặt trong cục cảnh sát, ta cam đoan các người không hề rời đi thời gian. Một bên đang tại ra điện thoại Phương Minh ra, hắn khi nhìn đến năm tên cảnh sát phố trang không có động thủ, cho nên hắn ở trong điện thoại là càng thêm vào hơn dầu thêm giấm, để cho đệ đệ của hắn Phương Minh Diệu mang nhiều một chút cảnh sát tới. Hắn hôm nay tuyệt đối phải để cho đường quốc hoa, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người ăn không ôm lấy đi. Diệp Thần Phong cũng không để ý gì tới sẽ kêu gào quách nguyên cương, Hắn nhìn thấy phương minh ra tại chuyển ra hậu trường, hắn biết cũng kém không nhiều có thể giải quyết cả kiện sự tình. Bây giờ bằng vào bạo lực sẽ chỉ đem sự tình nguyên náo càng lúc càng lớn. Thế là, Diệp Thần Phong quyết định ra điện thoại cho hắn ra ra Diệp Trấn Hồng. Bất quá, Diệp Thần Phong bất thình lình nhớ tới mấy ngày này hắn điện thoại di động luôn luôn không mang ở trên người, cho nên mượn thẩm minh hiên điện thoại di động. Trực tiếp bấm Diệp Lão ra tử điện thoại. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U in ET tại điện thoại kết nối về sau. Không đợi đầu bên kia điện thoại người mở miệng, Diệp Thần Phong cứ nói, ra ra, ta có kiện sự tình muốn ngài giúp một chút bận biểu. Đầu bên kia điện thoại Diệp Lão Gia Tử đang nghe Diệp Thần Phong âm thanh về sau, hắn là hơi hơi sững sờ, tiếp theo hắn lập tức mắng, Thần Phong, tiểu tử ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này ra ra. Mới vừa vặn trở lại Diệp ra một ngày, chờ ngày thứ hai khi tỉnh dậy, người cả người liền không thấy, ngươi có biết hay không những ngày này trong nhà bởi vì ngươi sự tình lại nháo lật trời, tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể an phận một chút a? Nghe trong điện thoại Diệp lão ra tử hùng hùng hổ hổ âm thanh, Diệp thần phong trong nội tâm là một trận ấm áp, hắn nói ra, ra ra, ta đây không phải đến khi có một ít sự tình đi. Chờ ta cầm tại đây sự tình xử lý xong, ta cam đoan lập tức quay về Diệp ra. Tốt, tốt, ta cũng không muốn nghe người tiểu tử nói mò, ta biết ngươi có chính ngươi sự tình, ngươi cũng là tại vì Diệp ra phấn đấu, bất quá, ra ra ta thật hy vọng ngươi có thể sớm ngày an định lại. Trong điện thoại Diệp lão gia tử thu hồi cô đơn tâm tình, thở dài, tiếp tục nói tốt, nói đi, có chuyện gì tình muốn ra ra ngươi ta hỗ trợ. Ra ra, ta tại giang tỉnh thành phố phi trường, ta ở phi trường bên trong bị. Diệp thần phong cầm đại khái sự tình đối với Diệp lão gia tử nói một lần. Cái này khiến Diệp lão gia tử là giận không thể giải đáp, tuy nhiên lão gia tử vừa mới vẫn còn ở phàn nàn Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong thủy chung là hắn thương yêu nhất tôn tử A. Hắn lập tức nói ra, Thần Phong, người yên tâm tốt, chuyện này ta lập tức giúp ngươi xử lý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta, ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn. Tại Diệp Thần Phong vừa mới ra xong điện thoại thời điểm, ngoài phi trường mặt truyền vào tới ô ô tiếng còi cảnh sát, Vừa rồi tại Phương Minh ra liên hệ với đệ đệ của hắn Phương Minh Diệu về sau, Phương Minh Diệu lập tức điều động rời phi trường gần nhất cảnh sát lực lượng, để cho cái này một nhóm cảnh sát lực lượng trước tiên tiến đến phi trường. Từng chiếc xe cảnh sát là đứng ở ngoài phi trường mặt, từng người từng người trong tay cầm mang súng cảnh sát, một bên sơ tán trong phi trường khách nhân, một bên hướng về phi trường các loại đại sảnh đi đến, cái này nhóm đầu tiên chạy đến cảnh sát ước chừng có chừng 30 người tại cái này chừng 30 người đi vào các loại trong đại sảnh về sau, Phương Minh ra đám người trên mặt là lộ ra vui sướng nụ cười. Tiểu tử, các ngươi hiện tại tốt nhất đừng cho ta hành động thiếu suy nghĩ, bằng không các ngươi chỉ có đi gặp Diêm Vương ra phân, dù sao các ngươi đánh lén cảnh sát trước đây, coi như chúng ta ở chỗ này đánh chết các ngươi, chúng ta cũng là có thể đứng vững được bước chân giống như. Phương Minh ra cây ngay không sợ chết đứng nói ra. Phương An Kiệt nhìn xem tránh sau lưng Đường Quốc Hoa Đường Tiểu Vân, hắn vừa cười vừa nói: Tiểu Vân, hiện tại tranh thủ thời gian đến bên cạnh ta đến, ta cam đoan ngươi cùng cha ngươi không có việc gì, chỉ cần cha ngươi hướng về chúng ta dập đầu xin lỗi, lần này ta liền để mấy cái này ngu mốc làm thế tội cao dương. Phương An Kiệt ánh mắt là hữu ý vô ý nhìn xem Diệp Thần Phong bọn người, tao đến thực chất bên trong hứa mỹ lệ, nàng cũng mở miệng nói: Đường Quốc Hoa. Nếu như ngươi là người biết chuyện lời nói, như vậy ngươi bây giờ lập tức hướng về chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi đi. Đây là ngươi bây giờ duy nhất đường sống, chờ đến đợi chút nữa càng nhiều cảnh sát tụ tập đến nơi đây, coi như ngươi đem đầu đập nát, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội. Đường Quốc Hoa nhìn xem chạy đến chừng 30 tên cảnh sát, hắn biết Diệp Thần Phong bọn người có được thần kỳ thủ đoạn, cũng không biết Diệp Thần Phong bọn người thân phận, bây giờ Diệp Thần Phong bọn người cùng cảnh sát đối nghịch hắn cũng không lo lắng hôm nay vô pháp rời đi phi trường, bởi vì hắn đối với Diệp Thần Phong bọn người có tự tin, chỉ có điều, hắn sợ sau này là cũng không còn cách nào trở lại hoa hạ tới. Ô ô ô ô trói tai tiếng còi cảnh sát vang lên lần nữa, lại có một nhóm cảnh sát đi vào phi trường các loại đại sảnh, cái này nhóm thứ hai cảnh sát ước chừng có 20 người, từng cái trong tay đồng dạng là cầm thương, nhìn xem càng ngày càng nhiều cảnh sát, phương minh ra, Phương An Kiệt cùng hứa Mỹ lệ nụ cười trên mặt là càng ngày càng tràn đầy. Phi trường người phụ trách Quách Nguyên Cương, hắn đối diệp thần phong bọn người quát lạnh nói, các người đang cấp ta nghiêu bê một cái thử nhìn một chút. Các người thân thủ không phải rất tốt sao? Các người có bản lĩnh cầm tại đây tất cả mọi người quật ngã ha? Diệp thần phong bọn người phải giải quyết cái này chừng 50 tên cảnh sát là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá, diệp thần phong không định làm như thế, nhìn xem phương minh ra bọn người cực độ phách lối sắc mặt, hắn ra quên các loại phương minh ra sau lưng chỗ dựa xuất hiện, đến lúc đó trực tiếp tới cái một mạng gia chỉ, cũng tiết kiệm hắn lãng phí dư thừa thời gian. Các người bọn này ngu ngốc, dám ở giang tỉnh thành phố trên địa đầu cùng ta đấu. Các ngươi là đang tự tìm đường chết. Phương Minh ra đem cái eo thẳng tắp, vừa nhìn về phía đường quốc hoa, nói ra, đường quốc hoa, người tại bên ta Minh ra trước mặt, người vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ta, không chỉ có lão bà ngươi muốn để ta chơi, tương lai con gái của ngươi cũng phải để cho ta cùng con trai của ta chơi. Phương Minh Gia là càng phát ra vô sở cố kỵ. chương 1031, Đại nhân vật tề tụ phi trường. Vương Nam Thiên Thọ vẻn vẹn hơn 30 tuổi an vị ở Giang tỉnh thành phố người đứng đầu vị trí, cái này khiến hắn tại con đường làm quan bên trên là vô cùng ý khí phấn phát, từ khi hắn ngồi lên Giang Tỉnh thành phố người đứng đầu vị trí về sau, hắn là cầm Giang Tỉnh thành phố quản lý ngay ngắn rõ ràng, bình thường không dám làm bất luận cái gì khác người sự tình, đối với hắn loài cỏ này can suất sinh người mà nói, hắn có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, cái này hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực. Một khi hắn làm ra cái gì hỗn chướng sự tình, sau lưng của hắn nhưng không có người đưa cho hắn chùi đít. Giờ phút này vương nam thiên đứng tại phòng làm việc của mình bên trong trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ lui tới bận rộn người khóe miệng của hắn trong lúc lơ đãng xẹt qua một vòng nụ cười bởi vì hắn nghe được một chút trong tỉnh truyền đến tin tức hắn vô cùng có khả năng tại gần nhất được đề thăng đến trong tỉnh đi nhận chức chức cái này khiến hắn cao hứng đồng thời là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí quan trường như chiến trường nhất định phải thận trọng từng bước mới tốt cho nên những ngày này vương nam thiên đối với bình thường tác phong càng thêm chú ý cẩn thận đứng lên đinh linh linh đinh linh linh một trận chuông điện thoại đánh vỡ vương nam thiên suy nghĩ cái này khiến hắn lông mày hơi hơi nhăn lại những ngày này làm quen với hắn người là càng ngày càng nhiều nhưng mà khi hắn đi đến trước bàn làm việc nhìn thấy điện báo biểu hiện thượng đẳng mã đến từ kinh thành thì thân thể của hắn hơi hơi khẽ run rẩy thanh thanh cổ họng về sau hắn vội vàng đem điện thoại nhận Cú điện thoại là này Diệp Trấn Hồng Diệp Lão Gia Tử trực tiếp đánh tới, không có chờ Vương Nam Thiên nói chuyện, Diệp Lão Gia Tử liền đem đại khái sự tình nói một lần, cái này khiến Vương Nam Thiên nắm điện thoại đều đều đang phát run, trên trán là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, tại Diệp Lão Gia Tử sau khi nói xong, Vương Nam Thiên vội vàng cung kính bảo đảm nói, thủ trưởng, ta nhất định cầm chuyện này làm tốt, sẽ không để cho tôn tử của ngài chịu nửa điểm thương tổn. Ân, như vậy cũng tốt ngươi yên tâm hôm nay sự tình không có quan hệ gì với ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sau này con đường làm quan diệp lão gia tử nói xong câu đó về sau hắn liền trực tiếp tắt điện thoại tút 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 nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận vương nam thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống trong miệng nói lầm bầm phương minh ra đây không phải phương minh diệu ca ca sao bọn họ cũng dám ở phi trường bên trong bao vây diệp lão gia tử thân tôn tử Bọn họ coi như không muốn sống, cũng không thể liên lụy ta à." Vương Nam Thiên lập tức đánh một chiếc điện thoại cho Giang Tỉnh thành phố nhị bả thủ Tằng Phong Dương, để cho Tằng Phong Dương lập tức cùng hắn cùng đi một chuyến phi trường, đồng thời hắn lại liên hệ Giang Tỉnh trong thành phố cảnh sát phố trang bộ đội, hắn biết hôm nay sự tình làm tốt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn con đường làm quan, cần phải là làm hư hại, đừng bảo là hắn gần nhất điều vào trong tỉnh đi sự tình liền ngay cả hôm nay vị trí có thể hay không ngồi vững vàng cũng khó nói. Tại Giang tỉnh thành phố người đứng đầu Vương Nam Thiên cùng nhị bà thủ Tằng Phong Dương. Cùng cảnh sát phố trang bộ đội người chạy tới Giang tỉnh thành phố phi trường thời điểm. Giang tỉnh thành phố phi trường các loại trong đại sảnh. Tại hai nhóm cảnh sát chạy tới nơi này về sau, nhóm thứ ba cảnh sát cũng vội vàng đuổi tới, đi tại cái này nhóm thứ ba cảnh sát phía trước là một cái bụng đầy ruột mập trung niên nam nhân. Bất quá, hắn tướng mạo cùng Phương Minh ra có mấy phần tương tự, hắn cũng là Phương Minh ra thân đệ đệ Phương Minh Diệu. Lúc này hiện trường cảnh sát hết thảy nhiều đến 70 tới tên, bụng đầy ruột mập Phương Minh Diệu đi đến Phương Minh ra bọn người bên cạnh, hắn nhìn xem bị cầm thương cảnh sát bao bọc vây quanh Diệp Thần Phong bọn người, hắn đối Phương Minh ra nói ra ca. Liền mấy người này, ngươi liền để ta điều động nhiều như vậy cảnh sát tới. Ngươi không khỏi cũng quá nhỏ đề đại tố A. À. Đứng ở một bên phi trường người phụ trách Quách Nguyên Cương, hắn nịnh nọt đối phương Minh Diệu, nói ra, phương cục, mấy người này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm nhân vật, bọn họ thân thủ không phải bình thường cường hãn. Đường quốc hoa vợ trước hứa Mỹ Lệ, nàng đối phương Minh Diệu nháy mắt, nói ra, Minh Diệu, người nhanh cầm những người này bắt đi. Phương Minh Diệu mắt nhìn tao hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ hứa Mỹ Lệ, hắn vừa cười vừa nói, chị dâu, ban đêm đến nhà ta tới giúp ta làm mấy món ăn, ta nhưng phi thường tưởng niệm ngươi vị đạo. Nếu, cái này Minh Diệu cũng hưởng thụ qua hứa Mỹ lệ thân thể, một bên Phương Minh ra cùng Phương An Kiệt cũng biết chuyện này, bọn họ chỉ coi làm không nghe thấy Phương Minh Diệu lời nói. Cái này hứa Mỹ lệ đối với những này người Phương ra tới nói xem như người người có thể lên nữ nô, có thể cái này hứa Mỹ lệ còn hết lần này tới lần khác ưa thích, có thể nói cái này hứa Mỹ lệ cũng là một cái tiện nữ nhân. Tốt, Tất nhiên Minh Diệu người tưởng niệm chị dâu làm đồ ăn vị đạo, như vậy ta ban đêm nhất định thỏa mãn người yêu cầu này. Hứa Mỹ Lệ vừa cười vừa nói. Khi lấy được hứa Mỹ Lệ trả lời chắc chắn về sau, Phương Minh Diệu đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong bọn người, sau cùng dừng lại tại đường Quốc Hoa trên thân, âm dương quái khí nói ra, nha, đây không phải năm đó Giang tỉnh thành phố nổi danh Phú hào đường Quốc Hoa sao? Đúng, chị dâu ta tựa như là người trước kia thê tử A. À chị dâu ta vị đạo thật là không sai đây, buổi tối hôm nay ta lại có thể nhấm nháp nhấm nháp. Nghe vậy, đường quốc hoa thủ trưởng đột nhiên nắm thành quả đấm, thân thể kìm lòng không được liên tục run rẩy mà một bên đường tiểu vân trong đôi mắt đã sớm trở nên băng lãnh một mảnh, nàng này cái gọi là mẫu thân để cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Tiểu vân, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi bây giờ đến bên cạnh ta đến, ta còn có thể tiếp nhận ngươi, bằng không chờ bị bắt được trong cục cảnh sát, ta có thể bảo vệ không cho phép ngươi sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như ngươi có thể làm cho phụ thân ngươi hướng về chúng ta dập đầu xin lỗi, như vậy phụ thân ngươi cũng có thể an toàn rời đi nơi này. Phương An Kiệt uy hiếp nói ra. Hứa Mỹ lệ lay động một chút tóc dài, cười lạnh nói, đường quốc hoa, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Nể tình chúng ta đã từng phu thê một trận, ta có thể cho ngươi rời đi. Phương Minh Gia cũng khinh thường nói ra, đường quốc hoa, Người ở trước mặt ta sớm đã không còn tôn nghiêm, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi là ngươi duy nhất lựa chọn. Đường Quốc Hoa nhìn xem trước mặt hơn 70 tên cảnh sát, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong bọn người thân phận, có thể Diệp Thần Phong bọn người là người nước Hoa, nếu như ở chỗ này cùng cảnh sát hoàn toàn lên xung đột. Như vậy Diệp Thần Phong bọn người khẳng định cũng vô pháp tại Hoa Hạ tiếp tục chờ đợi, tuy nhiên hắn biết Diệp Thần Phong bọn người khẳng định có thể rời đi nơi này, nhưng hắn không muốn liên lụy Diệp Thần Phong bọn họ. Đường quốc hoa gian nan bước ra một bước, cái này khiến Phương Minh ra đám người trên mặt đều lộ ra hài lòng nụ cười, mà đang tại lúc này, chi 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 chi, chi từ ngoài phi trường mặt truyền đến từng đợt bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát âm. Cộc 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 cộc, cộc. đón lấy. Từng đợt chỉnh tề cước bộ thân thể truyền vào các loại trong đại sảnh, rất nhanh từng người từng người cầm trong tay súng máy cảnh sát vũ trang liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Gian tỉnh thành phố người đứng đầu vương Nam Thiên cùng nhị bà thủ Tằng Phong Dương đi tại những này cảnh sát vũ trang sau lưng hai người bọn họ trên mặt là hiện lên lo lắng thần sắc khi nhìn đến ba bốn mươi tên cảnh sát vũ trang cùng vương Nam Thiên Tằng Phong Dương xuất hiện về sau phi trường người phụ trách quách nguyên cương tại xứng sở thần hậu hắn lập tức kích động đối phương Minh Diệu nói ra Phương Cục người sức ảnh hưởng có thể đủ lớn a à. thậm chí ngay cả hai vị này đều đến cấp người trợ trận. Phương Minh Diệu trong nội tâm cũng hồ đồ đây. Hắn cùng Vương Nam Thiên, Tăng Phong Dương cũng không có quá lớn giao tình, bất quá, hắn muốn có lẽ là hai vị này nghe được phi trường chuyện phát sinh, cho nên mới sẽ chỉ huy cảnh sát phố trang bộ đội tới. Cái này khiến Phương Minh Diệu đối Phương Minh ra bọn người nháy mắt, nói ra đón lấy không nên hổ nháo, giải quyết việc chung. Phương Minh ra, hứa Mỹ lệ cùng Phương An Kiệt bọn họ đang nghe Phương Minh Diệu lời nói về sau, bọn họ cũng coi là người đứng đầu cùng nhị bả thủ là cho Phương Minh Diệu mặt mũi mới đến đây bên trong, cái này khiến trong lòng bọn họ mặt là càng thêm hưng phấn. Hứa Mỹ Lệ đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm đường quốc hoa, thấp giọng nói một câu, đường quốc hoa, hiện tại ngươi quỳ xuống cũng vô dụng, hôm nay ngươi là chạy không khỏi một kiếp này, may mắn năm đó ta sớm rời đi ngươi. Đường quốc hoa đang nghe hứa Mỹ Lệ lời nói về sau, hắn lại nhìn xem này từng người từng người cảnh sát vũ trang, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng. tuy nhiên hắn biết diệp thần phong bọn người thủ đoạn, nhưng nếu như sự tình càng náo càng lớn, đến sau cùng diệp thần phong bọn người có thể ngăn cản được các loại hiện đại hóa vũ khí sao? mà giang tỉnh thành phố người đứng đầu vương nam thiên cùng nhị bà thủ tăng phong dương đi vào các loại đại sảnh về sau, hai người bọn họ lập tức vội vội vàng vàng chạy đến cảnh sát phố trang phía trước. sau cùng hai người bọn họ đem ánh mắt dừng lại trong đám người diệp thần phong trên thân tại tới nơi này trên đường đi, bọn họ cố ý điều hái lá thần phong ảnh chụp, cho nên hai người bọn họ là liếc một chút liền đem vị này kinh thành thái tử ra cho nhận ra, nhìn xem này bụng đầy ruột mập phương minh diệu. Cái này khiến vương nam thiên cùng tàng phong dương trong nội tâm khí là không đánh một chỗ tới. chương 1032, chỉ hận dập đầu xin lỗi buổi tối. Diệp thần phong tại cảm thấy được vương nam thiên cùng tàng phong dương ánh mắt về sau, hắn biết hai người này hẳn là đến giúp hắn giải quyết phiền phức, mà thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người bọn họ là biết diệp thần phong thân phận, bất quá, coi như không có diệp thần phong tại hoa hạ cường hãn thân phận, bằng vào thực lực bọn hắn đối mặt dạng này chàng diện cũng căn bản không cần đến lo lắng. Đứng tại diệp thần phong bên cạnh đường quốc hoa, hắn mở miệng nói ra, tiên sinh, nếu không các người không cần quản chúng ta, bằng không chỉ sợ về sau các người tại hoa hạ cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi. Đường Tiểu Vân cũng là một cái tâm địa thiện lương nữ hài tử, nàng khi nhìn đến tình huống càng ngày càng hỏng bét về sau, nàng cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý cha mình thuyết pháp, có thể nàng ánh mắt bên trong vẻ tuyệt vọng là càng phát ra nồng đậm. Mà Phương Minh Diệu bọn người ở tại Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương xuất hiện về sau, bọn họ là không tì vết đi để ý tới Diệp Thần Phong bọn người, Phương Minh Diệu là sửa sang một chút chính mình y phục, đầu tiên hướng phía Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương đi qua, Nhiệt Tình nói ra: "Vương lão ca, Tằng lão ca, tại đây sự tình làm sao kinh động hai vị? Tại đây giao cho ta xử lý là được, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi." Phi trường người phụ trách Quách Nguyên Cương, hắn cũng muốn tại Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương trước mặt biểu hiện biểu hiện, hắn chỉ Diệp Thần Phong bọn người, nói ra: "Những nguy hiểm này nhân vật ở phi trường bên trong đánh lén cảnh sát, còn phiền phức hai vị lãnh đạo tự mình đến tại đây đi một chuyến." thật là chúng ta không làm tròn bổn phận A. À. Bất quá, tại đây đã bị phương cục khống chế. Phương Minh Diệu nghe Quách Nguyên Cương không quên đem công lao đặt ở trên người hắn, cái này khiến trên mặt hắn là cười nở hoa đến, mà Phương Minh ra, Phương An Kiệt cùng hứa Mỹ lệ ba người này, bọn họ là lễ độ cung kính đứng tại Vương Nam Thiên cùng tầng phong dương trước mặt, trên mặt là tràn ngập tôn kính thần sắc. Giang tỉnh thành phố người đứng đầu Vương Nam Thiên cùng nhị bả thủ tầng phong dương, hai người bọn họ nghe Phương Minh Diệu cùng Quách Nguyên Cương líu lo không ngừng ngôn ngữ, đem bọn hắn tức giận đến là toàn thân run rẩy. Phương Minh Diệu lại còn nói đây là việc nhỏ. Nếu như hai người bọn họ chậm thêm tới chỉ chốc lát, để cho cái này Minh Diệu thật đối với Diệp Thần Phong làm cái gì? Chỉ sợ Giang tỉnh lãnh đạo thành phố tầng nhất định phải đại tẩy bài. Đáng chết, các người đám này đáng chết hỗn đản. Cho dù Vương Nam Thiên tu dưỡng cho dù tốt, Giờ phút này hắn cũng không nhịn được tuôn ra nói tục. Phương Minh Diệu bọn người nhìn xem Vương Nam Thiên cùng Tằng phong dương âm trầm vô cùng sắc mặt. Bọn họ còn tưởng rằng Vương Nam Thiên nói là diệp thần phong bọn người đáng chết. Cái này Minh Diệu vội vàng phụ họa nói. Những này đảo loạn trị an cường đạo xác thực đáng chết. Ta hiện tại lập tức cầm những này cường đạo chóc ná quy án. Nghe Phương Minh Diệu cầm diệp thần phong bọn người nói thẳng thành là cường đạo. Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương tức giận là nhảy lên tới cực điểm, hai người bọn họ là tuyệt đối không thể cầm chuyện này làm hư hại. Vương Nam Thiên tức giận đến ở ngực kịch liệt phập phồng, tại Phương Minh ra cùng hứa Mỹ lệ bọn người chuẩn bị nhìn xem đường quốc hoa bọn họ bị bắt đi thời điểm. Khí kịch tính một màn phát sinh, ba, một tiếng, Vương Nam Thiên trực tiếp một bàn tay kích động tại Phương Minh rượu mập mạp trên mặt, cái này khiến vừa mới muốn động thủ cảnh sát toàn bộ đình chỉ động tác, bọn họ ánh mắt từng cái toàn bộ nhìn về phía bên này. Bị đột nhiên ở giữa kích động một bàn tay Phương Minh Diệu, hắn trong đôi mắt hiện lên nghi hoặc thần sắc, mà một bên quách nguyên cương, Phương Minh ra, hứa Mỹ Lệ cùng Phương An Kiệt, bọn họ cũng cảm thấy Vương Nam Thiên không khỏi Diệu, chẳng lẽ cái này Vương Nam Thiên là đột nhiên động kinh sao? Tại Phương Minh Diệu muốn hỏi cái minh bạch thời điểm, Giang tỉnh thành phố nhị bà thủ tăng phong dương trực tiếp nghiêm nghị chất vấn, Phương Minh Diệu, là ai cho phép ngươi ở phi trường bên trong ngăn cản Diệp Thủ trưởng Tôn Tử? Ngươi cũng cho ta nói một chút, Diệp Thủ trưởng Tôn Tử phạm cái gì pháp luật? Diệp Thủ trưởng Tôn Tử Tằng Phong Dương lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lần nữa lâm vào ngây người bên trong, mà Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương thì là trực tiếp đi đến Diệp Thần Phong trước mặt. Diệp Thần Phong cũng không có bảy cái gì giá đỡ, nói ra, hai vị thúc thúc, lần này làm phiền các ngươi tới nơi này đi một chuyến. Vương Nam Thiên cùng Tằng Phong Dương không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ như vậy khách khí, cái này khiến hai người bọn họ trong nội tâm đối với Diệp Thần Phong rất có hảo cảm, âm thầm nghĩ tới đỉnh cấp đại gia tộc bồi dưỡng được tới con em cũng là không giống nhau, vội vàng nói, không phiền phức, không có chút nào phiền phức, đây đều là chúng ta phải làm, là chúng ta không có đem giang tỉnh thành phố quản lý tốt, mới có thể để cho Giang tỉnh thành phố xuất hiện phương minh diệu dạng này sâu mọt. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh đường Quốc Hoa cùng đường Tiểu Vân, hai người bọn họ không nghĩ tới cái này Giang tỉnh thành phố người đứng đầu cùng nhị bà Thủ sẽ đối với Diệp Thần Phong khách khí như thế, giống như bọn họ là đến giúp Diệp Thần Phong. Lâm vào ngây người trung phương minh diệu, hắn lần nữa sau khi tính hồn lại, hắn liền đoán được Diệp Thần Phong bọn người thân phận không đơn giản, bất quá, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ Diệp Thần Phong hỏi hắn là vị nào Diệp Thủ trưởng tôn tử. Phương Nam Thiên trên mặt lộ ra một vòng thương hại thần sắc, nói ra kinh thành Diệp Trấn Hồng Diệp Thủ trưởng. Diệp Trấn Hồng, Diệp Thủ trưởng. Phương Minh Diệu bọn người trong đầu không khỏi hiển hiện một vị thường xuyên xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong lão nhân khuôn mặt, vị lão nhân kia thế nhưng là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật A. Kinh thành Diệp gia cũng là bây giờ hoa hạ số một số hai đại gia tộc, khi biết diệp thần phong thân phận về sau phương minh diệu cùng phương minh ra bọn người trong đầu trong nháy mắt vỡ tổ tới diệp thần phong nguyên lai là kinh thành hàng thật giá thật thái tử gia bọn họ cũng dám đem kinh thành thái tử gia cho bao vây hơn nữa còn muốn bắt tiến vào trong cục cảnh sát bọn họ đây không phải con ruồi tiến vào wc muốn chết đi phi trường người phụ trách quách nguyên cương tại rõ ràng diệp thần phong thân phận về sau hắn hiện tại hận không thể lập tức cho mình mười mấy cái cái tát, hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn lội cái này hồn thủy đâu. Bây giờ đắc tội diệp thần phong vị này thái tử ra, chỉ sợ hắn cầm đối mặt kết cục là phi thường thê thảm. Phương Minh Diệu mập mạp trên mặt là liên tục toát ra mồ hôi đến, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hắn là thật vất vả mới leo đến bây giờ vị trí này bên trên, những năm này hắn không làm thiếu lén lúc sự tình, chỉ cần phía trên cha được đến, chỉ sợ hắn trăm phần trăm sẽ bền vững ngồi xuyên. Phương Minh Gia, hứa Mỹ lệ cùng Phương An Kiệt ba người này, bọn họ hoàn toàn là đứng tại chỗ ngốc trệ, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thần Phong có cường hãn như thế thân phận, bọn họ mới vừa rồi còn hung hăng trào phúng Diệp Thần Phong, đồng thời không ngừng uy hiếp Diệp Thần Phong, bây giờ nghĩ lại bọn họ dọa đến là toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Thần Phong nhìn xem Phương Minh Gia, hứa Mỹ Lệ cùng Phương An Kiệt ba người này, hắn cười lạnh nói, ta nhớ được vừa rồi cho các ngươi dập đầu xin lỗi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có chân quý A. Ta chỉ sợ là sẽ không tiến cục cảnh sát, mà các ngươi nửa đời sau liền chuẩn bị trong tù vượt qua đi. Cái này minh ra, hứa Mỹ Lệ cùng Phương An Kiệt bởi vì Phương Minh Diệu quan hệ, những năm này bọn họ cũng không làm thiếu trộm đạo sự tình, chỉ cần cảnh sát đối bọn hắn tiến hành kiểm tra. Bọn họ là trốn không lao ngục tai ương. Phù phù, một tiếng. Phi trường người phụ trách quét nguyên cương, hắn không có chống đỡ áp lực dẫn đầu hướng phía Diệp Thần Phong bọn người quỳ xuống. Âm thanh run rẩy nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta là bị Phương Minh ra hỗn đản này cho mê hoặc, mời các ngươi tha thứ ta một lần. Phương Minh Diệu hắn cũng lập tức hướng phía Diệp Thần Phong quỳ xuống đến, cầu mong gì khác tha nói, chuyện này hoàn toàn là ca ca ta sai xử ta, ta nguyện ý từ đi cục trưởng chức vụ, Kính xin ngài tha ta một mạng Phương Minh Diệu biết cục trưởng chi vị là không gánh nổi Hắn hiện tại duy nhất muốn cũng là miễn đi lao mục tài ương Mà Phương Minh ra Hứa Mỹ lệ cùng Phương An Kiệt Bọn họ nghe quách nguyên cương cùng Phương Minh Diệu ngôn ngữ Thân thể bọn họ lực lượng phản phất bị rút không còn một mảnh Theo Phương Minh ra cùng Phương An Kiệt quỳ xuống Hứa Mỹ lệ trong đầu hồi tưởng lại vừa mới nói với Đường Quốc Hoa lời nói Đường Quốc Hoa Ta hứa Mỹ lệ từng là phản bội ngươi bất quá, đời ta cũng sẽ không xin lỗi ngươi, giống như ngươi uất ức nam nhân, ngươi căn bản không xứng có được ta hứa mỹ lệ, lần này ngươi miễn không cần ngồi sổ ngục giam. Trong đầu quanh quẩn cái này cực kỳ châm chọc lời nói, hứa mỹ lệ hướng về diệp thần phong cùng đường quốc hoa bọn người uốn lượn đầu gói, cuối cùng là quỳ gối trên mặt đất. Phương Minh ra biết bây giờ biện pháp duy nhất là để cho đường quốc hoa buông tha bọn họ, bằng không bọn họ cũng chỉ có ngồi sổ ngục giam vận mệnh, Phương Minh ra nói ra, đường đại ca, đã từng là ta làm có lỗi với ngươi sự tình, xin ngài tha thứ ta lần này đi. Lão bà ngươi ta trả lại cho ngươi, thuộc về ngươi hết thảy ta đều trả lại ngươi. Hứa Mỹ Lệ cũng không cần khuôn mặt nói ra, quốc hoa, ta nguyện ý trở lại bên cạnh ngươi, ta về sau chỉ làm một mình ngươi nữ nhân. Cái này hứa Mỹ Lệ ngược lại là nghĩ ký, bây giờ nàng nhìn thấy đường quốc hoa phía sau có diệp thần phong tòa này chỗ dựa, nếu như nàng có thể một lần nữa trở lại đường quốc hoa bên người, ngược lại thời điểm đừng nói là tại giang tỉnh thành phố, chỉ sợ tại hắn thành thị nàng đều có thể hoành hành bá đạo. Đường quốc hoa nhìn xem hướng về hắn quỳ xuống phương minh ra cùng hứa mỹ lệ, làm phức tạp hắn nhiều năm như vậy kết cuối cùng là đang từ từ ra mở, hắn đồng dạng là không nghĩ tới diệp thần phong không chỉ có thân thủ đến, còn có được như thế cường hãn thân phận. Hắn cảm thấy được Diệp Thần Phong nhìn về phía ánh mắt của hắn Hắn cười khổ nói tiên sinh, hôm nay sự tình ngài làm chủ đi. Bọn họ cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Diệp thần phong gật gật đầu, nhìn xem vương nam thiên cùng tằng phong dương, nói ra, hai vị thúc thúc, các người giúp ta thật tốt điều tra thêm bọn họ, nhất định phải cho ta giải quyết việc chung. Nghe được diệp thần phong lời nói này về sau, phương minh ra cùng hứa mỹ lệ bọn người kém chút trực tiếp bất tỉnh đi bọn họ hận chính mình vừa rồi vì sao không có sớm cho Diệp Thần Phong bọn họ dập đầu xin lỗi. Mà bây giờ, bọn họ là chỉ hận dập đầu xin lỗi buổi tối, bọn họ nửa đời sau cơ hồ trăm phần trăm sẽ ở trong mục giam vượt qua. chương 1033, trong đêm tối tới gần nguy hiểm. Giang tỉnh thành phố phi trường sự tình đối với Diệp Thần Phong bọn người tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, tại giúp đường quốc hoa cùng đường tiểu vân giải quyết phiền phức về sau, Diệp Thần Phong bọn họ liền muốn tiếp tục chính mình hành trình, bất quá, đang ngồi trên phi cơ trước đó, Diệp Thần Phong cùng Vương Nam Thiên, Tằng Phong Dương phiếm vài câu, sau này đường quốc hoa cùng đường tiểu vân đối với cha và con gái tại Giang tỉnh thành phố tuyệt đối sẽ không chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Hai người bọn họ có thể thanh thản ổn định tại Giang tỉnh thành phố sinh hoạt. Tử vong chi địa sa mạc ở vào hoa hạ Tây Bắc Bộ, từ Giang tỉnh thành phố đi máy bay đến khoảng cách tử vong chỗ gần nhất thành thị, ước chừng cần hơn 4 giờ thời gian, lần này đối với Diệp Thần Phong tới nói hắn nhất định phải tại tử vong chi địa bên trong tìm tới sa mạc chi tâm, theo biết được thiên minh minh chủ nghiêm phi trần tại gần trong đoạn thời gian muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ tin tức, Diệp Thần Phong nội tâm cảm giác cấp bách là càng phát ra mãnh liệt. Sau 4 tiếng rưỡi, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di các loại năm người, bọn họ là thuận lợi đến, cách tử vong chỗ gần nhất một tòa thành thị. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, cho nên bọn họ quyết định trước tiên tìm nhà khách sạn ở một đêm, chờ sáng sớm ngày mai, bọn họ liền lập tức xuất phát tiến về tử vong chi địa sa mạc. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng thấu thời điểm, Diệp Thần Phong bọn người liền từ trong khách sạn đi tới, tìm một cái tương đối nơi hẻo lánh, Diệp Thần Phong cầm không gian giới chỉ bên trong xe Hammer lấy ra, tại hắn không gian giới chỉ bên trong cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thức ăn nước uống tư nguyên, hôm qua tại đến tòa thành thị này thời điểm. Diệp Thần Phong còn thuận tiện mua một tấm bản đồ. Cái này sa mạc vì sao lại gọi tử vong chi địa? Nghe nói lúc trước có rất nhiều thám hiểm ra tiến vào bên trong thám hiểm, mà có thể từ đó sống mà đi ra người đến là ít càng thêm ít, có thể nói người bình thường tiến vào tử vong chi địa sa mạc cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Diệp Thần Phong trong tay địa đồ cũng chỉ là chỉ dẫn bọn họ đến tử vong chi địa, mà các loại chân chính tiến vào tử vong chi địa về sau, địa đồ là cơ hồ phái không hơn tác dụng tử vong chi địa bên trong rất nhiều nơi đều như là mê cung. Hai giờ sau khi, Diệp Thần Phong bọn người lái Hammer đi vào tử vong chi địa biên giới, cái này Hammer là không thể đủ chạy tiến vào tử vong chi địa, bởi vì tử vong chi địa có không ít địa phương đất cát giống như đầm lầy, một khi bị xa vào liền căn bản không có khả năng thoát ly, cho nên trực tiếp trong sa mạc hành tẩu tương đối an toàn, dạng này tại gặp được đột phát âm huống thời điểm, Diệp Thần Phong mấy người cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng tới. Cái này chết phong chỗ 7-8 tháng khí trời là nhất là viêm nhiệt, trong sa mạc ban ngày chỉnh thể nhiệt độ cao đến 40-50 độ, thật không may bây giờ chính là trung tuần tháng 7, tại Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người từ xe Hammer bên trên đi xuống về sau, đầu kia đỉnh nóng bỏng ánh sáng mặt trời, cùng từ trong đất cát nổi lên cuồn cuộn nhiệt khí, cái này khiến Diệp Thần Phong bọn người kìm lòng không được tăng lên lên linh hồn lực tới chống cự. Diệp Thần Phong tại cầm xe Hammer thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó, hắn lại từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra năm cái giỏ xét sa mạc chi tâm máy móc, hắn nói ra tốt, chúng ta có thể tiến vào tử vong chi địa. Hôm qua ta tại trên Internet tra rất nhiều liên quan tới tử vong chi địa tư liệu, cái này chết phong chỗ đã từng vùi lấp rất nhiều di tích cùng quốc gia, lại có cái này chết phong chỗ không ít địa phương đều phi thường mơ hồ, chúng ta 5 người nhất định phải thời khác ở chung một chỗ. Tại gặp được không cách nào tránh khỏi nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ cho nhau. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn bốn người này, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối Diệp Thần Phong đề nghị, tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp thần phong các loại năm người liền hướng về tử vong chi địa bên trong đi đến, trong tay bọn họ mặt cầm tham chắc nghi, một bên hành tẩu, một bên giò xét. Cái này chết phong chỗ ác liệt hoàn cảnh, có thể nói tại toàn thế giới sở hữu trong sa mạc cũng là đứng hàng đầu, tại cái này chết phong chỗ bên trong rất ít có thể nhìn thấy thực vật tồn tại, chứa nói chi là động vật cùng nước sạch các thứ. Tử vong chi địa diện tích phi thường bao la, tại trải qua một ngày giò xét cùng hành tẩu về sau. Diệp Thần Phong bọn người là không thu hoạch được gì, theo sắc trời cũng dần dần tối xuống, Diệp Thần Phong các loại cũng đúng lúc đi vào một chỗ lưu lại trước vách đá, vách đá này hẳn là đã từng bị vùi lấp trong sa mạc một loại nào đó kiến trúc, bây giờ chỉ còn lại có một bước cao hơn một mét vách tường. Diệp Thần Phong quyết định trước tiên ở tường này vách tường sau khi nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm sa mạc tri tâm tung tích cái này chết phong chỗ ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là phi thường cự đại, đến tối về sau nhiệt độ lại trong nháy mắt hạ xuống đến mười mấy độ, cái này khiến Diệp Thần Phong bọn họ hoài nghi mình có còn hay không là thân ở trong sa mạc. Diệp Thần Phong đi đến cao hơn một mét vách tường về sau, hắn từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra năm lều vải đến, đồng thời xuất ra rất nhiều nhóm lửa dùng củi, sau đó, hắn lại đem các loại miếng cưỡng thịt gà, thịt heo cùng thịt bò các loại lấy ra, không gian này giới chỉ có giữ tươi công năng, cho nên những này thịt tươi đặt ở không gian giới chỉ bên trong là tuyệt đối sẽ không biến chất. Tại cầm năm lều vải chỉnh lý tốt về sau, Diệp Thần Phong bọn người ngồi tại trước đống lửa, nướng lên thịt đến, cái này hài lòng bộ dáng chỗ nào giống như là tại tử vong chi địa trong sa mạc A. Căn bản tựa như là tại đồ nướng đóng quân giã ngoại đi. Trình Đại Hổ nhìn xem Diệp Thần Phong từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra các loại đồ vật, cái này khiến trình đại hổ vừa nướng thịt một bên hâm mộ nói ra thần phong có không gian giới chỉ cũng là thuận tiện a à. tối thiểu nhất tại cái này chết phong chỗ bên trong chúng ta không cần đến vì là nước và thức ăn phát sầu diệp thần phong nhìn xem trong bầu trời đêm phồn tinh cau mày một cái nói ra hôm nay chúng ta tại tử vong chi địa bên trong là không thu hoạch được gì chỉ sợ thiên minh người cũng cần phải muốn đi vào cái này chết phong chỗ bên trong đón lấy chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút tối nay chúng ta năm cái muốn thay phiên gác đêm cái này không có vấn đề vậy tối nay ta cái thứ nhất gác đêm thẩm minh hiên không chút do dự nói ra diệp thần phong gật gật đầu nói ra tốt các loại ăn xong đồ vật về sau chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi hai giờ đổi một người gác đêm đen nhánh dưới bầu trời đêm tử vong chi địa biên giới lối vào Bốn bóng người phong trần mệt mỏi xuất hiện, cái này bốn nam nhân trên thân đều có một cái ba lô, cái này trong túi đeo lưng hẳn là trang là thức ăn và nước mát, bốn người này chính là Thiên Minh thành viên, bốn người bọn họ thực lực đều tại tôn cấp trung kỳ tầng thứ. Bốn người này phân biệt gọi Khổng Phi, Khổng Lập, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường, bên trong Khổng Phi cùng Khổng Lập là thân huynh đệ, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường là thân huynh đệ, bọn họ tại Tử Vong chi địa biên giới dừng lại. Khổng Phi phun một bãi nước miếng, nói ra, lần này Minh bên trong sắp xếp chúng ta bốn người tới tử vong chi địa, Minh bên trong hứa hẹn chỉ cần chúng ta có thể tìm tới sa mạc chi tâm, chúng ta bốn người liền có thể phân biệt phục dụng một khỏa, chỉ cần chúng ta thực lực có thể đến tôn cấp đỉnh phong, về sau chúng ta tại thiên Minh bên trong cũng sẽ có chút địa vị, cũng không cần tới chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Mặc kệ tại diệt thiên Minh vẫn là tại thiên Minh bên trong, chỉ có thực lực đến tôn cấp đỉnh phong, mới chính thức coi là có chút địa vị người, khổng phi đệ đệ khổng lập, hắn đang nghe ca ca của mình lời nói về sau, hắn cũng nói không biết diệt thiên minh người có hay không tiến vào cái này chết phong chỗ. Nếu như tại tử vong chi địa bên trong gặp được diệt thiên minh người, như vậy chúng ta miễn không cần kinh lịch trải qua một trận chiến đấu. Điểm này chúng ta căn bản không cần đến đi lo lắng, diệt thiên minh hẳn là cũng không sẽ phái ra tôn cấp trung kỳ phía trên cường giả, chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, Diệt Thiên Minh người căn bản không tính là gì, ta muốn tiếp qua không lâu Diệt Thiên Minh liền sẽ hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất. Bao dục đào cười lạnh nói. Đúng, anh của ta nói không tệ, chỉ cần Minh chủ đột phá đến thần cấp trung kỳ, như vậy Diệt Thiên Minh diệt phong thời gian cũng liền đến. Bao dục cường lập tức phụ họa nói. Lời nói cũng không thể đủ nói như vậy. Ta nghe nói lần này Diệp thần phong tiểu tử kia cũng có có thể sẽ tiến vào tử vong chi địa, tiểu tử kia thế nhưng là để cho thiếu chủ kinh ngạc, sát độc tôn tử hoa quý khôn, phía trước không lâu ni á quốc tử vong hai tên tôn cấp trung kỳ cao thủ, giống như cũng là hắn làm. Bây giờ Diệp Thần Phong tên xem như tại thiên minh bên trong không ai không biết không người không hay, cái này khiến khổng phi là lòng còn sợ hãi nói ra. Diệp Thần Phong không phải liền là dựa vào một loại đặc thù ăn mòn chất lỏng, hắn thực lực chân thật còn không có chúng ta cường hãn, coi như thật gặp được Diệp Thần Phong, chúng ta cũng chỉ phải cẩn thận đề phòng là được. Bao dục đào cao mày một cái nói ra. Chúng ta không cần đứng ở chỗ này nói nhảm, tranh thủ thời gian tiên tiến đi vào tử vong chi địa đi. Khổng lập thúc dục nói. Tại khổng lập thoại âm rơi xuống về sau, khổng phi bọn người ở tại liếc nhau về sau, bọn họ nhao nhao hướng về tử vong chi địa bên trong biểu đi. Trong bóng tối nguy hiểm đang áp sát, nhưng mà, Diệp Thần Phong bọn người còn hoàn toàn không biết chương 1034, tử vong hồ nước. Vận khí thật tốt, mặt trời mọc, nương theo lấy dương quang phổ chiếu đại địa, tử vong chi địa bên trong nhiệt độ lần nữa tăng lên, tại cầm lều vài loại hình đồ vật thu nhập không gian giới chỉ bên trong về sau, diệp thần phong, thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người, bọn họ đơn giản ăn một bữa điểm tâm về sau liền chuẩn bị lần nữa xuất phát tìm kiếm sinh trưởng sa mạc chi tâm địa phương. Diệp thần phong các loại 5 người trong tay riêng phần mình cầm máy thăm dò, tại nhiệt độ dần dần càng lên càng cao trong sa mạc đi lại, bởi vì cũng không biết sa mạc chi tâm sinh trưởng vị trí cụ thể. Diệp thần phong bọn người chỉ có thể thả chậm dò xét tốc độ, tranh thủ đem việc trải qua địa phương toàn bộ phát hiện. Theo Thái Dương càng lên càng cao, tử vong chi địa bên trong nhiệt độ đã cao đến hơn 40 độ, cho dù trong cơ thể tập trung lấy linh hồn lực tới kháng viêm nhiệt, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bọn người quần áo vẫn là bị mồ hôi cho thấm ướt, bọn họ trên trán cũng là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, từng quả mồ hôi theo bọn họ gương mặt liên tục nhỏ giọt xuống. Diệp Thần Phong lấy tay sau lưng trà trà trên trán mồ hôi, đầu lưỡi liếm liếm khô khốc bờ môi, mở nước ấm uống mấy ngụm nước về sau, hắn là sảng khoái thở ra một hơi đến, khó trách người bình thường tiến vào cái này tử vong chỗ cơ hồ là cửu tử nhất sinh, liền ngay cả bọn họ những này người mang linh hồn lực cao thủ, tại loại này ác liệt hoàn cảnh cũng cực kỳ khó chịu. Cái này tử vong chỗ quỷ khí trời thật đúng là mẹ nó nhiệt, chúng ta muốn tới lúc nào mới có thể tìm tới sa mạc chi tâm. Trình đại hổ dùng thanh thủy trực tiếp tưới vào trên đầu mình, dù sao diệp thần phong không gian giới chỉ bên trong thanh thủy đầy đủ bọn họ 5 người hai tháng lược, trình đại hổ cũng không cần thiết suy trì nước. Đại hổ, chúng ta càng đi về phía trước đi, nếu như còn không có phát hiện sa mạc chi tâm, như vậy ta đem xe Hammer lấy ra, chúng ta mở ra điều hòa không khí tại xe Hammer bên trong nghỉ ngơi một chút. Diệp thần phong vỗ vỗ trình đại hổ bả vai nói ra. Lại hành tẩu một giờ về sau, Diệp thần phong bọn họ năm người tham chắc nghi bên trên vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, khi bọn hắn vừa định muốn nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi đợi. Diệp thần phong trong tay tham chắc nghi trên màn hình xuất hiện một cái liên tục lóe ra điểm đỏ, đón lấy, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn tham chắc nghi cũng phân biệt có phản ứng như vậy. Cái này khiến Diệp Thần Phong đám người nhất thời tới tinh thần. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta trước tiên đi theo tham chắc nghi biểu hiện phương hướng đi, xem ra chúng ta vận khí cũng khá. Lúc này mới ngày thứ hai, chúng ta tìm đến sinh trưởng sa mạc chi tâm địa phương. Diệp thần phong các loại năm người vượt qua trước mặt một cái cao cao đồi cát về sau, cái này đồi cắt kết cục cảnh để bọn hắn hơi hơi sướng sờ, bởi vì che giấu tại cái này đồi cắt về sau, có một mảnh dần dần khô cạn hồ nước, bất quá, hồ này bên trong vẫn là có lưu một chút thanh tịnh hồ nước, nhưng tại hồ này chung quanh vẫn là không có một điểm thực vật xanh, thậm chí có thể nói là không có một ngọn cỏ, mà tham chắc nghi biểu hiện sinh trưởng sa mạc tri tâm địa phương cũng là cái này một mảnh khu vực. Trình đại hổ khi nhìn đến mảnh này còn không có hoàn toàn khô cạn hồ nước về sau, hắn trực tiếp cầm ướt đẫm áo cho bỏ đi, nói ra, mẹ nó, hôm nay cuối cùng là tại cái này trong sa mạc nhìn thấy Thủy Nguyên, không được, ta phải phải thật tốt tắm rửa. Một bên lâm hân di, nàng trong đôi mắt cũng lóe ra quang mang, nàng vội vàng nói, đại hổ, đàn ông các ngươi giặt cái gì tắm. Các ngươi giúp ta tại trên đồi cắt canh chừng, để cho ta tắm trước lại nói. Diệp thần phong đang quan sát cảnh vật chung quanh về sau, hắn lông mày là chặt chẽ nhân lại đến, hắn luôn cảm giác cái này bốn phía phi thường cổ quái hắn lập tức nói ra các ngươi ai cũng không cho phép tắm rửa lâm hân di làm nữ nhân nàng thế nhưng là phi thường thích sạch sẽ nàng đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt diệp thần phong hỏi diệp thần phong người đây là cái gì ý tứ dựa vào cái gì ta không thể tắm rửa diệp thần phong chỉ mảnh này chung quanh hồ nói ra các ngươi không có phát giác tại đây không thích hợp sao theo lý tới nói có nước thoải mái về sau hồ này chung quanh khẳng định sẽ xảy ra lâu một chút thực vật xanh. Mà bây giờ mảnh này chung quanh hồ không có một ngọn cỏ, chuyện này chỉ có thể nói rõ tại đây nước có vấn đề. Không có chờ Lâm Hân Di mở miệng phản bác, Diệp Thần Phong nhìn thấy từ bên chân hạt cát bên trong chui ra một cái bò cạp, Diệp Thần Phong cầm cái này bò cạp trực tiếp chộp trong tay mặt, đến gần trước mặt mảnh này không có hoàn toàn khô cạn hồ nước, cầm cái này bò cạp đặt ở chỉ có một chút hồ nước địa phương, ban đầu cái này bò cạp còn muốn đứng lên nhưng mà chỉ qua ngắn ngủi hai giây cái này bò cạp vậy mà thân thể lật một cái trực tiếp chết rồi cái này khiến giống như sau lưng diệp thần phong lâm hân di cùng trình đại hổ bọn người là hít một hơi lãnh khí diệp thần phong nhìn xem lâm hân di nói ra hiện tại ai còn muốn tắm rửa ta không ngăn trở hắn lâm hân di sắc mặt một trận phiếm hồng mà trình đại hổ thì là cười ha hả nói ra thần phong Khó trách Minh chủ cùng phó minh chủ là bởi vì ngươi, mới yên tâm chúng ta bốn người đi ra, xem ra minh chủ cùng phó minh chủ thật sự là phi thường có ánh mắt a. À. Nếu không có thần phong ngươi tại, chỉ sợ ta Trình Đại Hổ sẽ chết tại mảnh này hồ nước bên trong, ta Trình Đại Hổ thế nhưng là thiếu ngươi càng ngày càng nhiều a. À. Diệp Thần Phong nói ra, hôm trước ta đang tra đọc liên quan tới Tử Vong chi địa tư liệu thì biết được tại Tử Vong chi địa bên trong có một chỗ gọi là Tử Vong hồ nước. Sợ là chúng ta trước mặt mảnh này không có hoàn toàn khô cạn hồ nước cũng là Tử vong hồ nước. Nghe nói đã từng có rất nhiều tiến vào Tử vong chi địa người, bọn họ cũng là uống Tử vong ở trong hồ nước, bọn họ mới có thể chết tại cái này Tử vong chỗ bên trong. Thần Phong nói không tệ, liên quan tới Tử vong hồ nước nghe đồn, ta đã từng cũng là nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới trước mặt chúng ta mảnh này hồ nước cũng là Tử vong hồ nước. Tại đây nước nhìn qua không khỏi cũng quá sạch sẽ. Nếu là thời gian dài trong sa mạc hành tẩu người, khi nhìn đến mảnh này hồ nước về sau, bọn họ khẳng định sẽ không kịp chờ đợi muốn uống nước cùng tắm rửa, vừa rồi liền ngay cả ta trong nội tâm cũng sinh ra tắm rửa ý nghĩ. Thẩm Minh Hiên trong nội tâm đối với Diệp Thần Phong kính ý là càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong nhìn xem tức giận Lâm Hân Di, hắn cười hỏi, "Hân Di, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cảm ơn ta sao? Nếu không phải ta, ngươi cần phải chết ở chỗ này." Lâm Hân Di biếu môi ba, tức giận nói ra, ai muốn cảm ơn ngươi, chờ lần này rời đi tử vong chi địa về sau, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tính toán trước đó sổ sách, đừng cho là ta Lâm Hân Di dễ khi dễ. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ hỏi, Hân Di, trước ngươi bị thần phong khi dễ sao? Chúng ta làm sao không biết, ngươi bị thần phong làm sao khi dễ? Lâm Hân Di thấy mình nói lộ ra miệng, nàng lập tức mặt lạnh lấy quát ta cùng Diệp Thần Phong ở giữa sự tình muốn các người hỏi nhiều a à. Thẩm Minh Hiên bọn người lúc này mới thức thời không đối với việc này bên trên chậm trễ thời gian Diệp Thần Phong cũng không tâm tư đùa giỡn Lâm Hân Di hắn nói ra căn cứ tham chắc nghi bên trên biểu hiện cái này sa mạc chi tâm liền sinh trưởng tại cái này đất cát phía dưới chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại muốn làm sao đi xuống khai quật phải biết đất cát cũng không so bùn đất sụp đổ xác suất là phi thường cao ta cho rằng làm thẩm minh hiên vừa mới muốn nói chuyện thời điểm trực tiếp bị diệp thần phong cắt đứt diệp thần phong trao mày nhìn xem hậu phương hắn nói ra giống như có người đang nhanh chóng chạy tới bên này đối phương giống như cũng là có được linh hồn lực nếu như ta không có đoán sai lời nói như vậy đối phương hẳn là thiên minh thành viên tại diệp thần phong nói ra lời nói này về sau thẩm minh hiên cùng lâm hân di mấy người cũng bắt đầu dùng linh hồn lực cảm ứng vừa mới bắt đầu bọn họ chẳng cảm ứng được gì cả đang lúc lâm hân di muốn nghi vấn có phải hay không diệp thần phong cảm ứng sai thời điểm thẩm minh hiên cùng lâm hân di mấy người cũng cuối cùng là ẩn ẩn cảm giác được một chút tình huống bọn họ từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm diệp thần phong bởi vì diệp thần phong cảm ứng năng lực cũng quá cường hãn đi bất quá tại kiến thức diệp thần phong các phương diện yêu nghiệt thực lực về sau trong lòng bọn họ mặt cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thần Phong, vậy chúng ta đón lấy hẳn là làm thế nào? Thẩm Minh Hiên lập tức nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta bây giờ đã tới không kịp tránh giấu đi, trừ phi chúng ta từ bỏ tại đây sa mạc chi tâm, bằng không chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi đối phương đến. Làm Lâm Hân gì muốn lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong lên tiếng lần nữa, nói ra, bây giờ muốn rời đi cũng không kịp đối phương có thể là phát hiện chúng ta tung tích, bọn họ đề cao tốc độ, hẳn là tại 10 giây đồng hồ bên trong, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch, 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 5 giây về sau, xa trần phi vũ, bốn bóng người xuất hiện tại Diệp Thần Phong bọn họ cách đó không xa, bốn người này chính là thiên minh khổng phi, khổng lập, bao dục đào cùng bao dục cường, làm bốn người này nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn người về sau. Bên trong khổng phi lập tức cảm ứng một chút diệp thần phong bọn người thực lực, hắn tuét miệng ba cười nói, vận khí đúng là tốt, diệt thiên minh những người này thực lực cao nhất cũng chỉ có tôn cấp sơ kỳ, chúng ta giải quyết bọn họ là vài phút sự tình. chương 1035 cũng dám âm chúng ta. Tại thiên minh khổng phi, khổng lập, bao dục đào cùng bao dục cường xuất hiện về sau, diệp thần phong cùng thẩm minh hiên bọn người lập tức đề cao cảnh giác, thiên minh bên trong bao dục đào, nói ra, không nghĩ tới diệp thần phong tiểu tử này thật đúng là tiến vào tử vong chi địa. Liền liên, liên diệt thiên minh con trai của minh chủ cùng nữ nhi cũng đều đến, cái này diệt thiên minh thật đúng là yên tâm bọn họ một mình tiến vào cái này tử vong chỗ A. Bao dục đào ánh mắt tại diệp thần phong bọn người trên thân theo thứ tự đào qua, bởi vì bao dục đào bọn họ là gặp qua diệp thần phong ảnh chụp. Về phần thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người chính là diệt thiên minh thiên tài nhân vật, bọn họ đương nhiên cũng nhận được thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người. Bao dục đào đệ đệ bao dục cường, ánh mắt của hắn Thủy chung nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, hắn khinh thường nói ra, ngươi chính là Diệp Thần Phong. Nguyên lai ngươi thật chỉ có tông cấp trung kỳ linh hồn lực A. Xem ra ngươi có thể làm cho chúng ta thiên minh thiếu chủ kinh ngạc, sát độc tôn tử hoa quý khôn, lại giết chúng ta thiên minh hai tên tôn cấp trung kỳ cường giả, người chỗ ỷ lại hẳn là loại kia mang theo ăn mòn chất lỏng A. Hôm nay ta khuyên ngươi vẫn là không cần lấy ra, chúng ta cũng sẽ không bên trên ngươi coi. Khổng Phi đệ đệ Khổng Lập, hắn nhìn xem Diệt Thiên Minh Lâm Hân Di, hắn trong đôi mắt mang theo một loại nào đó khát vọng, hắn cười lạnh nói, Diệt Thiên Minh phó minh chủ nữ Nhi Lâm Hân Di, là đại bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên trong suy nghĩ nữ thần, nếu như ngươi hôm nay nguyện ý theo giúp ta bốn cái vui a à vui a, à, như vậy chúng ta ngược lại là có thể cho các ngươi sống lâu một chút đứng sau lưng Diệp Thần Phong Lâm Hân Di, nàng đang nghe khổng lập lời nói về sau, trên mặt nàng lập tức bị vẻ phẫn nộ cho tràn ngập, mà khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ cũng nghi hoặc nhìn xem khổng lập, khổng phi nói ra, chúng ta làm chính sự quan trọng, chờ rời đi ta tử vong chỗ, người muốn bao nhiêu nữ nhân, ta đều tìm tới cho ngươi. Khổng lập lấy cực kỳ thấp giọng nói ra, bên ngoài những cái kia rong chi tục phấn nào có lâm hân di đủ vị lại nói các ngươi cho là ta là bị sắc đẹp choáng váng đầu óc sao. Căn cứ tham chắc nghi bên trên biểu hiện, sa mạc chi tâm ngay tại mảnh này dưới mặt đất, cái này tử vong chỗ bên trong thế nhưng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, dù sao diệt thiên minh năm người này tại trước mặt chúng ta cũng lật không nổi bọt nước, không bằng chúng ta để bọn hắn làm lao động, ra trận đầu, dạng này chúng ta có thể giảm mạnh nguy hiểm, Chờ tìm tới sa mạc chi tâm về sau, chúng ta tại đem bọn hắn cùng nhau giải quyết thuận tiện chúng ta còn có thể hưởng thụ một chút lâm hân di thân thể. Chẳng lẽ các ngươi liền không có chút nào tâm động sao? Khổng Phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ đang nghe khổng lập đề nghị về sau, bọn họ từng cái hơi hơi gật gật đầu, tại cái này tử vong chỗ bên trong bọn họ xác thực cần người tới ra trận đầu, mà trước mặt Diệp Thần Phong bọn người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, huống hồ trong sa mạc sinh hoạt buồn tẻ vô vị, nếu như có thể có nữ nhân để bọn hắn phát tiết, nếu như nữ nhân này vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nếu như nữ nhân này trừ tuyệt sắc bên ngoài còn mang theo băng sơn khí chất. Có thể cầm một cái băng sơn mỹ nhân đặt ở dưới thân thể hưởng thụ, cái này chỉ sợ là mỗi một nam nhân trong suy nghĩ mộng tưởng, dạng này trong sa mạc sinh hoạt cũng sẽ không lộ ra quá mức buồn tẻ. Thiên minh bốn người tại đạt được nhất trí về sau, khổng lập ca ca khổng phi, hắn nói ra, để để ta nói không tệ, trong các người thực lực cao nhất cũng chỉ có tôn cấp sơ kỳ tầng thứ, hơn bốn người đều tại tông cấp linh hồn lực tầng thứ, các người căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta, hiện tại chúng ta có thể cho các người một con đường sống. Khổng phi ngón tay chỉ lâm hân di, nói ra chỉ cần để cho nữ nhân này lập tức cởi sạch y phục, tại cái này bên cạnh trong hồ nước cùng chúng ta tới một cái uyên ương hí thủy, các người nam người liền đều có thể còn sống, bằng không chúng ta bây giờ liền xuất thủ giải quyết các ngươi xem ra khổng phi bọn người còn không biết chỗ này hồ nước cũng là tử vong chi địa bên trong tử vong hồ nước. Diệp thần phong mắt nhìn sau lưng bị tức đến toàn thân phát run lâm hân di, hắn lại cho thẩm minh hiên bọn người làm một cái ánh mắt. Hắn nói ra, xem ra trong tay của ta hóa cốt nước là lên không tác dụng, như vậy Lâm Hân Di, ngươi cho chúng ta hy sinh một cái đi. Lâm Hân Di hiển nhiên cũng hiểu Diệp Thần Phong ánh mắt, bằng vào thực lực bọn hắn khẳng định không phải khổng phi bọn người đối thủ mà khổng phi đám người cũng không biết nơi này là tử vong hồ nước lâm hân di biết diệp thần phong là muốn cho nàng đem khổng phi bọn người lừa gạt đến tử vong ở trong hồ tuy nhiên lâm hân di phi thường không muốn làm như thế nhưng đây là bây giờ biện pháp duy nhất lâm hân di trên mặt cố ý lộ ra một vòng không tình nguyện từ diệp thần phong sau lưng đi tới diệp thần phong nói ra bốn người các ngươi muốn hay không cùng một chỗ Khổng Phi cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, người cho rằng ta bọn họ là ngu ngốc sao? Chúng ta bốn người cùng một chỗ, có ai coi chừng các ngươi, chúng ta đương nhiên là từng bước từng bước tới. Nghe được Khổng Phi nói muốn từng bước từng bước đến, cái này khiến Diệp Thần Phong không khỏi một trận thất vọng, bất quá, hắn cũng không thể đối với việc này bên trên nói thêm cái gì, bằng không Khổng Phi bọn người muốn hoài nghi, theo Diệp Thần Phong hiện tại là có thể trước tiên giải quyết một cái liền giải quyết một cái. Ta ý kiến này là ta nói ra, có phải hay không trước hết để cho ta cùng Lâm Hân Di trêu đùa, trêu đùa. Khổng Lập không kịp chờ đợi đi đến bên cạnh hồ, trực tiếp cầm chính mình áo cho cởi xuống. Bao Dục Đào, Bao Dục Cường, ta đệ nói không tệ, ý kiến này là hắn sách, lẽ ra để cho hắn tới trước, các ngươi hai cái cũng không chú ý à? Khổng Phi Nhi vẫn hỏi. Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường tuy nhiên cũng được cái thứ nhất nhấm nháp Lâm Hân Di vị đạo nhưng bọn hắn vẫn là đồng ý gật gật đầu nhìn thấy khổng phi bọn người đồng ý về sau đứng tại bên cạnh hồ cởi quần áo khổng lập hướng phía lâm hân di ngoắc ngoắc ngón tay nói ra lâm đại mỹ nhân tới đi để cho ta tới nếm thử ở trong nước cùng ngươi vui vẻ vị đạo ngươi sẽ không phải còn là lần đầu tiên đâu a à, lâm hân di hàm răng khẽ cắn bờ môi từng bước một hướng phía bên cạnh hồ đi qua trong nội tâm đem diệp thần phong là mắng chửi mấy trăm biến mà khổng lập nhìn xem không ngừng tới gần Lâm Hân Di, hắn còn nói thêm, Lâm Đại Mỹ Nhân, người tốt nhất đừng đùa giỡn hoa dạng gì. Bằng không các người diệt thiên minh năm người kết cục đều sẽ phi thường thê thảm. Một bên khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ ánh mắt chính là chăm chú nhìn diệp thần phong bọn người, để phòng ngừa diệp thần phong bọn người bất thình lình bạo động, theo bọn hắn nghĩ lấy khổng lập tôn cấp trung kỳ thực lực, muốn đối phó Lâm Hân gì cái này tông cấp đỉnh phong cấp độ người là chắc chắc có thừa. Làm Lâm Hân Di đi vào khổng lập trước mặt thì nàng ra vẻ muốn thoát hy bộ dáng, làm khổng lập tầm mắt tập trung ở trên tay nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên cầm linh hồn lực tăng lên tới cực hạt một quyền hung hăng hướng phía khổng lập ở ngực đánh tới, mà khổng lập thấy thế, sắc mặt hắn trầm xuống, quát cho thể diện mà không cần nữ nhân, ngươi cho rằng chính mình là ai. Nhưng mà, khổng lập trong nội tâm tuy nhiên đối với lâm hân di đề cao đề phòng nhưng là vừa mới khổng lập bị lâm hân di ra vẻ cởi quần áo động tác hấp dẫn hắn không kịp cầm sở hữu linh hồn lực đều tăng lên chỉ có thể nhanh chóng xòe bàn tay ra ầm một tiếng tại ngăn lại lâm hân di thủ trưởng đồng thời khổng lập dưới chân bước chân một cái không có đứng vững thân thể của hắn trực tiếp ngã sắp xuống tiến vào hồ nước mặt xem ra các ngươi không ra quên phối hợp Vậy chúng ta không ngại hiện tại liền tiến đưa các ngươi lên đường. Một bên Khổng Phi nhìn thấy Lâm Hân Di bất thình lình công kích mình đệ đệ, cái này khiến sắc mặt hắn cũng biến thành không dễ nhìn đứng lên. "Khổng Lập, ngươi sẽ không phải ngay cả cái đàn bà đều giải quyết không a? À. Muốn không để ta tới trước." Bao dục đào trêu chọc nói nói. Thân thể ngã sắp xuống tiến vào trong hồ nước Khổng Lập, miệng hắn bên trong là bị rót vào mấy ngụm nước, trực tiếp từ trong hồ nước đứng lên xóa sạch một cái khuôn mặt, vừa định nói chuyện, trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc lai, đón lấy, thân thể của hắn bắt đầu co quắp, trong miệng thốt ra màu trắng bọt biển, chỉ là ngắn ngủi 10 giây đồng hồ thời gian, khổng lập mở chừng hai mắt, thân thể lần nữa ngã sắp xuống tiến vào trong hồ nước, trên người hắn đã là không có chút sinh cơ. Đối với Diệp Thần Phong các loại trong mắt đã sớm có thể đoán trước, mà đối với khổng phi bọn người tới nói, cái này quá mức bất thình lình, đến mức bọn họ không có ở trước tiên kịp phản ứng, thẳng đến khổng lập chết 15 giây về sau, khổng phi dẫn đầu lấy lại tinh thần, trong miệng hô, đệ đệ, đệ đệ. Làm khổng phi muốn hướng về trong hồ phóng đi thời điểm, bị một bên bao dục đào cho cưỡng ép giữ chặt, sắc mặt hắn âm trầm nói ra, không nên tiến vào hồ nước này bên trong, ta muốn tại đây hẳn là trong truyền thuyết tử vong hồ nước. Ngược lại, bao dục đào ánh mắt vừa nhìn về phía diệp thần phong bọn người, quát các ngươi cũng dám âm chúng ta. Xem ra không có lưu các ngươi còn sống tất yếu." Nói, Bao Dục Đào lập tức cầm trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, chuẩn bị hướng về Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người động thủ. Chương 1036, Địa hạ thành trì. Cổ quái dây leo bị Bao Dục Đào lôi kéo khổng phi, nhìn xem tử vong trong hồ nước đệ đệ mình thi thể, trên người hắn là sát khí lộ ra một đôi đồng tử là gắt gao nhìn chằm chằm trở lại diệp thần phong bọn họ bên cạnh lâm hân di trên thân hắn cầm thể nội tôn cấp trung kỳ linh hồn lực là tăng lên tới cực hạt chân hắn bên cạnh từng hạt cát là chậm rãi bay múa mà bao dục đào cùng bao dục cường đôi huynh đệ này bọn họ cũng theo đó cầm linh hồn lực tăng lên tới cực hạt bọn họ không định đang chỉ hoãn xuống dưới ai biết diệp thần phong bọn người vẫn sẽ hay không đùa dỡn hắn hoa văn diệp thần phong tại cảm giác được khổng phi đám ba người trên thân sát khí về sau hắn mắt nhìn bên cạnh thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người khổng phi ba người bọn họ đều tại tôn cấp trung kỳ tầng thứ diệp thần phong bên này có thể nói cơ hồ là không có phần thắng chút nào nếu như có thể cầm khổng phi đám ba người tách ra dùng cái này tới từng cái đánh tan lời nói diệp thần phong bên này phần thắng vẫn là rất lớn trong lòng có suy nghĩ bước đầu về sau Diệp thần phong thấp giọng nói ra, đợi chút nữa vừa có cơ hội, chúng ta đều hướng mặt phía bắc chạy, nếu như có thể vứt bỏ ba người này tốt nhất, nếu như không vung được lời nói, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn phân tán, bằng vào chúng ta năm người thực lực phải giải quyết một tên tôn cấp trung kỳ thực lực người vẫn là có thể làm được. Làm thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người vừa mới sau khi gật đầu, khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ liền tăng lên lên tốc độ, hướng về Diệp Thần Phong bọn họ 5 người bên này đánh tới. Diệp Thần Phong vội vàng quát tất cả mọi người tập hợp một chỗ, tuyệt đối không nên lạc đàn. Diệp Thần Phong là đứng tại 5 người phía trước nhất, đầu tiên vào tới Diệp Thần Phong trước mặt là Khổng Phi. Khổng Phi tuy nhiên trong nội tâm vẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn biết Diệp Thần Phong có một loại ăn mòn chất lỏng, cho nên hắn đối với Diệp Thần Phong vẫn là khắp nơi đề phòng, được tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tràn ngập hữu quyền, hướng phía Diệp Thần Phong ở ngược oanh kích tới. Mà tại khổng phi đối với Diệp Thần Phong tiến hành lúc công kích đợi, bao dục đào cùng bao dục cường cũng phân biệt xuất hiện tại thẩm minh hiên cùng lâm hân di trước mặt, về phần tiêu lập viễn cùng trình đại hổ chỉ có thể ở một bên hiệp trợ thẩm minh hiên cùng lâm hân di. Âm, 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 một hai. Trong lúc nhất thời trầm đục âm thanh là không ngừng vang lên, bởi vì Diệp Thần Phong bọn người thực lực so khổng phi bọn người yếu, dưới chân bọn hắn tốc độ là liên tục lui lại, lấy nhất mắt thấy còn như vậy xuống dưới tuyệt đối sẽ bị khổng phi bọn người mài chết. Diệp Thần Phong trực tiếp từ trong túi xuất ra ba bình hóa cốt nước, hướng phía khổng phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường hất vẫy đi qua, miệng bên trong quát, chúng ta trước tiên lui. Thẩm Minh Hiên cùng Tài Hân Di bọn người ở tại nghe được Diệp Thần Phong tiếng quát về sau, dưới chân bọn hắn tốc độ lập tức hướng về mặt phía bắc chạy mà khổng phi bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong hắt vẫy ra hóa cốt nước, bọn họ vội và ngay đầu tiên né tránh, bên trong khổng phi năng lực phản ứng mạnh nhất, hắn tại né tránh sau khi lập tức lại đuổi kịp Diệp Thần Phong bọn họ, xem ra khổng lập chết để cho hắn siêu việt tiềm năng. Mà bao dục đào cùng bao dục cường bọn họ tại né tránh hóa cốt nước về sau, bọn họ chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, hai người bọn họ cũng lập tức đuổi theo, bao dục đào quát các ngươi hôm nay là tuyệt đối trốn không thoát, các ngươi vẫn là lưu lại ngoan ngoãn chịu chết đi. Bị cực kỳ nhanh chóng kịp phản ứng khổng phi đuổi kịp về sau, Diệp Thần Phong bọn người là lại lần nữa bị thiên minh ba người này lôi lai, Diệp Thần Phong tình huống vẫn còn là tương đối tốt, bất quá, thẩm minh hiên cùng lâm hân gì bọn bốn người trên thân là không ngừng có tân thương tổn xuất hiện. Các ngươi nằm cái liền chuẩn bị tại tử vong chi địa bên trong cho ta đệ đệ chôn cùng đi. Khổng phi cổ họng lung bên trong gầm thét lên, hắn công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Đối mặt khổng phi sắc bén công kích, Diệp Thần Phong trên thân cũng bắt đầu có khác biệt trình độ vết thương, nếu như không có thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người lời nói. Diệp Thần Phong có lẽ còn có thể có chạy trốn khả năng, giờ phút này, Diệp Thần Phong trên thân cũng chỉ còn lại sau cùng năm bình hóa cốt nước, hắn chuẩn bị làm tiếp một lần cuối cùng nếm thử. Có thể đang lúc Diệp Thần Phong lại muốn hắt vẫy hóa cốt nước thời điểm, hắn bất thình lình cảm giác dưới chân đất cát xảy ra vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy hạt cát bên trong phảng phất có một cỗ hấp lực, tại đem hắn cả người thân thể chậm rãi hướng về dưới mặt đất lôi kéo xuống dưới. Đồng thời, Diệp Thần Phong cũng cảm giác không thấy khổng phi công kích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khổng phi thời điểm, chỉ gặp khổng phi tao ngộ cùng hắn giống như đúc, ngược lại. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người, hắn phát hiện ở đây tất cả mọi người, bọn họ thân thể không có sai biệt đều tại lâm vào đất cát phía dưới. Diệp thần phong nhìn xem trình đại hổ càng dễ dụa, thân thể hạ xuống tốc độ càng nhanh, hắn vội vàng quát, đại hổ, các ngươi đều ngừng cho ta chỉ có động tác, dạng này sẽ chỉ làm các ngươi càng nhanh chìm vào hạt cát bên trong. Trình đại hổ nghe được diệp thần phong tiếng giống về sau, hắn lập tức đình chỉ dễ dụa, quả nhiên hắn thân thể hạ xuống tốc độ thả chậm, mà diệp thần phong nửa người dưới hoàn toàn lâm vào hạt cát bên trong, hắn ý đồ muốn từ hạt cát bên trong rời đi đáng tiếc là hắn căn bản làm không được cái này trong đất cát hạ xuống lực thật sự là quá mạnh cảm thụ được đỉnh đầu nóng bỏng ánh sáng mặt trời diệp thần phong khóe miệng cỡ nào một vòng đắng chát vị đạo tại cái này xốp trong đất cát để cho hắn căn bản không sử dụng ra được bất luận cái gì lực đến chẳng lẽ hắn thật muốn chết ở chỗ này sao hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này mà khổng phi bao dục đào cùng bao dục cường ba người này bọn họ ban đầu cũng là đang không ngừng dẫy dụa tại phát hiện càng dẫy dụa hạ xuống nhanh về sau, bọn họ cũng đình chỉ động tác, khổng phi đám ba người từ chỉ riêng phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong bọn người, theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn bởi vì Diệp Thần Phong bọn người, bọn họ mới có thể luân lạc tới tình cảnh như thế này. Chừng cái gì chừng, tin hay không trình ra ra ta một quyền vung mạnh bạo các người đầu. Trình đại hổ khó chịu quát, hắn biết năng lượng rời đi cái này đất cắt xác suất cơ hồ hơi, cho nên hắn quyết định tại trước khi chết muốn qua qua miệng nghiệt Bị hạt cát bao phủ ở ngực thẩm minh hiên, hắn đối diệp thần phong, nói ra, thần phong, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Người có hay không hắn biện pháp? Lâm Hân gì đôi mắt đẹp cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong trước đó đã kiếm tạo qua rất nhiều kỳ tích, mà lần này Diệp Thần Phong nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra ta cũng không có biện pháp rời đi nơi này đang nghe Diệp Thần Phong trả lời về sau, Thẩm Minh Hiên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên lần nữa rằng co, này bao phủ bộ ngực hắn đất cát rất mau đem cả người hắn đều bao phủ. Tại Thẩm Minh Hiên hoàn toàn chìm vào trong đất cát về sau, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn cùng Lâm Hân Di, cùng Thiên Minh Khổng Phi đám ba người cũng chìm vào trong đất cát, Diệp Thần Phong nhìn xem theo thứ tự chìm vào trong đất cát mọi người, hạt cát đã bao phủ qua cổ của hắn. Diệp thần phong miệng bên trong lệ thanh nộ hống một tiếng, cầm thể nội tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, muốn ý nổ lao ra cái này trong đất cát, mà kết quả hắn cả người cũng trong nháy mắt chìm vào trong đất cát. Chìm vào trong đất cát diệp thần phong, hắn cảm thụ được hạt cát nhiệt độ nóng bỏng, đối với bọn hắn thực lực thế này linh hồn lực chiến sĩ tới nói, trong thời gian ngắn không hô hấp còn không biết lập tức chí mạng, thế nhưng không biết thân thể chìm xuống bao lâu thời gian. Diệp thần phong cảm giác hắn hô hấp là càng ngày càng khó khăn, thẳng đến sau cùng hắn hoàn toàn mất đi chi giác. Tại mất đi chi giác trước, Diệp thần phong trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta không thể chết. Ta không thể chết, dù sao tại kinh thành còn có rất nhiều người nhà cùng nữ nhân ở chờ lấy hắn, còn có Trần Tư Vũ đã nghi ngờ hắn hài tử, tiếp qua không lâu hắn muốn làm ba ba. Cũng không biết quá dài thời gian, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong đầu cũng choáng cũng choáng, khi hắn mở to mắt thời điểm, đập vào mi mắt là một chỗ cực kỳ cổ lão môn, hắn dùng sức vỗ vỗ đầu mình, nhìn thấy Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn họ, còn có Thiên Minh Khổng Phi bọn người nằm tại hắn cách đó không xa. Tại Diệp Thần Phong còn không có hoàn toàn làm rõ trong đầu suy nghĩ thời điểm, Khổng Phi các loại ba tên Thiên Minh thành viên cũng lần lượt tỉnh lại, theo Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng tỉnh. Tỉnh táo lại một hồi lâu thẩm minh hiên, hắn nhìn xem trước mặt cổ lão môn, hỏi thần phong, đây là nơi nào? Diệp thần phong cố hết sức từ dưới đất đứng lên, nói ra tại đây hẳn là đất cát phía dưới, chúng ta trước mắt nhìn thấy có thể là đã từng bị đất cát bao phủ một tòa thành trì, bất quá, có một chút chúng ta hẳn là đáng được ăn mừng, chỉ ít chúng ta bây giờ còn chưa chết. Cách đó không xa, tỉnh táo lại khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ cũng từ dưới đất đứng lên, khổng phi cười lạnh nói, hiện tại các ngươi là còn chưa có chết lát nữa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Xoạt, 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 làm khổng phi vừa dứt lời dưới, diệp thần phong nhíu chặt lên lông mày thời điểm, từ trước mặt cổ lão trong môn truyền ra rất nhỏ tiếng vang, đón lấy, từ trên cửa thành xuất hiện từng cái lỗ thùng. Từ lỗ thủng bên trong toát ra hung ác hung ác dây leo, thành này môn đi qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, đã sớm là trở nên mục nát, bị loại này cổ quái dây leo dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thấu. Rất nhanh, trên cửa thành liền che kín lít nha lít nhít dây leo, những này dây leo đang hướng phía Diệp Thần Phong bọn họ lan tràn mà đến, cái này khiến Diệp Thần Phong bọn người có loại cảm giác cổ quái, giống như những này dây leo là hướng bọn hắn mà đến. Mà đang chuẩn bị lần nữa đối với Diệp Thần Phong bọn người động thủ khổng phi ba người bọn họ, tại loại này cổ quái dây leo xuất hiện về sau, bọn họ cũng không khỏi nhíu mày đến, tạm thời đem ánh mắt thoát ly Diệp Thần Phong bọn người trên thân. chương 1037, sinh tử nhất tuyến. Chỉ là ngắn ngủi 30 giây thời gian, thành môn liền bị từng cái như là to bằng ngón tay lỗ thủng ghép đầy, từ nơi này chút lỗ thủng bên trong chui ra đỏ như máu dây leo, giống như từng cái linh hoạt rắn, không ngừng tới gần lấy Diệp Thần Phong bọn người cùng khổng phi bọn người. Cái này ùn ùn kéo đến dây leo phảng phất lập tức có sinh mệnh, riêng là loại này dây leo hình thái để cho người ta sẽ không rét mà run. Những này dây leo mặt ngoài giống như chỉ bao một lớp da, mà tại tầng da này phía dưới có loại chất lỏng màu đỏ đang lưu động, phảng phất nhân thân thể nội huyết dịch một dạng. Diệp thần phong hai đầu lông mày là đều vặn cùng một chỗ, hắn cảm giác những này dây leo tuyệt đối có vấn đề, hắn mở miệng nhắc nhở, minh hiên, các người phải cẩn thận, Ta luôn cảm giác những này đỏ như máu dây leo không thích hợp. Thẩm Minh Hiên gật gật đầu, hắn mắt nhìn sau lưng không có đường lui, hắn vội vàng nói, "Thần Phong nói không tệ, ta cảm giác những này dây leo vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ uy hiếp được chúng ta sinh mệnh." Thiên Minh Khổng Phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường ba người này, theo ùn ùn kéo đến dây leo càng phát ra tới gần, bọn họ bản năng sinh ra đứng tại kề cận cái chết cảm giác, giờ phút này bọn họ là không tì vết đi bận tâm Diệp Thần Phong bọn người, cầm trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực trong nháy mắt tăng lên, chuẩn bị ứng đối đón lấy khả năng phát sinh nguy hiểm. Bạch, 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 vô số đỏ như máu dây leo trên mặt đất lan tràn, liên tục phát ra làm người ta sợ hãi âm thanh, ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, những này đỏ như máu dây leo đi vào Diệp Thần Phong đám người trước mặt, bởi vì muốn tới tử vong chi địa thám hiểm. Diệp thần phong không gian giới chỉ bên trong phân phối cực kỳ sắc bén khai sơn đao, hắn linh hồn lực nhất động, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra năm thanh khai sơn đao, cầm hơn 4 thanh đưa cho thẩm minh hiên, lâm hân di, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn. Nói ra, chúng ta tận lực đừng dùng đều đi đón tiếp xúc những này dây leo. Cách đó không xa khổng phi đám ba người, bọn họ nhìn thấy Diệp thần phong trong tay bất thình lình thay đổi ra năm thanh khai sơn đao, Tuy nhiên trong lòng bọn họ mặt sinh ra phi thường dày đặc nghi hoặc, nhưng bây giờ loại thời điểm này bọn họ căn bản không có tâm tình đi làm rõ ràng chuyện này. Đợi cho cái này vô số đỏ như máu dây leo đi vào diệp thần phong đám người trước mặt, diệp thần phong bọn họ mới chính thức thấy rõ ràng loại này dây leo. Chỉ gặp những này đỏ như máu dây leo mặt ngoài còn có từng cây 10 phần sắc nhọn đâm, theo dây leo càng phát ra tới gần, những này đâm vậy mà tại chậm rãi, chậm rãi thành dài đi ra cái này ùn ùn kéo đến dây leo bỗng nhiên hướng phía diệp thần phong bọn người trên thân bao trùm tới diệp thần phong cùng thẩm minh hiên các loại năm người trong tay cầm sắc bén khai sơn đao ngay đầu tiên cầm nhóm đầu tiên cuốn tới dây leo cho chém đứt mà một bên trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí khổng phi bao dục đào cùng bao dục cường ba người này bọn họ muốn tay không liền đem những này đỏ như máu dây leo lôi kéo đoạn nhưng mà những này đỏ như máu dây leo quấn quanh đến khổng phi bọn người trên cánh tay thì làm khổng phi bọn người vừa định muốn phát lực. Những này đỏ như máu dây leo trên thân đâm liền bỗng nhiên đâm vào khổng phi đám ba người trong máu thịt. Những này nhỏ bé đau đớn đối với tôn cấp trung kỳ cường giả tới nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng là tại từng cây đâm vào đi vào khổng phi bọn họ huyết nhục bên trong về sau, bọn họ cảm giác mình cánh tay nhất thời mất đi chi giác hai đầu cánh tay căn bản ngay cả một điểm khí lực cho không xử ra được làm khổng phi bọn người phát hiện điểm này về sau bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến muốn đi dùng linh hồn lực đi đánh gãy những này đỏ như máu dây leo nhưng là những này đỏ như máu dây leo bắt lấy thời cơ này từng cây dây leo trong nháy mắt cầm khổng phi đám ba người thân thể quấn quanh cực kỳ chặt chẽ khổng phi ba người bọn họ rất nhanh liền toàn thân tê liệt trong thân thể rốt cuộc không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào đến trên mặt trong nháy mắt bị tuyệt vọng chi sắc cho tràn ngập. Một bên khác, bởi vì trong tay nắm sắc bén khai sơn đao, Diệp Thần Phong bọn người thật không có lập tức trúng chiêu, Diệp Thần Phong dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy Khổng Phi đám ba người phương hướng, căn cứ Khổng Phi đám ba người biểu hiện. Diệp Thần Phong lập tức kết luận máu này hồng sắc dây leo bên trên đâm có độc, mà theo Khổng Phi bọn họ bị dây leo trói chặt, Diệp Thần Phong còn phát hiện những này đỏ như máu dây leo vậy mà tại hút khổng phi dòng máu của bọn họ. Tuy nhiên hấp huyết lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng cứ như vậy xuống dưới sau năm, sáu tiếng. Khổng phi bọn người tất nhiên sẽ bị hấp huyết mà chết. Tại phát hiện những này về sau, Diệp Thần Phong vội vàng nói, mọi người muốn đề cao tinh thần, những này dây leo đâm có độc, ngàn vạn không thể để nó đâm vào đi vào chúng ta huyết nhục bên trong, với lại loại này dây leo hẳn là có thể đủ hút thân thể chúng ta bên trong huyết dịch, một khi bị nó hoàn toàn quấn chặt lấy chúng ta liền thật phiền phức. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng nhìn thấy một bên khổng phi bọn họ kết cục, đang nghe loại này đỏ như máu dây leo còn muốn hút trong thân thể máu tươi. Cái này khiến Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người là càng thêm đề cao cảnh giác, trong tay là không ngừng khua tay sắc bén khai sơn đao. Có thể cái này ùn ùn kéo đến dây leo phẳng phất căn bản chém không hết. Một nhóm tiếp theo một nhóm chào đón. Để cho diệp thần phong bọn người nhất định phải thời khắc đều duy trì hiếu chiến nhất đấu trạng thái. Trình đại hổ cổ họng ngụm nước bọt. Nói ra thần phong. Những này hấp huyết đằng mạn giống như căn bản chém không hết. Cứ như vậy xuống dưới chúng ta không bị chúng nó quấn quanh. Sau cùng cũng sẽ bị chính mình cho tươi sống mài chết. Âm um, âm. Um. Tại trình đại hổ vừa dứt lời thời khắc hai tiếng trầm đục từ hướng cửa thành truyền ra, chỉ gặp này thủng trăm ngàn lỗ thành môn ẩm ẩm ở giữa sụp đổ, từ thành môn bên trong thoát ra hai cái như là thành nhân cánh tay to lớn đỏ như máu dây leo, cái này hai cái huyết hồng dây leo lấy cực kỳ rất nhanh hướng phía Diệp Thần Phong bọn người bên này lan tràn mà đến. Chỉ là phút chốc thời gian, cái này hai cái tráng kiện đỏ như máu dây leo liền đến Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di trước mặt, Diệp Thần Phong không chút do dự tập trung linh hồn lực, cầm trong tay khai sơn đao chém vào bên trong một cây tráng kiện dây leo bên trên, kết sụp đổ. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong tay khai sơn đao trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Kết sụp đổ, lại một tiếng vang giòn quanh quẩn ra, tại Diệp Thần Phong trong tay khai sơn đao bổ về phía bên trong một cây dây leo thời điểm. Lâm Hân Di thì là bổ về phía một căn khác dây leo, trong tay nàng khai sơn đao đồng dạng là đứt gãy. Tại khai sơn đao đứt gãy về sau, diệp thần phong không kịp lần nữa lấy ra không gian giới chỉ bên trong khai sơn đao cho nên hắn cùng lâm hân di chỉ có thể tay không đi chống cự trước mặt hai cái tráng kiện đỏ như máu dây leo tại cái này hai cái đỏ như máu dây leo quấn lên diệp thần phong cùng lâm hân di thân thể thì hai người bọn họ nhất thời cảm giác thân thể không có lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dây leo đem bọn hắn thân thể cho quấn gấp mà tại diệp thần phong cùng lâm hân di sau lưng thẩm minh hiên đám ba người bọn họ căn bản không kịp đi trợ giúp diệp thần phong cùng lâm hân di tại cái này hai cái tráng kiện dây leo cầm diệp thần phong cùng lâm hân di quấn gấp về sau cái này hai cái dây leo nhanh chóng hướng phía thẩm minh hiên đám ba người vung đi qua thẩm minh hiên đám ba người đối phó những cái kia to bằng ngón tay dây leo đã đáp ứng không xuể ba người bọn hắn thân thể trực tiếp bị cái này hai cái tráng kiện dây leo cho vung bên trong khai sơn đao nhất thời thoát ly thủ trưởng thân thể trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất trên mặt này ùn ùn kéo đến nhỏ bé dây leo trong nháy mắt cầm thẩm minh hiên đám ba người cho quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Này hai cái cầm diệp thần phong cùng lâm hân di quấn chặt lấy tráng kiện dây leo, nhanh chóng hướng về trong cửa thành co đầu rút cổ trở lại, diệp thần phong cùng lâm hân di chỉ là thân thể bị tê liệt, hai người bọn họ cũng không có bất tỉnh đi, chỉ là trong chốc lát, hai người bọn họ liền bị hai cái tráng kiện dây leo kéo vào trong cửa thành. Ở cửa thành bên trong có một gốc đỏ như máu tham thiên đại thụ, những nguồn ùn kéo đến đó nhỏ bé dây leo, cùng cái này hai cái tráng kiện dây leo chính là đến từ cái này tham thiên đại thụ, cái này hai cái tráng kiện dây leo cầm Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thân thể áp sát vào tham thiên đại thụ bên trên. Tại cái này tham thiên đại thụ trên cành cây cũng có được từng cây mọc gai, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thân thể gần sát đại thụ về sau, hai người bọn họ phía sau lưng bị sắc nhỏ đâm cho đâm vào huyết nhục bên trong sắc mặt tái nhợt lâm hân di vừa định muốn nói chuyện sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi đồng dạng diệp thần phong cũng là sắc mặt kịch biến trong mồm hàm răng là cắn thật chặt bởi vì bọn hắn hai cái đều cảm giác được trong thân thể huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua cái này so phía ngoài cửa thành những cái kia nhỏ bé dây leo hút lên máu tới không biết nhanh chóng gấp bao nhiêu lần diệp thần phong cảm giác nếu như tùy ý huyết dịch dạng này trôi qua chỉ sợ một giờ bên trong hắn cùng lâm hân di tất nhiên sẽ chết ở chỗ này nhưng bây giờ Diệp Thần phong căn bản là toàn thân bất lực, hắn muốn thế nào thoát khỏi loại này cổ quái quỷ dị thực vật. Hiện tại đối với hắn tới nói thật sự là sinh tử nhất tuyến, mất máu tươi để cho sắc mặt hắn càng phát ra trắng bệch. Chương 1038, phản hút, mất đi khống chế. Ngoài cửa thành, bị rất nhiều nhỏ bé dây leo quấn chặt lấy thân thể Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn họ đồng dạng chỉ là thân thể mất đi chi giác mà thôi ba người bọn họ là ánh mắt lo lắng nhìn qua trong cửa thành, tuy nhiên quấn chặt lấy thân thể bọn họ nhỏ bé dây leo rất nhiều, nhưng là những này nhỏ bé dây leo hấp huyết lượng cũng vô cùng ít ỏi, trong khoảng thời gian ngắn thẩm minh hiên bọn người còn không biết có sinh mệnh nguy hiểm. Cảm thụ được trong thân thể máu tươi bị từng chút một hút, cái này phảng phất là mãn tính tự sát, với lại người còn biết chính mình đại khái tử vong thời gian. Cái này khiến thẩm minh hiên bọn người lo lắng diệp thần phong cùng lâm hân di đồng thời, trong lòng bọn họ mặt cũng chậm chậm sinh sôi không có tận cùng tuyệt vọng. Bây giờ ngay cả Diệp Thần Phong đều bị tráng kiện dây leo kéo vào trong cửa thành, bây giờ còn có ai có thể sáng tạo kỳ thích. Bọn họ chỉ có ở chỗ này chơ mắt chờ chết phân. Thiên minh khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường ba người này, bọn họ trong đôi mắt thần sắc cùng thẩm minh hiên bọn người không có sai biệt. Bọn họ cũng biết lần này đoán chừng thật sự là giữ nhiều lành ít, ai biết bọn họ sẽ không khỏi rượu rơi vào đất này trong thành trì hơn nữa còn sẽ tao ngộ đến quỷ dị như vậy thực vật, sớm biết như thế lời nói, khổng phi bọn người tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần Phong bọn họ khai chiến. Mà thành môn bên trong, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di không tỳ vết đi thăm dò xem các loại cổ điển kiến trúc, hai người bọn họ thân thể bị hai cái tráng kiện dây leo chặt chẽ cột vào đỏ như máu tham thiên đại thụ bên trên, tại cái này khỏa tham thiên đại thụ chung quanh chất đầy nhân loại cùng động vật bạch cốt âm u những này xương cốt chủ nhân ban đầu cũng đều là bị đỏ như máu tham thiên đại thụ hút khô huyết dịch mà chết, những này xương cốt cũng không biết ở chỗ này chất đống bao nhiêu năm. Bởi vì cái này tham thiên đại thụ hấp huyết lượng quá cường hãn, không lâu lắm thời gian. Lâm Hân gì cũng đã bất tỉnh đi, mà theo huyết dịch trôi qua, Diệp Thần Phong cũng cảm giác trong đầu là càng ngày càng u ám. Hắn ý đồ cắn nát bờ môi tới để cho mình duy trì thanh tỉnh, có thể đây là vô pháp ngăn cản trong đầu u ám cảm giác không ngừng tăng lên. Diệp thần phong trong đôi mắt tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, sắc mặt hắn so tử thi còn muốn trắng bệch, trong lòng của hắn âm thầm cười khổ nói ta, ta diệp thần phong thật muốn chết sao. Ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong, còn có rất nhiều người chờ lấy ta bảo vệ, ta làm sao có thể chết ở chỗ này. Diệp thần phong ý đồ muốn làm sao cùng dẫy ruộng, đáng tiếc là trước mắt hắn tối sầm cuối cùng vẫn bất tỉnh đi, coi như làm Diệp Thần Phong bất tỉnh đi một giây đồng hồ về sau, hắn trong đan điền đoàn kia màu đỏ sậm khí thể bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động đứng lên. Đoàn kia màu đỏ sậm khí thể trực tiếp thoát ly đan điền, hướng phía Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp lan tràn mà đi. Ở trong tối hồng sắc khí thể lan tràn đến Diệp Thần Phong toàn thân về sau, đỏ như máu tham thiên đại thụ bất thình lình vô pháp hấp thu huyết dịch của hắn, ngược lại là cái này màu đỏ sậm khí thể trái lại hấp thu đỏ như máu tham thiên đại thụ bên trong dòng máu màu đỏ. Cái này lưu động tại tham thiên đại thụ nội bộ dòng máu màu đỏ. Chính là cái này tham thiên đại thụ đã từng hút vô số nhân loại cùng động vật chỗ để luyện ra tinh huyết, mà cái này màu đỏ sậm khí thể cũng đúng lúc ưa thích hút tinh huyết, khó trách tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, cái này màu đỏ sậm khí thể lại đột nhiên thoát ly diệp thần phong trong đan điền. Cái này tham thiên đại thụ phảng phất cũng là có linh tính. Nó tại cảm nhận được Diệp Thần Phong trong cơ thể phản hút về sau, nó lập tức từ bỏ hút Lâm Hân Di trong cơ thể máu tươi, lấy toàn lực tới đối kháng Diệp Thần Phong, ý đồ muốn đang hút máu bên trên cùng Diệp Thần Phong một phân cao thấp. Đoàn kia lan tràn đến Diệp Thần Phong toàn thân màu đỏ sẫm khí thể. Nó tại cảm nhận được đỏ như máu tham thiên đại thụ chống cự về sau, nó bỗng nhiên tăng cường hấp lực. Máu này hồng sắc đại thụ căn bản là không có cách cùng nó đối kháng, chỉ gặp cái này tham thiên đại thụ nội bộ tinh huyết đang không ngừng chảy vào diệp thần phong trong cơ thể, sau đó bị đoàn kia màu đỏ sậm khí thể hút không còn một mảnh. Theo, liên tục hút đại lượng tinh huyết, đoàn kia màu đỏ sậm khí thể lần nữa phát sinh biến dị, nó màu sắc tại dần dần hướng về thuần túy hồng sắc phát triển, đỏ như máu tham thiên đại thụ cảm giác được không địch lại diệp thần phong về sau, hắn vội vàng buông ra chói chặt Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di dây leo, để cho Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thân thể hai người lăn xuống tới trên mặt đất. Lâm Hân Di sau khi ngã xuống đất vẫn như cũ là thuộc về hôn mê trạng thái, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể đoàn kia lần nữa phát sinh biến dị khí thể, nó hẳn là cảm giác hấp thu vẫn chưa thỏa mãn, cả đoàn khí thể nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong trong đầu tụ tập, nguyên bản thuộc về đang hôn mê Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt một đôi tròng mắt hiện ra lấy huyết hồng chi sắc. Diệp thần phong từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất biến thành một bộ cái xác không hồn, đầu hắn tóc cũng đang từ từ biến thành hồng sắc, một bước, một bước hướng phía đỏ như máu tham thiên đại thụ đi đến. Máu này hồng sắc tham thiên đại thụ có thể là cảm giác được nguy hiểm, lập tức có vô số nhỏ bé dây leo cùng vừa mới này hai cái tráng kiện dây leo, hướng phía diệp thần phong đánh tới. Trước mắt phảng phất cái xác không hồn Diệp Thần Phong, hắn căn bản không e ngại dây leo bên trên độc tố, hắn cầm dây leo trực tiếp lấy tay xé rách ra đến, từ dây leo bên trong chảy ra tinh huyết toàn bộ sông vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Tham thiên đại thụ giống như bị Diệp Thần Phong cử động hoàn toàn chọc giận nó khua tay hai cái tráng kiện cứng rắn dây leo hướng về Diệp Thần Phong trên thân thể đập tới, ầm, ầm, hai tiếng, Diệp thần phong trực tiếp duỗi ra hai tay cầm cái này hai cái dây leo ngăn cản hạ xuống, hai đầu trên cánh tay xương cốt toàn bộ đứt gãy ra, sắc nhọn đâm vào đâm vào hắn máu thịt bên trong về sau. Diệp thần phong giống như căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, dù sao hắn hiện tại thuộc về một loại không có chút nào ý thức trong trạng thái. Hai cái tráng kiện dây leo đâm vào đâm vào diệp thần phong huyết nhục bên trong về sau, diệp thần phong trong cơ thể tại dần dần biến dị khí thể lần nữa phát huy tác dụng, bỗng nhiên rút khô cái này hai cái dây leo bên trong tinh huyết, không bao lâu thời gian, cái này hai cái tráng kiện dây leo lập tức khô héo hạ xuống. Tại cầm hai cái tráng kiện dây leo bên trong tinh huyết hút khô về sau, không có chút nào ý thức diệp thần phong, hắn lần nữa một bước, một bước hướng phía đỏ như máu tham thiên đại thụ đi qua. Xa xa, xa xa, xa xa. Cái này khỏa đỏ như máu tham thiên đại thụ giống như cảm giác được chính mình không địch lại Diệp Thần Phong, nó trên cành cây lá cây phát ra rất nhỏ tiếng vang, mà này ùn ùn kéo đến nhỏ bé dây leo là liên tục quấn chặt lấy Diệp Thần Phong, ý đồ muốn ngăn trở Diệp Thần Phong tiến lên tốc độ. Không có chút nào ý thức Diệp Thần Phong, hắn dứt khoát không ngăn cản, phàm là có nhỏ bé dây leo quấn chặt lấy hắn, trong cơ thể hắn khí thể lập tức sẽ phát huy tác dụng, cầm những này nhỏ bé dây leo bên trong tinh huyết hết thảy hút khô, những này nhỏ bé dây leo cũng liền tùy theo khô héo. Xa xa, xa xa, xa xa, xa xa, xa xa. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đi tới đỏ như máu tham thiên đại thụ trước mặt, mà đỏ như máu tham thiên đại thụ trên cành cây lá cây phát ra âm thanh càng phát ra thường xuyên. Nó tựa như là tại đối với Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ. Đáng tiếc giờ phút này Diệp Thần Phong căn bản không có ý thức, tay phải hắn trực tiếp đặt tại che kín gai nhọn tham thiên đại thụ bên trên, mặc cho gai nhọn đâm vào bàn tay hắn bên trong. Diệp thần phong trong cơ thể đang từ từ biến dị khí thể, lần nữa cảm nhận được to lớn tinh huyết về sau, nó lợi dụng diệp thần phong thân thể làm chất môi giới điên cuồng hấp thu lên tham thiên đại thụ bên trong vô số tinh huyết. Máu này hồng sắc tham thiên đại thụ tại diệp thần phong trong cơ thể khí thể hấp lực trước mặt, nó căn bản là không có chút nào phản kháng năng lực, chỉ gặp lưu động tại nó thân cây bên trong tinh huyết tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Ước chừng 15 phút sau khi đỏ như máu tham thiên đại thụ nội bộ tinh huyết ngay cả một giọt đều không còn lại. Sang giác, sang giác, sang giác, sang giác, sang giác. Đỏ như máu tham thiên đại thụ trên cành cây xuất hiện từng cái vết dạn, theo vết dạn không ngừng tăng nhiều, cả quả tham thiên đại thụ trong nháy mắt trở nên tứ phân ngũ liệt, một khối, một khối tản mát trên mặt đất. Mà diệp thần phong trong cơ thể màu đỏ sậm khí thể đang hấp thu cái này tham thiên đại thụ nội bộ sở hữu tinh huyết về sau, nó màu sắc biến thành chân chính hồng sắc, Diệp Thần Phong trong cơ thể đoàn kia biến dị về sau hồng sắc khí thể, tại nó nội bộ tản mát ra sát khí nồng nặc. Mà không có chút nào ý thức Diệp Thần Phong, hắn giống như cũng bị cỗ này sát khí nồng nặc cho cảm nhiễm, a, à, Diệp Thần Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn trong hai con ngươi hồng sắc trở nên càng quỷ dị hơn, đã hoàn toàn biến thành mái tóc màu đỏ bên trên tán phát lấy một trận hồng quang nhàn nhạt, đón lấy Diệp Thần Phong hai đầu cánh tay cũng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt trở nên càng phát ra tĩnh mịch, mà trên người hắn sát khí càng phát ra nồng đậm, phảng phất là mới vừa từ trong địa ngục đi tới Tu La, cho người ta một loại cực độ cảm giác sợ hãi cảm giác. Chương 1039, thực lực tăng lên. Vừa mới này tựa như là thần phong tiếng gào, thần phong cùng Hân Di sẽ không phải Ngoài cửa thành bị nhỏ bé đỏ như máu dây leo quấn chặt lấy Trình Đại Hổ, hắn suy yếu bất lực nói ra. Thẩm Minh Hiên thần sắc ảm đạm gật gật đầu, hồi đáp vừa mới xác thực thần phong âm thanh, lần này sợ là chúng ta vô pháp còn sống rời đi Tử vong chi địa. Những này đáng chết dây leo, Tử vong chi địa bên trong tại sao có thể có quỷ dị như vậy thực vật? Tiêu Lập Viễn không cam lòng muốn lại tăng lên nữa lên trong cơ thể linh hồn lực nhưng hắn loại hành vi này chẳng khác gì là tốn công vô ích nhưng mà ngay tại lúc này quấn chặt lấy thẩm minh hiên bọn người dây leo vậy mà không khỏi rượu nhất từng chiếc khô héo rất nhanh thẩm minh hiên bọn người liền cảm giác không thấy trong thân thể huyết dịch chảy hết những này nhỏ bé đỏ như máu dây leo bắt nguồn từ trong cửa thành đỏ như máu tham thiên đại thụ bây giờ ngay cả cả quả tham thiên đại thụ đều bị diệp thần phong cho phá hủy những này đỏ như máu dây leo tự nhiên không có tiếp tục còn sống lý do Nương theo lấy Thẩm Minh Hiên bọn người trên thân đỏ như máu dây leo khô héo, một bên Thiên Minh Khổng Phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường ba người này, quấn chặt lấy thân thể bọn họ đỏ như máu dây leo cũng toàn bộ khô héo, bất quá, bởi vì dây leo bên trên đâm mang theo tê liệt tính độc, cho nên mặc kệ là Thẩm Minh Hiên bọn người, vẫn là Khổng Phi bọn người, bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể khôi phục thân thể năng lực hành động. Ha ha ha, trời không quên ta. Thật sự là trời không quên ta bọn họ a." À. Khổng Phi sững sờ sau một lát, trong cổ họng hắn lập tức cười ha hả, hướng về phía Thẩm Minh Hiên bọn người tiếp tục nói, "Tuy nhiên ta không biết vì sao những nảy dây leo lại đột nhiên khô héo, nhưng ta biết Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di không có khả năng còn sống lấy, mà ba người chúng ta thực lực mạnh hơn các ngươi, khẳng định là chúng ta so với các ngươi trước tiên khôi phục thân thể, đến lúc đó cũng là ba người các ngươi tử kỳ, ta sẽ tiến đưa các ngươi đi cùng Diệp Thần Phong." Lâm Hân di đoàn tụ. Thành môn bên trong, hai tròng mắt đỏ bừng một mảnh, tóc cùng cánh tay đều hiện ra đỏ như máu Diệp Thần Phong, hắn phảng phất biến thành một đầu mất đi khống chế dã thú, hắn hai đầu cánh tay dán đoạn nứt xương cốt, trên thân các loại phá vỡ vết thương, đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đây hết thảy đều hẳn là bắt nguồn từ lần nữa biến dị hồng sắc khí thể. Thuộc về mất khống chế trong Diệp Thần Phong, hắn hai tròng mắt nhìn về phía đang hôn mê Lâm Hân Di, khóe miệng phát họa ra một vòng khát máu nụ cười, hướng phía Lâm Hân Di chậm rãi bước đi qua, hắn càng đến gần Lâm Hân Di, hắn trong đôi mắt hồng quang liền càng tràn đầy, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói một chữ, giết, giết, giết. Có thể đang lúc Diệp Thần Phong muốn ngồi sổ người xuống thời điểm, từ cây kia hoàn toàn sụp đổ tham thiên đại thụ dưới tản mát ra lúc thì đỏ quang mang cái này hồng quang phảng phất đối với không có chút nào ý thức Diệp Thần Phong rất có sức hấp dẫn, để cho Diệp Thần Phong tạm thời buông xuống lâm hân di, một bước, một bước lung la lung lay hướng phía phát ra hồng quang địa phương đi đến. Chỉ gặp thế thì sập đỏ như máu tham thiên đại thụ phía dưới xuất hiện một cái hố sâu, tại cái này trong hố sâu sinh trưởng lít nha lít nhít như đồng tâm bẩn trái cây màu đỏ, nếu như Diệp Thần Phong vẫn còn thanh tỉnh trạng thái lời nói, như vậy hắn nhất định có thể liếc một chút liền nhận ra những này cũng là sa mạc chi tâm. Từ sa mạc trong lòng tản mát ra hào quang màu đỏ, cầm Diệp Thần Phong cho hoàn toàn bao phủ lại, sa mạc trong lòng hào quang màu đỏ cũng không có mang theo sát lục khí tức, ngược lại có một loại tịnh hóa nhân tâm công hiệu. Cái này khiến mất đi khống chế Diệp Thần Phong trên mặt xuất hiện dãy ruộa thần sắc, trong con mắt đỏ như máu cũng là nhất quang nhất ám nhất quang nhất ám liên tục chuyển đổi lấy. Ước chừng sau 10 phút, Diệp Thần Phong trên cánh tay đỏ như máu chậm rãi rút đi, tiếp theo mái tóc màu đỏ ngòm của hắn cũng khôi phục hắc sắc, sau cùng hắn hai tròng mắt cũng khôi phục như cũ màu sắc, ở trong cơ thể hắn biến dị sau khi hồng sắc khí thể, tại dần dần hướng về hắn trong đan điền hội tụ mà đi. Thẳng đến sau cùng đoàn kia hồng sắc khí thể toàn bộ tụ tập đến trong đan điền, an an ổn ổn, ổn chiếm cứ ở nơi đó. Tại hồng sắc khí thể thu sạch lùi về trong đan điền về sau, Diệp Thần Phong ngay đầu tiên khôi phục thanh tỉnh ý thức, vừa mới bắt đầu hắn trong hai con người còn ra hiện mê muội mang chi sắc, nhưng hắn trong đầu đối cứng mới sự tình là nhất thanh nhị sở, cẩn thận từng ly từng tí xem xét một chút chiếm cứ trong đan điền hồng sắc khí thể, miệng hắn bên trong nói lầm bầm, xem ra cái này đoàn khí thể lại phát sinh biến dị, còn tốt có nó tại, bằng không lần này chỉ sợ thật muốn mất mạng. Diệp Thần Phong nhìn một chút một bên Lâm Hân Di, tại cảm giác được Lâm Hân Di tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau, ánh mắt của hắn lại tập trung ở trong hố sâu sa mạc chi tâm bên trên, nhìn xem trước mặt cái này phát ra hồng quang sa mạc chi tâm. Diệp Thần Phong bất thình lình có loại chuyến đi này không tệ cảm giác, hắn cũng không có mảy may do dự, lập tức cầm một khỏa lại một viên sa mạc chi tâm hái xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới không gian giới chỉ bên trong. Cái hố sâu này bên trong hết thảy có 32 khỏa sa mạc chi tâm, bởi vì sa mạc chi tâm chỉ có tại lần thứ nhất phục dụng thời điểm có tác dụng, nói cách khác cái này 32 khỏa sa mạc chi tâm, có thể làm cho 32 tên thánh cấp phía dưới linh hồn lực cao thủ trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Diệp Thần Phong trong tay cầm một khỏa không có bỏ vào không gian giới chỉ bên trong sa mạc chi tâm, hắn trực tiếp cầm khỏa này sa mạc chi tâm từng miếng từng miếng nuốt vào trong mồm mặt hắn muốn ở chỗ này trước tiên trực tiếp đột phá một cái tiểu tầng thứ. Sa mạc chi tâm tại nuốt vào trong bụng về sau, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể đang từ từ phát nhiệt, phảng phất có cố khí lưu tại toàn thân hắn trên dưới trong kinh mạch khắp nơi lưu thoán lấy. Hắn lập tức cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, ý đồ muốn cầm khoản này sa mạc trong lòng năng lượng một hơi tiêu hóa sạch sẽ. Theo, liên tục hấp thu sa mạc trong lòng năng lượng, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực cũng không ngừng lên cao, ý đồ muốn xông phá tông cấp trung kỳ bình chướng, chân chính tiến vào tông cấp đỉnh phong cấp độ. Mà một bên thuộc về đang hôn mê lâm hân di, nàng ở thời điểm này cũng chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, nàng xem thấy đã tản mát thành toái phiến huyết hồng tham thiên đại thụ, cùng trên mặt đất chất đầy khô héo dây leo, sau cùng đem ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, nàng cảm giác được Diệp Thần Phong trên thân linh hồn lực đang không ngừng kéo lên, nàng trắng bệch trên mặt lộ ra một vòng thật không thể tin thần sắc, trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ lại cái này cổ quái dây leo hòa tham thiên đại thụ cũng là bị diệp thần phong phá hủy. Cái này sao có thể? Loại này cổ quái thực vật thế nhưng là ngay thiên minh khổng phi các loại tôn cấp trung kỳ cao thủ cũng thúc thủ vô sách, diệp thần phong làm sao bất thình lình có dạng này thực lực. Với lại hắn lại vào lúc này đột phá, hắn đến là cái gì quái thai? thuộc về chuyên tâm hấp thu sa mạc chi tâm năng lượng diệp thần phong, hắn đương nhiên không biết Lâm Hân Di trong nội tâm ý nghĩ, hắn một lần một lần tiêu hóa lấy sa mạc trong lòng năng lượng, một lần một lần đánh thẳng vào tông cấp trung kỳ bình chướng, trong thân thể linh hồn lực đã đến cái nào đó tụ lực điểm bên trên, chỉ cần lại một cổ tác khí, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến tông cấp đỉnh phong. Ước chừng sau 5 phút, Diệp thần phong chung quanh thân thể có thể lượng biến đến cực kỳ nồng nặc lên, Từng đợt nhỏ bé gió xoáy bồi hồi tại quanh người hắn, thân thể của hắn đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, trong thân thể linh hồn lực trong lúc đó dâng lên một cái cấp độ, bàng bạc linh hồn lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn thuận lợi từ tông cấp trung kỳ đột phá đến tông cấp đỉnh phong, có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong gặp lại Khổng Phi bọn người, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật chạy trốn, hắn tuyệt đối có miểu sát tôn cấp trung kỳ cao thủ thực lực. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt Diệp Thần Phong, Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh hồn lực, trên mặt hắn lộ ra một vòng hài lòng nụ cười, bất thình lình, hắn nhìn thấy một bên Lâm Hân Di đang đôi mắt đẹp hung dữ nhìn hắn chằm chằm, cái này khiến hắn tùy ý nhún nhún vai. Gặp Diệp Thần Phong không có chủ động mở miệng ý tứ, Lâm Hân Di bởi vì thân thể vô pháp động đậy, nàng cau mày, hỏi, "Diệp Thần Phong, là ngươi cầm loại này cổ quái thực vật cho phá hủy? Ngươi là thế nào làm đến?" còn ngươi nữa đột phá đến tông cấp đỉnh phong. Bớt nói nhảm, chúng ta đi trước ngoài cửa thành lại nói. Vừa mới diệp thần phong bởi vì đạt được sa mạc chi tâm quá hưng phấn, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là đem thẩm minh hiên bọn người cấp quên, cũng may hắn biết tất nhiên đỏ như máu tham thiên đại thụ bị hủy, như vậy thẩm minh hiên bọn người tạm thời tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mà không phi các loại thiên minh người thân thể bọn họ đồng dạng bị tê liệt. Cho nên bọn họ cũng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đối phó Thẩm Minh Hiên bọn người. Hiện tại Diệp Thần Phong là không cần lo lắng Khổng Phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường ba người này, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại vừa mới tăng thực lực lên Diệp Thần Phong xem ra, hắn hiện tại vừa vạn thiếu mấy cái thử một chút thân thủ người, mà Khổng Phi bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Chương 1040, Nghiền ép. Tử vong chi địa dưới sa mạc thế giới. Tại đây nhiệt độ không khí cũng không vì vì là dưới đất mà tương đối mát mẻ, ngược lại bởi vì quanh năm không khí không lưu thông, để cho người ta sẽ có loại phi thường khó chịu khó chịu cảm giác. Tại Diệp Thần Phong thu hoạch 32 khỏa sa mạc chi tâm, thực lực thuận lợi đột phá đến tông cấp đỉnh phong thời điểm. Ngoài cửa thành, đỏ như máu dây leo tê liệt tính độc tố đang từ từ biến mất, tuy nhiên Thiên Minh Khổng Phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường ba người này bọn họ là trước tiên bị dây leo cho quấn chặt lấy, bất quá, thực lực bọn hắn đều tại tôn cấp trung kỳ, bọn họ khôi phục tốc độ rất nhanh gặp phải thẩm minh hiên bọn người. Nằm trên mặt đất khổng phi ba người bọn họ, đầu tiên là 10 ngón tay đầu có thể hơi hơi rung động, tiếp theo hai người bọn họ cánh tay cũng khôi phục năng lực hành động. Trên thân thể tê liệt tính tại lấy một loại cực kỳ rất nhanh biến mất. Tại khổng phi bọn họ khôi phục năng lực hành động thời điểm, thẩm minh hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bọn họ cũng đang khôi phục, dù sao bọn họ bị đỏ như máu dây leo quấn quanh thời gian tương đối ngắn. Sau 5 phút, Khổng Phi, Bao Dục Đào cùng Bao Dục Cường dẫn đầu từ dưới đất đứng lên, mà Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bọn họ cũng không chút nào cam lạc hậu, bởi vì những người này thân thể mới vừa vặn khôi phục năng lực hành động, trong lúc nhất thời bọn họ vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình, chỉ có thể từng cái lẫn nhau chừng lớn liếc trong mắt. Khổng Phi không ngừng giấy ruộng hai đầu cánh tay, ý đồ muốn để cho mình khôi phục mau một chút, khóe miệng lại lần nữa hiển hiện khinh thường cùng phẫn nộ nụ cười, nói ra, để để ta bị các ngươi cho hại chết, các ngươi hai cái đồng bạn hiện tại hẳn là tại trên hoàng tuyền lộ chờ các ngươi, các ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bọn họ cũng tại mau sớm khôi phục thân thể, bây giờ cục diện mặc dù nói là ba đối với ba, có thể Thẩm Minh Hiên chỉ có tôn cấp sơ kỳ thực lực, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn đều chỉ có tông cấp trung kỳ thực lực. Có thể nói mặc kệ là Khổng Phi, vẫn là Bao Dục Cường, Bao Dục Đào, ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều có năng lực quét ngang Thẩm Minh Hiên bọn người. Minh Hiên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Tiêu Lập Viễn thấp giọng hỏi. Trình Đại Hổ trực tiếp chen miệng nói, "Minh Hiên, Lập Viễn, ta không tin Thần Phong cùng Hân Di sẽ chết." nếu như chỉ có hân di một người lời nói, ta không dám phi thường cam đoan, nhưng ta tuyệt đối không tin thần phong sẽ chết. Chúng ta nhất định phải lập tức đuổi tới thành môn bên trong đi. Thẩm Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đại hổ, người cho rằng thiên minh người sẽ để cho chúng ta đi vào cửa thành bên trong sao. Chỉ sợ chờ bọn hắn hoàn toàn khôi phục thân thể, chính là chúng ta ba cái lên đường thời gian. Ba người các ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? hiện tại có phải hay không biết sợ hãi? Các ngươi không phải diệt thiên minh thiên tài nhân vật sao? Nguyên lai like đến sống chết trước mắt. Các ngươi cũng chỉ là bộ này uất ức dạng, bao dục đào cười lạnh nói ra. Lâm Hân gì cứ như vậy chết thật đúng là đáng tiếc, nếu là tại nàng trước khi chết có thể hưởng thụ được thân thể nàng, chúng ta cũng coi như không ăn không khổ nhiều như vậy đâu. Còn kém chút mệnh tang nơi này, nhất định không may thấu, bao dục cường bất mãn nói ra tại khổng phi bọn họ xem ra Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bị hai cái tráng kiện dây leo kéo vào trong cửa thành, mà bọn họ bị những cái kia nhỏ bé dây leo đã khiến cho kém chút mất mạng, cho nên bọn họ không tin Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di tại này hai cái tráng kiện dây leo dưới còn có thể sống sót. Coi như Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thật sống sót, tại khổng phi bọn họ xem ra Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng đoán chừng tàn phế. Khen á, khen á, khen á, khen á, khen rồi. Từ khổng phi mấu chốt bên trong không ngừng vang lên xương cốt tiếng ma sát âm, hắn liên tục giãy rụa cổ cùng cánh tay, hắn là hoàn toàn có thể bình thường khống chế thân thể của mình, mà bao dục đào cùng bao dục cường cũng lập tức khôi phục thân thể khống chế năng lực. Về phần thẩm minh hiên, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn ba người này. Bọn họ so khổng phi bọn người khôi phục chậm một nhịp, khổng phi nhìn xem trao mày thẩm minh hiên. Nói ra, thẩm minh hiên, người thế nhưng là Diệt Thiên Minh con trai của Minh Chủ đây. Trong truyền thuyết Diệt Thiên Minh đệ nhất thiên tài, hôm nay người tại ta khổng phi trong tay, người liền xem như thiên tài ta cũng phải để người biến thành một đống cứt chó. Bao dục đào, bao dục cường, ba người này liền giao cho ta đến giải quyết, ta muốn vì đệ đệ ta báo thù. Khổng phi đối bên cạnh hai gã khác đồng bạn nói ra, trong thân thể của hắn tôn cấp trung kỳ linh hồn lực chậm rãi bốc hơi đứng lên. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn không khỏi nắm chặt quyền đầu, Thẩm Minh Hiên trong lòng đã là không ôm ấp miễn cưỡng hy vọng, hắn quay đầu nhìn về hướng cửa thành nhìn một chút, nhưng mà, cũng là cái nhìn này, để cho hắn nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn thấy rõ Diệp Thần Phong bên trái bên hông đang mang theo Lâm Hân Di từ trong cửa thành dạo bước đi tới, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thật không có chết. Trình Đại Hổ hưng phấn rắt cuống họng quát, ta đã sớm biết Thần Phong không có việc gì, coi như thiên vương lão tử chết, ta cũng sẽ không tin tưởng thần phong sẽ chết. Mà khổng phi, bao dục đào cùng bao dục cường nhìn thấy diệp thần phong cùng lâm hân di còn sống, cái này khiến ba người bọn họ trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Bao dục cường vừa cười vừa nói, lâm hân di không chết thật sự là quá tốt, chúng ta có thể thật tốt đùa bỡn đùa bỡn nàng, lại đem nàng đưa lên đường đi. Khổng phi trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, Nói ra, đệ đệ ta là bị Lâm Hân Di nữ nhân này tiến lên tử vong trong hồ, tất nhiên cái này tiện nữ nhân còn chưa chết, như vậy đợi chút nữa ta cái thứ nhất bên trên nàng, ta muốn đem đệ đệ ta này phân cũng cùng một chỗ mang lên. Tại Khổng Phi đám người nói chuyện ở giữa, Diệp Thần Phong bên hông kẹp lấy Lâm Hân Di thân thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, nhàn nhã nếu chạy bộ đến Thẩm Minh Hiên bọn họ bên cạnh, bị Diệp Thần Phong kẹp lấy Lâm Hân Di nàng lập tức nói ra diệp thần phong người bây giờ có thể thả ta xuống a bởi vì lâm hân di bên trong tê liệt độc tố phi thường sâu cho nên nàng tạm thời còn vô pháp khôi phục năng lực hành động diệp thần phong cầm lâm hân di phóng tới trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía mang trên mặt điên cuồng thần sắc khổng phi thẩm minh hiên vội vàng thấp giọng hỏi thần phong người cùng hân di đều không thụ thương a hiện tại chúng ta muốn thế nào thoát khỏi ba người này các ngươi ít tại nơi đó nói nhảm, tại đất này phía dưới các ngươi còn có địa phương có thể chạy trốn sao? Nếu như các ngươi muốn nói chuyện phiếm trời lời nói, như vậy ta có thể tiến đưa các ngươi đến dưới đất đi thật tốt tâm sự. Khổng Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, thế nào? Các ngươi có thể cùng tiến lên. Diệp Thần Phong ngăn lại một bên nóng lòng muốn thử trình đại hổ, nói ra, Minh Hiên, Đại Hổ, Lập Viễn, các ngươi đứng ở một bên là được để cho ta một người tới đối phó hắn. Thần Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn một người đối phó hắn? Cái này sao có thể được?" Thẩm Minh Hiên vội vàng lo lắng nói ra. Bởi vì Diệp Thần Phong cũng không có cầm linh hồn lực tăng lên, cho nên ở đây tất cả mọi người không có cảm giác đến Diệp Thần Phong thực lực có chỗ đột phá. Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi không cho rằng chính mình quá cuồng vọng sao?" vẫn là ngươi cho rằng có thể dùng trong tay ngươi loại kia ăn mòn chất lỏng giết ta. Vậy ngươi bớt làm mộng, khổng phi cực kỳ khinh thường nói ra. Thân thể vẫn còn tê liệt bên trong, cái mông ngồi trên mặt đất thượng lâm hân di, trong nội tâm nàng âm thầm đau khổ nói, hừ, diệp thần phong ra hỏa này lại phải chơi đóng vai chưa ăn lão hổ trò xiếc. Theo lâm hân di thực lực đột phá đến tông cấp đỉnh phong diệp thần phong, hắn hoàn toàn có nghiền ép khổng phi thực lực, Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, các ngươi đều lui ra phía sau." Diệp Thần Phong thấp giọng với Thẩm Minh Hiên đám người nói. Trình Đại Hổ là cái thứ nhất lui ra phía sau, bởi vì hắn tin tưởng Diệp Thần Phong là loại kia xâm nhập thực chất bên trong tin tưởng. Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn tại nhìn thấy Trình Đại Hổ lui lại về sau, hai người bọn họ cũng đành chịu lui ra phía sau một bước. Thẩm Minh Hiên nói ra, "Thần Phong nếu như ngươi không địch lại lời nói chúng ta lập tức sẽ lên tới giúp ngươi khổng phi khi nhìn đến thẩm minh hiên đám ba người thật lui ra phía sau cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại là đề cao một tia cảnh giác duy trì đầu óc thanh tỉnh nói ra diệp thần phong ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới khổng phi ngươi cũng không nên giống đệ đệ ngươi một dạng tại lật thuyền trong mương bằng không cái này thật là quá khó nhìn bao dục đào trêu đùa Diệp Thần Phong, tới đi, ngươi có thể cho ta ngoan ngoãn lên đường. Khổng Phi thần sắc cảnh giác quát, cầm trong thân thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Diệp Thần Phong nhưng không có thủ hạ lưu tình ý tứ, trong thân thể của hắn trực tiếp tăng lên lên tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, dưới chân hắn trực tiếp sử xuất Bạo Huyền Bộ pháp. Bạo phong nghiên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Tại Khổng Phi còn không có tới kịp kịp phản ứng thời điểm, Diệp thần phong thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay phải bắt lấy khổng phi đầu, dùng lực cầm khổng phi đầu hướng về trên mặt đất nhấn tới, khổng phi cả người trong nháy mắt mất đi thăng bằng, ầm. Một tiếng, khổng phi đầu cùng mặt đất thật tiếp xúc, cả viên đầu trong nháy mắt vỡ ra, óc cùng máu tươi giải đầy mặt đất. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa thẩm minh hiên, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn hoàn toàn là sửng sốt, Trình Đại Hổ kích động nói ra, Thần Phong, thần phong hắn vậy mà đột phá đến tông cấp đỉnh phong hắn đến là thế nào làm đến thẩm minh hiên khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ nói ra xem ra tại đây xác thực không có chúng ta nhúng tay phân quái thai quái vật nhất định không phải người tiêu lập viễn trong cổ họng nuốt nước bọt nói ra audio điện tử võ tấn bền hết tập năm mươi hai